Xin chào bạn các thính giả của kênh Chuyện hẻm ngon tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tông tay giải trở hôn ước. Thưa các bạn, anh là một người đàn ông nghiêm khắc lạnh lùng. Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của anh đều được sắp xếp theo một trật tự, một kế hoạch mà anh đã vạch sẵn. Hôn nhân, công danh, sự nghiệp đều theo một con đường thẳng. Nhưng rồi lại có một sự việc bất ngờ. Sự xuất hiện của cô gái này làm cho cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Nhất là khi anh vừa giải trừ mối hôn ước với vị hôn thê đã được đính hôn từ rất nhiều năm. Khi cuộc sống yên lặng của anh trôi qua quá mức tẻ nhạt, khiến cho anh chỉ biết vùi mình vào công việc, thì cô gái này tự như một làn gió mới, đem sự tươi mắt tới tắm vào cuộc đời của anh. Sự hồn nhiên ngây thơ của cô, cùng với nụ cười rạng rỡ của cô, làm cho trái tim của anh lỗi nhịp. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác mà người ta thường gọi là yêu hay sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé! Nhậm qua qua thường tưởng tưởng, mối tình đầu của mình sẽ bắt đầu như thế nào? Có lẽ sẽ rất là lãng mạn như là từ tuyết. Có lẽ sẽ đau khổ như phim truyền hình nhiều tập đầy cầu huyết. Có lẽ sẽ chua chua ngọt ngọt như mọi người kể. Mối tình đầu chua chua ngọt ngọt mà. Cô luôn nghĩ tới, luôn luôn mong chờ. Tuy là người nhà quản rất nghiêm, nhưng nhậm quả quả vẫn luôn mong đợi anh hùng dệt rồng sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình. Anh sẽ tiêu diệt hết lũ rồng và cả những người thân khó đối phó của cô. Chỉ tưởng tượng cảnh anh hùng đánh nhau với con rồng độc ác thôi là nhậm quả quả đã cảm thấy hưng phấn rồi. Nhưng nhậm quả quả hoàn toàn không ngờ rằng, hóa ra tình yêu còn có một hương vị khác hương vị của sự mất mát có quen. Cô vĩnh viễn, viễn nhớ rõ ngày hôm đó. Hôm đó, anh họ nghe lệnh dẫn cô đi xã sau để làm quen với mọi người. Thật ra cô không thích chuyện này. Chờ thật lâu mới tới nghỉ hè, cô đã sớm quyết định sẽ dành toàn bộ kỳ nghỉ này để làm nhà làm con sâu lười. Còn ai có ý kiến về việc này, tất cả mọi người trong nhà chỉ mong sao bà bối của bọn họ cả đời này sẽ không rời khỏi nhà. Cô không lấy chồng cũng chẳng sao cả Nhà họ nhậm thừa sức có thể nuôi cô Đương nhiên nhắc tới chuyện lấy chồng này Thì còn hơi sớm Dù gì thì lúc đó nhậm quả quả cũng mới 15 tuổi Nhưng người nhà họ nhậm Hay lo trước nghĩ sâu Ngày lúc nhậm quả quả trao đời Họ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô Họ sợ Sẽ có tiểu tử thối nào đó Có ý định dụ dỗ bỏ bối nhà mình Vậy nên khi cô bắt đầu tới trường thì cơ sở nhầm của các bề trên đã được bố trí xung quanh cô các anh thì ba lần bốn lượt tới lớp học của cô kiểm tra xem có ai có dám đem lòng dạ đen tối gì đối với cô em gái bảo bối của bọn họ hay không nhậm quả quả được giám sát chặt chẽ như thế nên cuộc sống của cô chỉ có hai điểm trường học và nhà nhưng những người bảo vệ cô cũng không muốn cuộc sống khép kín đã qua một nửa kỳ nghỉ hè mà nhậm quả quả chưa từng bước chân ra khỏi cửa một bước nơi xa nhất cô tới chính là bể bơi ngoài trời của nhà họ nhậm chuyện này khiến cho nhà họ nhậm rất là lo lắng cuộc sống của nhậm quả quả không hề giống các cô thiếu nữ 15 tuổi tràn đầy sức sống vào bồng bột khác khiến cho bọn họ không khỏi tự kiểm điểm xem có phải là mình đã quản bào bối quá nghiêm rồi hay không nếu nhậm quả quả biết người nhà mình đang nghĩ gì thì chắc chắn cô sẽ im lặng mà nhìn trời xanh đơn giản cô chỉ là muốn ở nhà mà thôi. Hơn nữa, cô biết rất rõ rằng rằng dù người nhà có kiềm điểm thì ý muốn bảo vệ cô của bọn họ cũng sẽ chẳng giảm đi bao nhiêu cả. Thử hỏi, nhậm qua qua có cảm thấy có chịu không? Cô sẽ trả lời là không tôi. Cô không có thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ. Tính tình rất là dịu dàng. Cả tính mơ hồ. Chỉ cần không dẫm lên ranh giới cuối cùng của cô thì cô sẽ đối xử rất tốt với người đó. Hơn nữa, Người nhà làm như vậy cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm tới cô. Tuy có lúc sự bảo vệ này hơi quá mức, nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được. Vậy nên, lúc anh họ nói muốn dẫn cô tham gia yến hội, thì cô đã vô cùng ngạc nhiên. Người nhà vô cùng bảo vệ cô, từ trước tới giờ, không cho cô tham gia bất cứ yến hội nào cả. Họ nói những kẻ mặt người dạ thú trong yến hội là nhiều vô số kể, sợ bỏ bối đơn thuần nhà mình sẽ bị lừa bọn họ không cho cô quen những phần thừa cản bã trong xã hội thượng lưu này. Lần này, để nhậm quả quà đi là kết quả đã suy nghĩ rất lâu của bọn họ. Họ áp chế nỗi đau trong lòng, quyết định để bỏ bối của nhà mình ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Người chịu trách nhiệm lớn lao này chính là nhậm Vũ Lân. Ông nhậm ra lệnh anh phải ở bên cạnh cô một tức cũng không rời. Nếu như cô mất đi một sợi tóc hay quen một người đàn ông chẳng ra gì thì nhất định ông sẽ hỏi tội quả anh. Nhậm quả quả cứ như vậy mà tham gia yến hội đầu tiên của mình. Yến hội này là do ông đường tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 20 của cháu ngoại mình, đồng thời cũng là để để tuyên bố cháu ngoại của ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Trường Thị. Nhậm quả quả có nghe nói về tập đoàn Trường Thị. Đây là tập đoàn nổi tiếng, nghe nói sản nghiệp trải rộng khắp nơi trên khắp thế giới trụ sở của tập đoàn ở london người sáng lập ra nó là một hoa kiều có thể có một vị trí riêng ở một nước phương tây nhất là ở nước anh một nước tự coi mình là cao như thế đủ có thể thấy được năng lực của đường thị đến đâu đây cũng là nguyên nhân mà nhầm qua quà nhận lời tham gia yến hội này những người tới dự đều là những nhân vật không hề tầm thường chỉ người nào nhận được giấy mời thì mới có thể vào nên không thể xuất hiện người không đủ tư cách. Tuy vậy, nhậm quả quả vẫn siết chặt tay của anh họ. Cũng không có cách nào khác cả. Cô em họ bé bỏng này là bảo bối của cả nhà. Cô mới 15 tuổi, khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, vẫn còn vương nét ngây thơ, hai má phung phính, đôi mắt to mà nhìn xung quanh tràn đầy tò mò. Nhậm qua qua mặc bộ lễ phục nhỏ màu hồng nhạt có ren, đi giày búp bê, cài băng đô tính nơ trên mái tóc dài qua vai cử chỉ chưa có nét thành thục nhưng sự thành tân chỉ có ở thiếu nữ của cô đã thu hút rất nhiều cái nhìn tò mò của những người ở trong yến hội họ thấy nhậm vũ lân ở bên cạnh cô nên càng thêm tò mò về thân phận của cô bé đáng yêu này nhậm vụ lần chẳng lạ gì với những người trong xã hội thượng lưu cả anh là tổng giám đốc của công ty nhâm thị nhưng đừng cho rằng là giám đốc của một công ty phần mềm nhỏ mà lầm quy mô của công ty nhâm thị không hề nhỏ. Tuy rằng kém so với tập đoàn đường thị, nhưng vẫn xếp trong 100 công ty có triển vọng tại Anh. Bạn gái đi dự yến hội với nhậm vũ lân đều là mỹ nữ. Mỗi lần đôi một người, nhưng vì sao lần này lại đời sang là tiểu mỹ nhân thanh tân này chứ? Mà lén nhìn bộ dạng của nhậm vũ lân thì thấy hình như anh rất là quan tâm tới cô gái kia. Nhậm vụ luân không thèm để ý Tới những lời dây thao bàn tán Của mọi người tò mò Chăm sóc cho bảo bối của nhà anh Chính là chuyện quan trọng hơn cả qua Quà quà, em có đói bụng không? Qua quà nhà họ thích ăn bánh ngọt nhất Anh nhìn thấy trên bàn bút Có mấy loại bánh ngọt mà cô thích Để anh họ đi lấy bánh cho em nhé Nhậm qua qua cất đầu Cũng không quên nở ra nụ cười Cảm ơn anh họ Nhậm vụ luân cảm thấy trái tim của mình tự như tan ra Bà bối quà quà nhà họ quà thật là đáng yêu mà. Vậy thì em ngoan ngoãn, đứng ở đây chờ. Đừng có đi lung tung, đã biết chưa hả? Công được để ý tới người tiếp cận mình. Chờ đến khi anh họ qua lại thì xử lý, có được không? Cô mới không phải là trẻ con lên ba nha. Cô đè nén ý nghĩ muốn trận trắng mắt với anh mà ngoan ngoãn gật đầu nói. Ừ, biết rồi ạ. À. Ngoan. Nhậm vũ lân xoa đầu của em mình rồi mới quay người rời đi. Bước tới trước bàn bút vơ lấy bánh ngọt cho cô. Trước khi đi, anh không quên dùng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, không giữ mà nhìn những người đàn ông ở cạnh em họ. Đừng có mơ thừa dịp anh không có mặt ở đây mà nhúng chẳng quả quả nhà anh. Nhậm quả quả, đã quen với chuyện này, nên hoàn toàn không thèm để ý đến hành động ngây thơ của anh họ. Cũng không thèm để ý tới những ánh mắt đang chiếu về phía mình. Trên thực tế, cô cảm thấy rất là buồn chán. Vốn cô cảm thấy tò mò về những nhân vật nổi tiếng sự tiệc này. Nhưng chưa đến được nửa giờ thì cô liền cảm thấy chán, tha rằng ở nhà đọc truyện tranh còn hơn. Đúng lúc này, có một tiếng cười rất khẽ truyền vào tay khiến cho nhậm quả quả ngạc nhiên. Tiếng cười truyền ra từ góc chéo với chỗ cô đang đứng, chỗ tấm rèm màu đỏ thẫm nơi cửa thông ra ban công. Nhậm qua qua tò mò nhìn sang, chân tự động di chuyển. Cô vừa vén rèm lên chờ kịp bước ra ban công thì nhìn thấy một người đàn ông bên tay trái của mình. Người đàn ông này rất cao, bởi vì anh đứng ở trong góc tối nên cô không thấy rõ được khuôn mặt của anh, chỉ có thể qua ánh sáng mờ mờ hắt ra từ trong nhà mà nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, có màu xanh da trời. Mà dù nhậm quả quả có can dạ cách mấy, cũng cảm giác được linh hồn như bị hút vào trong đó. Trái tim của cô nhói lên thậm chí cô còn bất giác nín thở. Lúc nhậm qua qua nhìn anh, thì anh cũng đánh giá cô. Chỗ của anh đứng vừa mày có thể nhìn thấy rõ toàn bộ nét mặt của cô. Đó là một khuôn mặt chưa biết xấu cảm xúc, tràn đầy tò mò về anh, nhiều lúc ở trong yến hội. Khuôn mặt nhỏ nhắn này không hề che giấu sự buồn chán của mình. Trong yến hội, người nào cũng đeo mặt nạ, không thể hiện bất cứ ý nghĩ nào trên mặt cả. Chỉ có cô bé trước mặt anh Là lại không biết cách xả tàu Sự buồn chắn rõ ràng trên mặt Cô khiến cho anh không nhịn được Mà bật cười Em là công chúa nhỏ bảo bối Của nhậm xa sao Có thể khiến cho nhậm vụ luân lo lắng như thế Chỉ rời khỏi một chút tôi Mà đã căn sẵn tự như bà già Thì chỉ có cô em họ bảo bối Mà anh đã từng nghe này mà thôi Không ngờ người đàn ông này cũng biết đến cô Nhậm qua qua lại càng tò mò hơn về anh Anh là ai Cô cất tiếng hỏi, bước lên phía trước, mong được thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng đã có một lần gió thơm cản trở cô rồi. Bách à, thì ra anh trốn ở đây, nhanh đi nào, cha mẹ đang tìm anh đó, sắp tới lúc hát bánh sinh nhật rồi. Một mỹ nữ tóc ngắn mặc lễ phục hở lưng, bước ra từ ban công, ôm tay của người đàn ông vô cùng thân thiết mà kéo anh rời đi. Lúc này nhậm quà quà có thể thấy được khuôn mặt của anh, ngộ quan tràn đầy khí phách đàn ông nhưng cũng rất là nhã nhặn. Quần mặt vừa mang theo sự sắc bén vừa trẻ đẹp lịch sử, hai cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh cao hơn cô nghĩ, bộ tay trắng màu nâu trên người, không những không khiến anh già đi mà lại còn làm nổi bật nét trầm tính tao nhã cực kỳ mê người. Lúc anh bước qua, nhậm qua qua người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt, mà mùi hương này khiến cho trái tim của cô đập nhanh hơn vài nhịp. Nhậm quả quả nhìn theo bóng lưng của anh, mà từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ánh mắt của anh liền không rời khỏi cô ta. Qua mặt tuần Mỹ vẫn lạnh nhạt, nhưng đang nhìn người phụ nữ lại dịu dàng. Sự sợ dàng nơi mắt của anh, rơi vào trong mắt của nhậm quả quả, khiến lòng của cô căng lên. Thật đúng là kỳ lạ, nhậm quả quả xoa xa ngực của mình, sợ hai hàng mày hiện lên sự nghi ngờ. Người đàn ông quay lại khẽ cật đầu với cô. Trên khóe môi là nụ cười như có như không. Nhậm qua quà lại ngần ra một lần nữa, nhìn theo bóng của anh đang đi xa dần, kỳ sâu nụ cười yếu ớt nhằn nhặt kia vào trong lòng. Quả quà, quà tề ra em ở đây. Tìm được em họ vào với, nhậm vụ lần thoáng thở vào. Còn phải đã dặn em đừng đi lung tung rồi sao? Còn thấy em là anh lo mò lắng muốn chết đó. Nhậm quà quà không để ý tới anh họ đang làm nhầm. Ánh mắt của cô vẫn sắn vào người đàn ông kia. Cô nhìn anh, đang ôm người phụ nữ ở trong yến hội. Một đôi vợ chồng ung dung đứng ở bên cạnh anh. Ông Đường, chủ nhân bữa tiệc đang bật cười ha ha, nói ra thân phận của người đàn ông kia. Cuối cùng thì nhậm quà quà cũng biết được tên của anh. Tên của anh là Bách Nhiêu Tân. Yến hội ngày hôm nay là đề mừng sinh nhật của anh, cũng là để tuyên bố anh sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn trường thị. Còn chỉ có như thế ngày hôm nay cũng là tiệc đính hôn của anh nhìn người đàn ông lồng chất nhẫn vào tay của người phụ nữ nhìn cô ấy vui vẻ ôm anh ngẩng đầu hôn lên môi anh trong khoảnh khắc này cô bé dường như đã hiểu ra hình như cô đã biết yêu đúng thế thế nhưng cô cũng bị thất tình rồi bách Tần nghiêu được xem là người khác thường trong bách Gia bách Gia có một nữ ba nam bách Tần nghiêu đứng thứ ba trên có một chị một anh dưới có một em trai thua anh một tuổi tính cách quỳnh người nhà họ bách cực kỳ ích kỷ, theo chủ nghĩa tự do bách hải ôn là một nhiếp ảnh gia quanh năm đi du lịch khắp nơi là một cậu bé nghèo không nơi nương tựa một ngày nọ khi ông đang chụp hình ở một con phố tại paris thì gặp được thiên kim đường xa đường hiểu lam hai người vừa gặp thì đã yêu nhanh chóng chìm đắm ở trong bề tình nhà của đường hiểu lam rất giàu có mà cô lại là con gái một nên sẽ thừa kế tất cả tài sản của gia đình nhưng cô không có năng lực làm kinh doanh ông đường cũng không ép con gái chỉ cần tìm cho con gái của mình một người chồng biết kinh doanh là được nhưng không ngờ đường hiểu lam lại nhìn trống một anh chàng nghèo chỉ biết chụp ảnh không phải ông đường không có ý muốn ngăn cản nhưng ông không thể đánh thắng được tình yêu chân thành của họ lúc đường hiểu lam bị tìm thấy khi vào nhà đi theo anh ta thì cô đã có thai được 5 tháng. Cô kiên quyết không về, chỉ muốn ở bên cạnh Bách Hải Ôn. Không có cách nào khác, ông Đường đành phải không cam lòng mà đồng ý để cho bọn họ đến với nhau. Nếu không thì biết phải làm sao đây. Nếu như phản đối nữa, thì con gái của ông sẽ không thèm nhận người cha này. Vì thế, ông Đường là vô cùng không vừa mắt người con rể này. Tuy Bách Hải Ôn đã trở thành nếp ảnh gia nổi tiếng, thế nhưng ông Đường vẫn không thèm Nước mắt một cái. Đường Hiểu Lam lần lượt sinh ra bốn người con Hai vợ chồng áp dụng chủ nghĩa tự do Với con của mình Bách Hải Ôn đi chụp hình khắp nơi Dù đã kết hôn nhưng vẫn không dừng chăn Đường Hiểu Lam Thì hoàn toàn nghe theo lời của ông quăng bốn đưa con lại cho bảo mẫu Hoặc ném cho ông Đường Ông Đường tức đến mức nghiến răng nghiến lời Đối với đôi vợ chồng vô trách nhiệm này Dĩ nhiên con gái bảo bối của ông Không có tội tình gì cả Tất cả đều là do tên tiểu tử thối họ bách kia dạy hư. Vì vậy, ông đường quyết tâm dạy dỗ bốn đứa cháu ngoại thật tốt, ngàn vạn lần đừng giống như người cha không ra gì của bọn chúng. Thế nhưng, thế sự khó có thể chiều được lòng người. Còn cái đầu của nhà họ bách là bách cá mặt, không thích làm thiên kim danh môn mà lại chạy đi làm một biên tập viên nhỏ nhỏ. Là con gái, vốn nên được chiều chuồng. Bởi vậy ông Đường cũng chẳng trông làm gì, mà kệ Bách á mặt muốn làm gì thì làm. Ông Đường vô cùng hy vọng về con trai trưởng Bách Nhiêu Nhất. Con trai cả vốn nên là tâm cương để các em trai noi theo. Nhưng tính tình của Bách Nhiêu Nhất lại vừa lầm đi vừa có bảo. Hoàn toàn không áp dụng chính sách, không nghe không thấy với ông Đường. Tuy tốt nghiệp đại học nổi tiếng, nhưng anh lại chạy đi để làm một tiểu thuyết gia. Ông Đường tức đến mức đau cả đầu, nhưng đành phải bó tay với đứa cháu đích tôn này. Thế nhưng ông cũng lén cất trong thư phòng vài cuốn sách được in rất đẹp của anh. Cậu út nhà họ Bách là Bách Nghiêu Phạm, cũng là một tên tiểu tử đáng ghét. Đừng đừng là sinh viên qua luật mà lại chạy đi làm thám tử. Ông mắng anh thì anh chỉ cười cợt nhà, toàn dùng những lời ngon tiếng ngọt dụ bà Đường mặt mày rạng rỡ. Ông Đường vừa định mở miệng mắng thì đã bị bà trăng lay, nên đành phải nuốt lời vào trong bụng. Tóm lại, ba người nhà họ Đường Hoàn toàn được ghi truyền trên bất đồng của cha mẹ không hề chịu sự khống chế của ông đường chỉ có lão tam bách niêu tân là khác Thật ra thì ngũ quan của bách niêu tân giống với bách hải ôn nhất trong ba người con trai của ông nếu không hai vợ chồng nhà họ bách cũng thật nghi ngờ anh có phải là con trai của bọn họ hay không anh không tùy hướng như hai người kia mà tính của anh vô cùng nghiêm túc từ bé sách anh đọc không phải là chuyện cổ tích mà là tiểu sử của những nhân vật vĩ đại. Năm anh lên 10 thì bắt đầu đọc tần san về thương mại. Năm anh 13 tuổi thì đã bắt đầu dùng tên của Bách Hải Ôn để chơi chứng khoán. Tiền vốn là tiền tiêu phật mà anh để dành được. Vòng của anh được trang trí rất là cẩn thận tỉ mỉ. Kệ sách được đặt dọc theo tường, sách sắp xếp theo hình chữ cái. Máy tính đặt ở giữa bàn gỗ thô, các loại giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Gà trải giường trên chiếc giường kinh sai cũng được thay ba ngày một lần. Trong căn phòng không có lấy một hạt bụi nào cả. Tính cách chặt chẽ cẩn thận của Bách Tân cũng thể hiện lên dung mạo của anh. Mái tóc đen cắt tèo còn càng nhưng không lỗi thời. Tùy tiện hất lên cũng đủ để trở thành một kiểu tóc đẹp. Bách Tân có thói quen để nhà thiết kế cố định sờ tóc cho mình đợi năm một lần. Lúc mặc tay trăng anh có thói quen vứt tóc còn ra sau để lộ ra cái trán thầy đặn và ngũ quan trẻ đẹp lịch sự. Anh có một đôi lông mày rậm, dưới hàng lông mi là đôi mắt vườn, thoạt nhìn thì mắt màu đen, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó có màu lam đậm. Nó là được di truyền từ Bách, Hải Ôn. Nghe nói tổ tiên của nhà họ Bách mang theo dòng máu của người Đài Loan. Trong bốn người con, chỉ có Bách Newton Tân được duy truyền điểm này. Đây cũng là máu mắt rất hiếm thấy, nên vợ chồng nhà họ Bách mới có thể khẳng định chắc chắn anh là con trai của mình vẻ mặt của bách nhiều tân luôn luôn bình thản hoàn toàn khác hẳn với những người nói gió là có mưa ở trong nhà tính cách của anh luôn bình thản không có biến động gì quá lớn người ta thường nói ở trong nhà luôn có một đứa trẻ bị coi nhẹ mà bách nhiều tân chính là như thế không phải hai vợ chồng nhà họ bách không quan tâm tới bách nhiều tân mà anh luôn chăm sóc cho mình rất tốt anh đã quen làm mọi việc theo kế hoạch của mình. Mỗi phút mỗi giây đều nhớ rõ ràng rành mạch, không cho phép bất cứ thứ gì gây ra chậm trễ. Kế hoạch cả đời của anh chính là 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 13 tuổi học cao trung, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi thì lấy ba bằng tiến sĩ toán học, kinh tế, quản trị, hơn nữa còn nhậm chức CEO của tập đoàn Trường Thị, tròn ngay 20 tuổi. Tuy ông Trường vẫn là chủ tịch tập đoàn, người có quyền lực cao nhất nhưng từ khi ông ủy quyền cho Bách Nhiêu Tân Thì liền mặc kệ tất cả mọi chuyện Yên tâm giao đường thị cho cháu ngoại Mà ông Đường cũng vô cùng hài lòng Với đứa cháu ngoại Bách Nhiêu Tân này Có thể nói anh là do ông một tay nuôi lớn Lúc phát hiện anh có tiền phố kinh doanh Ông Đường đã vui mừng như điên Cuối cùng thì cũng đã có người kế thừa cơ nghiệp Của nhà họ Đường rồi Mà Bách Nhiêu Tân cũng không phụ sự kỳ vọng của ông Đường Lúc anh tiếp nhận trường thị có người chế giễu có thành viên hội đồng quản trị cậy già lên mặt ỉ vào tư cách và sự từng trải mà định chèn ép chàng trai trẻ vừa nhận chức này nhưng bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của anh lại còn tàn nhẫn hơn họ anh không quan tâm tới người bất mãn với mình mà khiến cho người ta xin về hưu non với người chỉ biết lĩnh lương mà không biết làm việc dù có chức vị cao như thế nào thì cũng chu cấp một khoản tiền rồi đá ra khỏi đường thị vừa nhận chức bách nghiêu tân đã nói sau khi bước qua cánh cửa đường thị thì không xét tới bằng cấp, tư cách và sự từng trải. Chỉ cần anh ta có bản lĩnh, không có bản lĩnh thì dù bằng cấp cao tới đâu, lý lịch tốt như thế nào, cũng không thể được ở lại. Anh mới người làm việc chân chính, chứ không phải là sâu gặp đột quét đường thị. Không phục anh, anh cũng không miễn cưỡng, hoan nghênh rời đi. Cách làm hoàn toàn không nề mặt ai này, đã khiến nội bộ đường thị rối lặn. Không phải là không có người tố cáo với ông Trường, mà là ông đã sớm dẫn bề trên đi du lịch. Biểu thị rõ ràng rằng người có quyết định ở đường thị chỉ có bách nhiêu tân bách nhiêu tân đã vài cán bộ cao cấp tiếng tam công tốt đi đề bạt vài nhân viên cấp thấp lên cuối cùng xong có ai dám hé răng hoàn toàn tin tưởng vào lời tuyên bố của anh các nhân viên đường thị không nén nổi hưng phấn những người bị đá ra khỏi đường thị đều là cấp trên không làm gì chỉ biết cấp đặt con lao của cấp dưới cách làm của bách nhiêu tân thật là khiến người ta hà lòng hà dạ thậm chí còn nổi lên tâm thùng tráng khí chỉ cần bọn họ làm việc tốt chắc chắn cũng có thể được như những đồng nghiệp kia, được thăng chức, được tăng lương. Trong khoảng thời gian ngắn, hiệu quả làm việc của nhân viên trong đường thị tăng lên gấp đôi, mà ý tưởng của Bách Nghiêu Tân không dừng lại ở đó. Anh bỏ hàng loạt kế hoạch, dứt khoát cải cách. Trong vòng một năm, lãi suất kinh doanh của đường thị tăng lên vài phần trăm, tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng tăng lên gấp hai lần. Nhân viên có công lao nhiều nhất còn có thể được chia cổ phiếu của công ty. Bạch Nhiều Tân hiểu rõ đạo lý, tỏ rõ uy quyền và thực hiện nguyên tắc. Hơn nữa còn vận dụng thủ đoạn này rất tốt. Trong 6 năm anh quản lý đường thị, dù vào lúc kinh tế đình trệ, thì lãi suất của tập đoàn vẫn tăng lên không ngừng. Còn đường vũ sĩ liệt vào một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Bạch Nhiều Tân được liệt vào hàng truyền kỳ của thương giới, là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tuần săn kinh tế. Diện mạo của anh côi ngô nho nhã, là càng là lý do để trở thành người tình trong mộng của rất nhiều thiên kim danh viện. Dùng mạo hoàn mỹ, chiều cao 1 m bảy không thua gì người phương Tây, dáng người cao ngất khi mặc âu phục lại càng dễ nhìn. Trên khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự là cọng kính màu bạc, chỉ liếc nhìn một cái lạnh nhạt đã giống như người mẫu đang tạo dáng. Đồng thời anh lại có thành tích cao, còn là người thừa kế của tập đoàn trường thị. Người tập hợp nhiều điểm cộng như vậy, có một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời, chính là sự kiện hủy hôn một năm về trước một tháng trước khi cử hành hôn lễ bạch nhiều tân đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này lúc đó thiệp mời đã được phát ra toàn bộ giới truyền thông đều viết về câu chuyện tình yêu của đôi thiên đồng ngọc nữ này không ngờ bạch Nhiêu tân lại đơn phương tuyên bố hủy hôn đến ngày càng nguyên nhân cũng không ai biết sau đó một thời gian giới truyền thông không nhắc tới chuyện này nữa tất cả mọi người chỉ dám bàn luận một cách lén lút sau sự kiện hủy hôn tính tình của Bách Nhiêu tân lại càng lạnh lùng hơn mọi người trong đường thị chắc chắn đoán Dì của bọn họ bị tình yêu làm tổn thương cho nên mới đau khổ quá mức như thế này. Những người từng thấy sự dịu dàng trôm tình của Xiao đều nhất định cho rằng người phụ nữ kia có lỗi với Xiao của bọn họ nên mới khiến anh nén đau đớn mà hủy hôn. Tin Bách Nghiêu Tân hủy hôn cũng khiến đường tự dấy lên một làn sóng màu hồng. Các nữ nhân viên chưa lập gia đình lòng xuân nhộn nhạo, vừa cố gắng làm việc, vừa không quên chú tâm vào ăn mặc. Ai biết được chuyện chim sẻ biến thành vượng hoàng, có thể xảy ra với các cô không chứ? Còn với Bách Nhiêu Tân, anh chưa bao giờ để những lời bàn tán của những người khác ở trong lòng lại cần chưa từng xen vào. Đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn thực hiện kế hoạch của mình cả. Mà bây giờ, Bách Nhiêu Tân gặp phải một điều ngoài ý muốn, anh cực ghét hai chữ này. Trong cái giỏ trẻ con trước mắt, có một bộ quần áo màu hồng nhặt. Tiểu bối chưa đầy một tuổi, đang giơ bàn tay nhỏ nhắn bb ba nó liếm vào cái bao tay màu hồng phấn trên tay. Mái tóc mềm mại vừa dài ra, đôi mắt màu lam tròn xe, hơn nữa còn không hệ sợ người ta, cứ xoay tròn xoay tròn mà nhìn Bách Nhiêu Tân. Trên tay anh là một tờ giấy, chỉ có hai hàng chữ đơn thần. Đi tuần trang mật, giao con gái cho em. Sữa bột quần áo và đồ chơi nhỏ trong cái vali nhỏ, chăm sóc tốt con gái của anh đó. Phần ký tên chỉ vẹn vẹn hai chữ, anh em. Đây là lúc Bách Nhiêu Tân vừa thay âu phục cầm tập tài liệu, bước ra phòng khách thì nhìn thấy. Anh ta của anh từ trước tới nay luôn từ hướng làm bậy, vô cùng vô trách nhiệm mà ném con gái nhà mình cho anh, họ nữa còn hoàn toàn không cho anh cơ hội để mà từ chối. Thực ra lúc Bách Nghiêu Tân mới nhìn thấy tờ giấy, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu, chị giàu thật là không đơn giản, vậy mà có thể khiến cho Bách Nghiêu nhất một tên trạch nam bằng lòng đi hưởng tuần trong mật ở xa. Nhưng sao anh có thể chăm sóc trẻ con? Bách á mặt đâu? Bách Nghiêu Tân nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi thành cho bách á mặt. Không biết vì sao gọi cho bách nghiêu nhất. Anh ta rất hiểu rõ tính cách của anh cả nhà mình. Tên kia tuyệt đối sẽ không mở máy đâu. Điện thoại vừa thông thì Bách Nghiêu Tân còn chưa kịp nói gì. Bách Á Mặt bên kia đã banh tạc. Mẹ nó, tốt nhất là Bách Nghiêu Tân em có chuyện tròn trọng đi. Lão nương đang muốn vội muốn chết, mà Bách Nghiêu nhất kia lại phóng chim đi, không nộp bàn thảo. Mẹ nói chứ, đây là ông anh tốt của em đó, làm sao chị lại khổ như thế hả? Bách Nghiêu Tân cắt điện thoại cực kỳ quả quyết. Còn Bách Nhiêu phàm thì thôi, không có cách nào cười cho tên tiểu tử này được. Anh đưa mắt nhìn sinh vật màu hồng phấn ở trước mặt. Tiểu bối quơ quơ chân, hai tay lên cao như là muốn được bế. Nhưng Bách Nhiêu Tân lại chậm chọc không động. Bây giờ anh đang suy nghĩ xem nên làm sao với chuyện bất ngờ này đây. Đôi mắt màu lam chớp chớp. Nước mắt động lại trong đáy mắt rồi oa, một tiếng khóc lên. Bạch Nghiêu Tân cảm thấy đau đầu. Phụ nữ khó quên nhất điều gì trong đời? Dường như 70% phụ nữ sẽ trả lời rằng đó là mối tình đầu. Vậy tình cảm của người phụ nữ khó quên nhất là gì? 80% trả lời là tình yêu đơn phương. Như vậy trong hai điều đó, thứ nào có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất? Có người sẽ nói là mối tình đầu, có người sẽ nói là tình đơn phương. Còn nhậm quả quả, cô sẽ trả lời không một chút do dự rằng chính là tình đơn phương. Có lẽ ký ức về lần động lòng đầu tiên luôn luôn đẹp đẽ. Nhậm quà quà luôn luôn ghi nhớ kỹ người nọ ở trong lòng. Anh giống như một ấn tượng có phai, khắc sâu đến mức dù đã 6 năm trôi qua. Chỉ nhìn người đó, cho dù chỉ là những bức ảnh trên phương tiện truyền thông, thì cũng sẽ khiến cho trái tim của cô đập lạnh. Nhậm quà quà không thể không cảm thấy kỳ lạ hay hoang mang được. Rõ ràng chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, chỉ là một thoáng rung động, nhưng làm sao có lệ vấn vương trong lòng lâu đến như vậy. Rõ ràng sau đó không gặp lại người đó, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ đến những việc liên quan đến anh. Cô nhìn thấy Tần San có bài viết của anh thì dừng bước, chần chừ một chút rồi lặng lẽ mua về nhà, nhưng không mở ra đọc mà chỉ giấu trong một cái hộp nhỏ đặt ở trong phòng không để ai nhìn lén. Đó chính là cái hộp Pandora của cô. Lúc nghe bạn học nhắc tới anh, cô sẽ giả dạ vờ không thèm để ý, nhưng vẫn luôn dựng thẳng tai nghe hết những gì liên quan đến anh. Đã từng yêu đơn phương, có lãng mạn, có cầu huyết, có anh liệt như trong tưởng tượng của cô. Nhưng cô chỉ chảy một chút nước mắt cho mối tình này. Dù có yêu đến thế nào thì cũng không giữ được quá một năm. Bạn trai nào có nhận qua quà cũng phải có một điểm chung về khuôn mặt. Ví dụ như đeo kính màu bạc, lông mày rậm, đôi mắt lạnh nhạt mà hẹp dài, đôi môi mỏng phải hơi rộng hoặc là có điểm chung chính là bóng lưng rắn rỏi chắc nịch mà cô yêu rồi mới tổ hợp ngũ quan mà cô thích cũng là dáng dấp của người nọ Tình yêu của cô luôn không dài. Đó là bởi vì do cô đã bị một hình bóng khác, giống người nọ hấp dẫn mà thôi. Đây chính là ma chướng. An mỗi nhà uống cà phê mà hờ hững kết luận. Nhậm qua qua luôn luôn sùng bái học tỷ này của mình. Vô cùng tin tưởng mà nói ra hết những bí mật nơi đáy lòng cho chị ấy. Không phải trong nhà không có phụ nữ. Có lẽ mẹ và bà nội hay các thím biết. Nhưng cô tin rằng sau 10 phút, toàn bộ cánh đàn ông trong nhà cũng biết rồi sau đó thì cánh đàn ông sẽ điên cuồng bảo vệ một cách quá đáng. Nguyên nhân các mối tình của cô không dài. Ngoài một nửa là ở bản thân cô, một nửa chính là do đám đàn ông trong nhà kia. Thân là con gái duy nhất trong ba đời nhà họ nhậm. Địa vị của nhậm quà quà trong nhà có thể sánh ngang với công chúa cao quý. Nhưng cô không có tự do. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi, người trong nhà đã vô cùng căng thẳng. Vừa có đàn ông tới gần cô là cánh đàn ông trong nhà cứ lâm vào đại dịch vậy cho nên đối tượng đình nhậm quả quả có thể chút bầu tâm sự thật ra không nhiều lắm mà chỉ có một mình an bối nhã chỉ cần đọc qua sách sử về queen là mọi người đã từng thấy cái tên này khi còn trẻ cô được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ trong thương giới cũng là người cô sùng bái và tin tưởng nhất sau một lần thất tình nhậm quả quả không thể ủ rũ đây đã là lần thứ 12 cô bị bỏ rơi rồi nghe nói có vẻ khổ sở vậy thôi chứ thực ra cô chỉ khóc một chút là ổn ngay sẽ không đau lòng bao lâu. Cô chỉ ủ rũ là tại sao tình yêu của cô không thể lâu dài. Cho dù bạn trai của cô đều có bóng dáng của người nọ, nhưng cô cũng tự nhận rằng mình rất nghiêm túc đối với mỗi mối tình. Hơn nữa, người bị bỏ rơi luôn là cô. Tuy cuối cùng sau khi bị bỏ rơi, không tới một tháng cô sẽ có một người bạn trai mới. Đến nỗi nguyên nhân hình như đã nói trước đó là do cô bị những người đàn ông giống người nọ hơn hấp dẫn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô bị bỏ rơi. Quả quả, em là thật sự yêu anh sao? Từ người đàn ông một sau khi chia tay, luôn hỏi cô một câu cuối cùng như thế này. Mà cô muốn nói rằng yêu, nhưng lúc đó cũng không nói nên lời. Có lẽ là trột dạ, có lẽ là chính cô cũng không hiểu yêu là cái gì. Cô vẫn còn hồ đồ lờ mờ với tình yêu lắm, vậy nên cô cuối cùng chỉ có thể đáp lại một câu, xin lỗi. Cô cũng cực kỳ chán ghét bản thân mình, nên có bị vứt bỏ cũng là đáng thôi nhưng dù có bị vất vả nhiều như thế nào, thì cô vẫn chán nản. Cô thật sự không muốn cứ đi lòng vòng, rồi lại một lòng vòng quân mẫu như thế, lại không biết giải quyết vấn đề như thế nào, đành phải đi tìm học tỷ tì, uống trà chiều mà tâm sự với chị. An Bội Nhã vô cùng rõ ràng tình sự của cuộc muội mình, kể cả chuyện tới bây giờ quả quả vẫn còn ôm giấc mộng yêu đương tình yêu đẹp đẽ, đương nhiên cũng từng thấy diện mạo các chàng trai quay nhậm quả quả. Chỉ có điều An Bội Nhã chưa từng nói ra mà để mặc cho nhậm quả quả vấp phải trắc trở trong từng mối tình, khiến cô xoay vòng vòng trong một khuôn mẫu. Cho đến khi quả quả mệt mỏi nản lòng thì cô mới chậm rì rì nói ra kết luận của mình. Ma chướng ư? Nhậm quả quả nhắc lại hai từ này, suy nghĩ thật lâu rồi lại lắc đầu. Em không hiểu. Cô không tới chỗ nào không sạch sẽ, làm sao có thể gặp ma chướng được chứ? An Bội Nhã đã sớm đánh được học muội chắc chắn sẽ không hiểu biết cách này của cô nên nói một cách rất khoát rõ ràng nói thẳng ra chính là chấp niệm nhậm quả quả chấp chấp mắt vẫn là không hiểu an bôi nhã lấy ra một cái thẻ nhỏ dùng để quấy cà kê chỉ vào mặt cô rồi cằn từng chữ chấp niệm yêu đơn phương người ta thấy nhậm quả quả ngây ngốc an bôi nhã nhún vai rồi bắt đầu mổ xẻ quả quả à cái gọi là tình đơn phương khiến người ta khó quên không phải là khó quên người kia mà là do cảm giác không bệnh mà chết. Thực ra thì người kia có tốt thật không? Đó chỉ là do trí tưởng tượng của em đã vẽ nên hình tượng hoàn hảo mà thôi. An bồi nhã thấy người đàn ông này cũng chẳng có gì cả. Cô đã từng gặp qua trên tương trường vài lần, cũng đã từng hợp tác vài lần với Bách Nhiêu Tân. Cô chỉ có thể nói hai chữ, chính là khó chịu. À, không chỉ có khó chịu, mà còn là không thú vị. Nhưng đúng là khuôn mặt của Bách Nhiêu Tân này rất thu hút người khác. Hơn nữa còn có ký chất vừa lạnh lùng vừa nho nhã nên cũng có trách nhiệm quả quả, vừa liếc mắt một cái đã thích. Thiếu nữ 15 tuổi luôn hồn nhiên lại không biết gì. Đâu có tô vẽ gì đâu, rõ ràng anh ấy rất là hoàn mỹ. Nhậm quả quả, lập tức giải thích tay cho anh theo bản năng. Cô không hề nghĩ rằng mình tô vẽ điều gì cả. Cho dù cô có nghe thấy gì, thì vẫn chỉ nhìn thấy ưu điểm mà chưa thấy khuyết điểm của người nọ. Nhìn đi, lại là một người biểu hiện xà dối bị mê hoặc. An bối nhã bĩu môi hoàn mỹ mà hủy hôn sao? Vậy thì chắc chắn vị hôn thê kia là có lỗi với anh ấy rồi. Nhậm quả quả không tự giác được mà nâng cao âm lượng, mở thật to đôi mắt rằng, nói thay cho người tình trong mộng của mình một cách nghiêm túc. Nhậm quả quả vĩnh viễn nhớ sự kiện Bách Nghiêu Tân hủy hôn một năm trước đó. Lúc đó tất cả báo chí đều đang về chuyện này. Khuôn mặt côi ngô của anh trong màn hình vẫn thản nhiên, nhưng cô lại thấy được sự mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt anh khiến lòng cô thắt lại. Tuy cô không mở miệng bình luận gì về vị hôn thê kia như là bạn học của mình, nhưng trong lòng không luôn đứng về phía Bách Nghiêu Tân. An bối nhã giữa vẻ mặt nghiêm túc, nhớ mày trước sáng vẻ dường như trở nên kích động của nhậm quà quà. Dưới ánh mắt trêu tức của An bối nhã, nhậm quả quà mới phát hiện ra hình như vừa rồi giọng mình hơi lớn. Nhưng những người khác trong quán cà phê đều đang nhìn cô. Cô không coi lúng túng, cúi thấp mặt xuống đất. Hình tượng của anh ta trong lòng em thật là hoàn mỹ nha. An bối nhã cất lời trêu khỏi. Anh ấy vốn là thế mà. Tuy rằng thấy mất mặt, nhưng nhậm quả quả vẫn âm thầm mà cãi lại. Mặc dù cô nói rất nhỏ, nhưng An Bối Nhã vẫn nghe được. Đã như vậy, Còn muốn tiếp cận người tình trong mộng hoàn mỹ của em hay không? Chị nói gì? Nhậm quả quả sững sờ ngần đầu. Tiếp cận người nọ ư? Điều này cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đã quen sớm đứng từ xa để nhìn anh, không tiếp cận không lại gần, mà chỉ đứng từ xa mà thôi. Ừ, đây chính là địa chỉ của anh ta. Đúng bây giờ sáng mai em tới nhé. An bối nhã lấy ra một tờ giấy từ cặp tài liệu rồi đưa cho cô. Tới, tới đó để làm gì ạ? À? Nhậm khoa khoa trợn mắt nhìn tờ giấy tự như củ khoai lang đang nóng phòng tay. Rốt cuộc là học tỷ định làm gì đây? Làm bảo mẫu. An bối nhã thản nhiên trả lời. Nhậm qua khoa, khoa lại sừng sốt. Hiện tại Bách Nhiêu Tân đang thiếu một bảo mẫu chăm sóc cho cháu gái của mình. Chị đã giúp em đăng ký rồi. Dù sao vừa hay bây giờ anh ta cũng không có hôn thê em cũng không có bạn trai. Hơn nữa chẳng phải, người ta biết cần quan được độc lập hay sao? Em chẳng phải là cũng muốn tìm một công việc gì đó để làm trong thời gian nghỉ đông này sao hả? Vừa hay có một công việc cho em đó, lại có thể giúp em tiếp cận người tình trong mộng của mình. Đúng là vẹn cả đôi đường à nhá. Nhậm qua quá nghe thấy thế thì hoàn toàn tráng váng. Học thì à, chị... chị đang đùa cái gì thế? Quả quả à, nhìn từ xa, chỉ làm cho người ta mù quáng, Em tụi mình đi kiểm chứng người tình hoàn mỹ của mình cho tốt đi. An bối nhã nghiêm túc nhìn cô, sau khi đánh tan ảo tưởng thì sẽ trưởng thành hơn. An bối nhã vỗ vỗ đầu của nhậm quả quả, uống hết tách cà phê rồi sách cặp tài liệu lên. Bây giờ chị về công ty đây. Nhớ đó, Bảy giờ sáng ngày mai đừng đến trễ, tên ghê ghét nhất là người đến trễ. Vừa dứt lời thì cô tiếu sái rời đi. Nhậm quả quả ngây ngốc mà nhìn an bối nhã rời đi, lâu sau mới hiểu rõ toàn bộ tình huống. Học tỷ à? Cô kích động đứng lên. Đầu gối đập vào bàn nước, khiến lên nước trái cây trên đó bị cô làm đổ. Cô lại khiến người trong tiệm cà phê chú ý. Nhưng cô không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ, bởi vì tờ giấy mà ăn bối nhã để lại đã bị dính nước trái cây. Nhậm qua qua vội vàng cầm nó lên. May quá, chỗ địa chỉ không bị dính nước. Cô thở ra một hơi, nhưng nhìn địa chỉ kia thì cô liền căng thẳng. Làm sao bây giờ? Bây giờ sáng ngày mai cô... cô phải đến thật sao? Sáng sớm chưa tới 6 giờ, chính xác là 5 giờ 50 phút, Nhậm Quả Quả đã đứng ở chỗ ghi trên tờ giấy, đứng ở trước cửa đối chiếu địa chỉ, xác định là mình không tìm lầm chỗ, thì trái tim của Nhậm Quả Quả đập loạn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi bởi vì căng thẳng. Trên thực tế thì đêm qua cô bị mất ngủ, không thể nào nhắm mắt lại được, cô thậm chí còn có thể liên tục thay đổi trước gương, nghĩ rằng mặc gì mới tốt. Trời ạ, à, lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai cô cũng không có cẩn thận như vậy nha. Nhớ lời của học thì, bác Nhiều Tân ghét nhất chính là người tới muộn. Nhậm qua qua sợ rằng mình tìm đến nhầm đường. Kết quả trời trưa sáng, người ở trong nhà còn đang ngủ thì cô đã lén lén ra khỏi nhà rồi. Thực ra cô chưa từng nói với người nhà là muốn tìm việc làm. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định bọn họ sẽ phản đối. Cô là lén nhờ học tỷ tìm giúp việc rồi định trên tầm hậu tấu nhưng cô không ngờ rằng hợp tỷ đã tiền trạm hậu tấu với mình. Cô tự hồ kích động đến mức muốn thét lên trái tay, nhưng trước khi cô kịp hết thì đã có tiếng trẻ con khóc vang lên. Nhậm quả quả sừng sốt, đây là khu nhà cao cấp, mỗi nhà cách nhau tầm 900 mét, trong nhà có vườn hoa nhỏ, sử dụng vật liệu cách âm tốt nhất, thường sẽ không nghe thấy tiếng gì cả. Cô đi tới cạnh cánh cửa sổ chỉ đóng một nửa, tiếng khóc truyền ra từ đây. Cô đi tới cạnh cửa sổ, lén lút thò đầu vào ngó bên trong, một người đàn ông đang đầu bầu túc rối, ôm một viên cầu nhỏ trần trụi lao ra từ cửa phòng. Trên cái áo ngủ màu trắng, thấy một vết nước màu vàng, mặt người đàn ông trầm xuống, đặt viên cầu nhỏ đó xuống bàn. Mà tháng xuống bàn rồi, anh vẫn quên không lấy một khăn lông mềm như nhung mà lau mặt bàn. Viên cầu nhỏ sang tay sang chân ra, mặt nhíu lại thành một cục, nước mắt rơi không ngừng, đôi má phúng phính vì khóc mà đỏ rực. Tiểu bối bối à, làm sao vậy chứ? Đói rồi sao? Chờ một chút, chú pha sữa cho con uống nha. Người đàn ông vừa dỗ vừa luống cuống cầm lấy bình sữa, nhìn tờ giấy nhớ gắn ở trên tủ lạnh. Buổi sáng, tiểu bồi bối phải uống nửa bình sữa. Bài thích uống lọ màu hồng nhạt. Hồng nhạt ư? Bách Nhiêu Tân mở hộp sữa màu hồng nhạt ra, múc vài thìa rồi bỏ vào trong bình. Viện cầu nhỏ lại càng khóc thảm thiết hơn. Được rồi, được rồi, chú pha sữa rồi đây. Cái gì chứ? Chú ý tiểu bảo bối, tè xong lại đi ị. bác Nhiêu Tân vừa nghe tiếng đánh rắm, rồi sau đó mùi thúi của phân Sắc mặt anh liền thay đổi ngay lập tức. Anh quay đầu nhìn thấy dưới mông của viên cầu nhỏ là phân màu vàng. Trên cái mông trắng nón cũng dính dính. Viên cầu nhỏ kia đang cào cào cái đống đó. Dường như anh nghe được tiếng bé hít sâu một hơi. Rồi sau đó là tiếng khóc oa oa càng thêm vang dội và thảm thiết hơn. Nước mắt thì nhau tuôn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng tràn đầy tuổi tân. Bắt Nhầu tân không biết có nên vui rằng tiểu bối bối chỉ tẻ lên người anh mà không ị lên hay không trường mắt nhìn trên chân trái và mông cột viên cầu nhỏ. Bách Nghiêu Tân đỡ người ra, hơn nữa viên cầu nhỏ vừa khóc vừa dãy chân, khiến phần dính cả lên đó. Lần đầu tiên Bách Nghiêu Tân cất lời chửi vậy. anh thở sâu tha bình rỡ xuống, nhịn cảm giác kê tởm, cố gắng để mình lại gần viên cầu nhỏ. Tiểu bối bối à, ngoan nào, đừng đá nữa. Anh ôm lấy viên cầu nhỏ lên cao rồi duỗi tay dài ra, không dám để thứ bẩn tiểu dơ sáy trên người bé dính vào người mình. Viên cầu nhỏ khóc đến mức nức cụt, hai tay định tới gần chú của mình cô bé mong chú sẽ ôm mình đôi đồng tử màu lam ngó ngó bách niêu tân đôi mắt nhỏ nhỏ run run tự như là ôm em bé thì bé sẽ khóc ngất đi Bạch niêu tân trở nên rối rắm mà nhậm quả quà nhìn lén qua cửa sổ thì không nhịn được cười ai Bạch niêu tân lập tức nhìn về phía cửa sổ cô mặt tuấn tú lạnh lạnh anh không đeo kính nên ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lùng nhìn nhậm quả quà đang đứng ngoài cửa sổ cô bị ánh mắt của anh dọa sợ đứng thẳng theo bản năng thẳng thấp mà lưng lên, rồi lắp bắp cất lời. Xin chào, tôi, tôi là được học tỷ An bối nhã, giới thiệu tới đây để làm bảo mẫu. Từ trước tới nay, Bạch Nghiêu Tần luôn là người đánh nhanh thắng nhanh. Dù gặp điều bất ngờ đáng ghét, thì anh cũng sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất, không bao giờ làm ảnh hưởng tới lịch trình của mình. Bởi vậy, anh bị người ta ép phải chăm sóc cháu gái buổi sáng mà vẫn không thay đổi kế hoạch của mình. Anh còn liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm tìm ngay một bảo mẫu. Làm xong thủ tục, Bách Newton Tân cẩn thận điểm hai dấu chấm than, bày tỏ sự cam thét với việc ngoài ý muốn này, rồi sau đó lại mặt ôm lấy cháu gái đi làm. Ôm cô bé vào thang máy, bước vào phòng làm việc trước mắt nhân viên. Việc của anh rất nhiều nên giao cháu gái cho thư ký trông giúp. Thư ký của anh là một phụ nữ trung niên đã từng kết hôn, rất là có kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ. Khi giao cháu gái cho thư ký, anh dặn dò cô tìm một bảo mẫu tới, họ nữa phải làm ngay lập tức vừa hay an bối nhã tới tìm cô để bàn kế hoạch hợp tác nghe bách Newton tân muốn tìm bảo mẫu cô nghĩ ngay đến nhậm quả quả vừa bị thất tình thật ra an bối nhã không hiểu nhậm quả quả nghĩ gì mỗi lần cô bé quan ai đều có bóng dáng của người nào đó vậy thì sao không đi tiếp cận thẳng tên kia dù sao thì một năm trước người kia đã trở về hàng ngũ độc thân rồi nói chuyện yêu đương thực tế với người luôn thấp thầm yêu đơn phương hiểu được bộ mặt thật của đối phương cô tin rằng cô bé sẽ không tâm tâm niệm niệm người ta nữa Kỳ lạ là Nhậm qua quà chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp cận tới Bách Nghiêu Tân. Trong lòng cô bé, anh là người tình trong mộng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể kinh nhận. An môi nhã chỉ cảm thấy ý nghĩ này của cô bé thật là buồn nôn. Không khó để có thể hiểu ý của cô bé học sinh, thua mình một tuổi này. Thế nhưng nhậm quà quà không dám tiếp cận, thân là học tỷ nên cô chỉ giúp việc nhỏ này thôi. Lúc bàn chuyện hợp tác, An môi nhã đã thuận miệng nói vừa nghe nói anh muốn tìm một bảo mẫu đúng lúc tôi có một học mũi cô bé đang tìm việc làm có muốn cân nhắc một chút hay không khó thấy được an bôi nhã đang bàn chuyện hợp tác lại nói đến việc riêng bạch nhiều tần đánh giá cô qua cặp kính an bôi nhã khẽ cười còng tránh ánh mắt của anh mà nhìn thẳng vào giữ vững sự bình tĩnh tất nhiên sắc mặt của an bôi nhã tự nhiên nhậm quả quả là sinh viên năm thứ tư ngành giáo dục trẻ em của đại học mầm non Trước đó cô bé đã từng đi thực tập tại một nhà trẻ, vậy coi như cũng là có kinh nghiệm. Cô hờ hững nói thêm một câu. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bạch Nhiều Tần từng hợp tác nhiều lần đối với An Bối Nhã. Biết rõ tính cách của cô, cô cũng không phải là người ăn nói lung tung. Lời nói của cô trên thương trường chính là lời bảo đảm. Hơn nữa cô đã mở miệng. Có sẵn người để chọn thì anh cũng vui vẻ thoải mái, không ngại nợ một nhân tình. Vậy thì mời học mỗi của cô. Bây giờ sáng mai tới chỗ tôi ở phiền cô ấy đừng tới muộn. Bởi vì anh ghét nhất là người không đúng giờ. Đương nhiên rồi, yên tâm đi, cô bé là người vô cùng đúng giờ. An bối nhã cũng biết rõ quy tắc của Bách Nghiêu Tân. Với cái tính căng thẳng vì yêu của nhâm quả quả, thì cô tin chắc cô bé cũng không những tới muộn, mà còn tuyệt đối là tới sớm hơn. Quả thật An bối nhã đoán không sai, nhâm quả quả tới nơi trước một tiếng, nhưng lại không cẩn thận nhìn dáng vẻ nhắc nhác của Bách Nghiêu Tân. Anh nhìn nhậm Quả Quả, mà theo lời của anh bội nhã là bảo mẫu có kinh nghiệm vô cùng phong phú này mà lông mày từ từ nhăn lại cô đã tròn mười tám chưa anh bắt đầu nghi ngờ lời cầm đoan của an bội nhã rồi. Cô bé trước mặt chỉ cao tới ngực anh, ngộ quan rất là xinh xắn, khuôn mặt trắng trèo hồng hồng ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng, dường như chỉ ở nhờ một nửa trên mặt của cô. Mái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo tuôn trắng và quần yếm màu xanh nhạt. Ở giữa cái áo tuôn trắng, còn có một hình trái tim đỏ tươi. Dưới cái yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đeo bao lô màu hồng chấm trắng sau lưng. Bảo mẫu này hoàn toàn công giới với tưởng tượng của anh. Anh cho rằng bảo mẫu nên mặc đồ công sở sang trọng, tóc búi sau đầu. Hơn nữa còn có dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn công việc một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải là một cô bé nhút nhát, không dám nhìn anh như đang làm việc gì sai như thế này. Không biết cô bé này đã trưởng thành đầy đủ hay chưa? Lúc đó, Bạch Nghiêu Tần đang có xúc động muốn gọi điện thoại chất vấn An Bối Nhã, xem có phải là cô đang chỉnh anh không. Nhậm quả quả thấp thầm bất an đứng trước mặt của anh, nghe anh hỏi thì hồi hộp trả lời. Tôi, tôi đã 21 tuổi rồi. Vừa rất lời, cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, rồi sau đó nắm chặt tay, mở ra hai tay để lo lắng. Cô cảm thấy ánh mắt của anh như đang lột sạch mình, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc như thế này của cô. Lẽ nào có chỗ nào không đúng sao? Nhậm qua qua cuối xuống nhìn mình. Cô suy nghĩ thật lâu mới ăn mặc như thế này. Dù sao là bảo mẫu, cô cũng không thể mặc âu phục được. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định lấy gọn nhẹ để làm trổ đạo. Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập, cũng là mặc áo thun ngắn tay vào quần jean. Tiền bối cũng nói như vậy là tốt nhất. Dù sao là chăm sóc cho trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân để làm trổ đạo. 21 tuổi ư? Được rồi, tuy đã qua 18, nhưng có trẻ quá hay không chứ? Bách Nghiêu Tân không tin bảo mẫu này có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ non nớt của cô, anh Tuyệt không cảm thấy là cô có thể chăm sóc tốt cho trẻ con. Bách Nhiều Tân quyết định sẽ bảo cô bé này rời đi. Cô... Nhưng đúng lúc này, tiếng khóc chợt vang lên trái thai ở trong phòng. Bách Nghiêu Tân mới nhớ tới cháu gái nhỏ bé của mình vẫn đang ngâm ở trong đống phân. Vì để mở cửa cho cô bảo mẫu này, nên anh đặt bé ở trên bàn có người ngoài đây nên bách nhiều tân thấp giọng chửi một câu anh chuẩn bị dạy dỗ cháu gái nhưng trước mặt phải bảo cô bé này rời đi lúc anh đang mở miệng thì đối phương đã lách qua anh bước nhanh vào trong nhà bách Nhiêu tân mất hứng mà nhíu mày anh rất là không thích có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà hành động của cô bé này đã khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ anh đuổi theo định đuổi cô bé đi thì thấy cô bé không ngại bần một chút nào mà ôm lấy viên cầu nhỏ dính đầy phân rồi đung đưa vỗ về cô bé. Ngoan nào, không khóc, bé xinh đẹp ơi. Viên cầu nhỏ vừa khóc vừa nấc, thấy có người để ý tới mình thì chớp chớp đôi mắt ướt nước, nhìn nhậm qua qua chăm chăm, mở cái miệng nói thứ nhỏ nhẹ mà chỉ có mình bé mới hiểu. Là thối đuối có đúng không? Tám thơm thơm sẽ không còn thối nữa nha. Nhậm qua qua cười, lướt thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này dính đầy phân, nhưng không thèm để ý một chút nào. Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tân thì cô vừa nở nụ cười lại vừa hồi hộp. À, xin hỏi, phòng tắm ở chỗ nào ạ? À? Bách Nghiêu Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sau. Trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân tử mông. Điều này khiến anh định đuổi cô ra ngoài, liền nuốt lời lại, rồi chỉ tay về phía bên trái. Là ở đó. Cảm ơn. Từ đầu tới cuối, nhậm quà quà không dám nhìn Bách Nghiêu Tân lâu. Nhận được câu trả lời của anh thì cô bé lập tức cúi đầu, bước nhanh về phía bên đó vừa đi vừa dỗ viên cầu nhỏ. lúc nhìn cô bé, đôi mắt to cong cong khi nhìn bách nhiêu tân, bởi vì mới căng thẳng mà cụp xuống, ngón tay cô vuốt về khuôn mặt mềm mại của viên cầu nhỏ. cô bé liền tò mò bắt lấy tay cô ngay lập tức. nhậm quả quà để mặc viên cầu nhỏ cầm lấy. lại đây nào, tắm thâm thơm thôi. cô ôm viên cầu nhỏ vào phòng tắm, tiện tay ném ba lô ở phía sau xuống đất, ở phía ngoài phòng tắm. bạch nhiêu tân trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt bừa trên đất, thì lông mày nhíu lạnh. Cô bé bảo mẫu xâm nhập địa bàn của hắn, không hiểu một chút phép tắc nào. Bà lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được sao? Nhịn xúc động muốn nhặt ba lô trên đất cất đi. Bách Nghiêu Tân tự vào cửa phòng tắm. Nhìn nhậm qua qua đặt viên cầu nhỏ vào trong bồn tắm nhỏ đã được pha sẵn nước ấm. Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn, múa tay chân. Tiểu bồi bối rất thích tắm thơm thơm sao? Nhậm qua qua nhớ khi đứng ngoài cửa sổ. Cô nghe thấy Bách Nghiêu Tân đã gọi viên cầu nhỏ này như vậy. Cô sắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống, cầm giữa tắm tắm cho viên cầu nhỏ. Mau lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào. Cô cha cha cái mông nhỏ mập mập của viên cầu nhỏ một lượt rồi đổ nước đi. Một tay ôm cô bé, một tay đổ đầy nước sạch vào bồn tắm nhỏ, rồi sau đó đặt cô bé vào trong. Thấy động tác thuần thục của cô bé thì bách nhiêu tân nhíu mày. Vốn cháu gái khóc suốt, nhưng vào tay cô thì cực kỳ im lặng, luôn luôn mở to đôi đồng từ màu lam mà nhìn cô. Xem ra bào mỡ mà ăn bối nhã giới thiệu cũng là có tay nghề thật. Điều này khiến Bách Nghiêu Tân tạm thời từ bỏ ý nghĩ, muốn đuổi cô ra khỏi nhà thi. Nhậm quả quà tắm rửa cho viên cầu nhỏ thật là sạch sẽ. Lấy khăn tăn lớn bọc chặt lấy cô bé. Tắm sạch rồi, thật là thơm thơm quá mà. Cô khẽ cọ vào mặt của viên cầu nhỏ, khiến cô bé cực kỳ vui thích. Đôi môi cánh hoa nhỏ nhỏ mở lớn, nhỏ nước miếng ra. Nhậm quả quả bị chọc cười về dáng vẻ đáng yêu của viên cầu nhỏ. Cô rất là thích trẻ con nếu không đã chọn học ngành giáo dục mầm non. Trẻ con là tiểu ác ma, nhưng cũng là tiểu tiên sứ đáng yêu. Tiểu bố bối thật là đáng yêu nha. Cô cười híp mắt, cọ 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 má viên cầu nhỏ. Bạch Nhiều Tân thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì mô quang chấp lên. Sự yêu thích trên mặt cô bé rất là chân thật, không hề có một chút giả dối nào. Điều này khiến anh bỏ đi sự đề phòng trong lòng xuống. Nhưng còn cần phải quan sát thêm, nếu không anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô bé này chăm sóc tên của cô là gì câu hỏi của bách newton khiến cho nhậm quả quả hoang sợ cô ngoảnh lại nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa phòng tắm anh đã đứng ở nơi đó từ khi nào chứ sau đó cô thấy ba lô của mình vứt trên đất thì lập tức trận tròn mắt trời ạ à, cô như vậy mà lại ném đồ lặn ở trong nhà của anh cô từng nghe học thì an bối nhãn nói bách newton vô cùng chú trọng sự sạch sẽ và còn càng nghĩ vậy nụ cười thoải mái trên mặt nhậm quả quả lập tức biến mất Ánh mắt nhìn anh cũng mất tự nhiên, thêm một chút xấu diếm khiến anh nhận ra một cách dễ dàng. Anh sớm phát hiện ra sự nhiều cô bé trước mặt rất là sợ mình. Khi đối mặt với tiểu bối bối thì hoàn toàn khác với anh, nhưng anh cũng không thèm để ý đến việc này. Miễn cô bé có thể làm tốt công việc thì anh cũng chẳng quan tâm đến những điều gì khác. Tôi tên là Nhậm Quà Quà. Cô trả lời, lén lén quan sát xem sau khi anh nghe tên mình có phản ứng gì hay không, nhưng là không có. Còn mặt tuấn tú kia vẫn là bình thành Trong lòng cô thấy hơi thất vọng. Cũng đúng, anh làm sao có thể nhớ cô bé mà mình đã gặp trong yến hội 6 năm về trước chứ. Hơn nữa khi đó cô cũng không giới thiệu tên với anh. Người cô quen biết không nhiều vì trong nhà bảo vệ cô quá tốt. Nên ngay cả đi học cũng không ai biết cô là công chúa nhỏ được nhà họ nhậm cưng chiều nhất. Nhưng thất vọng đi qua, nhậm qua qua lại cảm thấy may mắn. May mắn là Bách Nhiêu Tân không biết cô. Nếu biết cô công chúa nhà họ nhậm đi làm bảo mẫu, anh không nghi ngờ cô có ý đồ gì khác mới là có quỷ. Tuy cô không có ý đồ gì là thật, nhưng vẫn trột dạ nghĩ, chỉ là tiếp cận người tình trong mộng của mình thôi, không tính là có ý đồ gì đâu nhỉ. Nhậm quả quả không hề nghĩ tới chuyện quyến rũ hai mươi hoặc bách như tân. Cô hiểu mình rất rõ, bộ dạng của mình tuy không khó nhìn, nhưng không phải là mỹ nữ kinh diễm. So với vị hôn tê xinh đẹp động lòng người trước kia của anh, thì cô không gì chỉ là một con vịt xấu xí. đừng hiểu lầm, cô không tự ti, cô chỉ cảm thấy hoàn mỹ như anh hợp với cô gái hoàn mỹ hơn. có thể vào nhà bách nhiêu tân làm bảo mẫu, là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi. thật ra học tỷ an bối nhã chưa lập gia đình, thì cô thấy chị mới xứng đáng đối với anh hơn. bách nhiêu tân đừng nhìn có biết cô đang nghĩ gì. nếu anh biết, cô cảm thấy anh xứng đôi với an bối nhã, anh nhất định sẽ dựng thẳng lông tơ lên tại chỗ. Chỉ có chồng của cô gái ăn bôi nhã hung ác như mụ phù thủy này mới có thể chịu nổi cô ta mà thôi. Nghe thấy tên nhậm quà quà, anh chỉ có một ý nghĩ là cái tên này thật đáng yêu, thật là hợp với cô bé này. đợi tiểu bồi bối cho tôi. Anh vân tay về phía nhậm quà quà. Cô đưa viên cầu nhà cho anh. Bạch Ngưu tần ôm cháu gái vúng phí, nhìn quà quà dính đầy nước miếng, cái áo màu trắng ở trên người cô dính thứ bần thiều màu vàng vàng. Giờ dặn lại một chút đi. Anh hờ hững cất lời ra lệnh. Dạ vâng. Nhậm qua qua khép hai chân làm tư thế, đùng đưa như là bản năng. Bạch Ngưu Tần không nói gì, chỉ liếc nhìn cô rồi ôm viên cầu nhỏ rời khỏi phòng tắm. Vừa đi, cô thả lòng cơ thể cứng ngắc rồi sau đó ôm mặt mà rên trì. Cô đang làm gì vậy chứ? Vậy mà lại đứng nghiêm để đáp lời anh, còn thiếu chút nữa là cô nhấc tay làm tư thế. Thật là mất mặt mà. Cho dù cảm thấy mất mặt thì cô cũng không dám lề mề lâu chỉ dùng hơn 10 phút để rửa sạch thứ bẩn trên người mình. Cô bước ra khỏi phòng tắm, không quên cầm lấy ba đô ở trên mặt đất. Cô ôm ba lô đi tới phòng khách, thì thấy bách Nhiêu Tân đã thả bối bối trên ghế sofa, cầm tá trong tay đang cố gắng đuổi tá cho bé. Ngoan, tiểu bối bối đừng nhúc nhích. Anh dỗ viên cầu nhỏ, nhưng tiểu bối bối đá chân cắn móng tay, hai chân cua cua không ngừng, không chịu nằm yên để cho anh đuổi tá Anh không làm cách nào khắc mặc tá cho tiểu bối bối được, mà anh là người rất rắc rối, không chịu được những thứ công còn càng, cho nên mặc cái tã, anh mặc vào rồi lại cười ra, muốn mặc lại cho tử tế. Nhưng Bách Nhiều Tân rất kiên nhẫn, nhưng con bé thì không, bị lăn qua lăn lại vài lần, thì viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng, nước mắt ngưng lại trong đôi mắt rồi oa lên một tiếng khóc. Viên cầu nhỏ hình như rất là tức giận, lần này khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé múp míp nắm chặt lại, hai chân đạp loạn không ngừng. Bách Nhiều Tân bị khóc đến chóng mặt. Trời ạ! À, Trẻ con đúng là sinh vật không có cách nào khống chế nhất trên đời này mà. Viên cầu nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì, cô bé vô cùng cáu kỉnh khóc lớn, mắt rung rung mà nhìn qua qua. Bé ngừng khóc một chút, rồi quắc cái miệng nhỏ, vươn tay ra đối với nhâm quả quả. Hoàn toàn là một dáng vẻ tuổi thân xin được ôm ấp. Nếu không phải viên cầu nhỏ không biết nói, Bạch Nhiều Tân thật muốn hỏi, xem ai mới là chú ruột của nó. Bảo nổ tới đây chưa được một giờ, mà cô cháu gái nhỏ này đã làm phản rồi. Nhưng anh rất sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ Nên đã giao tả cho nhậm quà quà mặc vào cho nó đi Vâng ạ à. Cô vội vàng nhận lấy cái tả Từ lúc viên cầu nhỏ này vân thay ra với cô Cô đã sớm mềm lòng muốn sông tới Cô thả ba lô trong tay xuống rất là tự nhiên Nhưng trước khi nó rơi xuống đất Cô nhớ rằng bách nhân tân rất là ngăn nắp Nên cô liếc mắt về phía anh Anh rất vờ lòng với việc cô rốt cuộc đã biết nguyên tắc Để trên sofa cũng được À vâng Nhậm quả qua cẩn thận đặt ba lô trên sofa, rồi cầm tá ngồi vào bên cạnh viên cầu nhỏ. Lại đây tiểu bố bối không khóc, mặc bã trước đã nha. Nói rồi cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa xoa vấn rôm rồi nhanh chóng chảy cái tải ra. Viên cầu nhỏ hít hít lỗ mũi đỏ ửng, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nín khóc, ngược lại còn chọc chọc về phía quả quả để tuổi thân. Đồng từ màu lam, lên án bách nhiều tân đã chuẩn mất. Nhậm quả quả mím môi mà nín cười, Bạch Nhiều Tân cảm thấy đúng là cha nào con nấy. Cháu gái có trị y hệt như là ông anh cả của anh. Thấy bảo mẫu đã mặc xong cho viên cầu nhỏ, Bạch Nhiều Tân quyết định phải rửa sạch mình trước đã. Trên người anh vẫn còn dấu nước của tiểu bối bối. Lúc này anh mới nghĩ tới, đã để cô bảo mẫu thấy được sáng vẻ thảm hại của mình. Chỉ một buổi sáng, anh lần đầu tiên ghi vào lịch sử với ba lần nói tục. Bạch Nhiều Tân lạnh mặt, cực kỳ mất hứng đi vào trong phòng. Anh vừa đi rồi cô mới thả lòng được hơi thở ngừng lại của mình. Trời sinh cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cô dường như cảm thấy anh mất hứng, sợ tới mức chỉ dám thở nhẹ. Tiểu bối bối à, con xem con chọc chú con tức giận rồi kia. Nhâm qua quả duỗi ngón tay ra mà véo lên mũi của viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ nháy mắt, cho là nhâm quả quả muốn chơi với mình, nên bé hé miệng bắt lấy ngón tay của cô định cho vào. Không được đâu, Tiểu bối bối có đói bụng không? Pha sữa cho con uống nhé. Cô rụt ngón tay lại rồi ôm lấy viên cầu nhỏ, cất bước đi về phía phòng bếp. Lúc bách nghiêu tân sửa sang lại bàn tân xong, ra khỏi phòng thì liền trông thấy nhâm quả quả, đang ôm cháu gái ngồi trên sofa, cầm bình sữa ở trong tay. Cháu gái đang ra giấc buồn núm vú, mắt nhìn chằm chằm vào cô như một đứa bé ngoan. Sau đó bách nghiêu tân lặng lẽ nhớ tới hôm qua, khi mình cho cháu gái uống sữa, thì nó vừa dãy vừa ruộng, không an phận một chút nào sau đó lại còn phun đầy sữa lên người của anh. Tiểu bối bối thật là nghe lời cô. Bạch Nhiều Tân nói đầy khen tị. Nhậm qua qua nghe không thấy anh nói gì. Lúc anh xuất hiện ở phòng khách thì cô mới ngây người, dường như là ngây ngốc mà nhìn anh. Tây trang màu xám có dọc ở trên người anh, trở nên đẹp đẽ công gì sánh được. Sáng người của Bách Nhiêu Tân than dài cao ngất, nên mặc cái gì cũng tỏa ra kỳ chất độc đáo của mình. Mái tóc hết gọn ra phía sau, Càng khiến ngũ quan của anh thêm phần sâu sắc, đôi mắt kính màu bạc giúp anh thu bớt sự sắc sảo trên mặt, khiến anh ít đi một chút tính chất xâm lược, thêm nhiều vào là một chút tao nhã. Anh vừa bước vào thương trường thì có nhiều người bị lừa bởi dáng vẻ tao nhã như con cừu nhỏ này, ai ngờ ẩn sau đó lại là một con sói. Những ai coi thường anh đều bị tổn thất nặng nề mới có thể nhìn thấy rõ bộ mặt của anh. Bạch Nhiều Tân đã sớm quen với ánh mắt như thế này, anh cũng quen làm như không thấy. Nhưng đối tượng là bảo mỡi tới Thì anh cũng không có cách nào làm lơ được Anh không muốn mời một cô gái Có ý đồ với mình để làm bảo mẫu Nhậm tiểu thư Cô đã nhìn đồ chưa Anh thản nhân nói Ánh mắt sau đôi kính lạnh như băng À ai à rồi Nhậm quà quà hồi thần dưới ánh mắt lạnh như băng kia Thấy anh công vui Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch vừa rồi của mình Thì hai má nhanh chóng đỏ lên Vừa rồi nhất định trông cô rất giống một kẻ háo sắc Ừ, thật là xin lỗi anh. Tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhớ, cô là bảo mẫu cô tiểu bối bối. Có bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, tôi sẽ đuổi cô đi. Bách Nghiêu Tân nói rất thẳng thắn, không hề nề mặt một chút nào. Anh chính là một người như vậy cần phải cảnh cáo trước. Phạm vào điểm mấu chốt của anh thì đừng trách anh trở mặt. Cũng bởi vì cá tính nói một công hai ngày của anh, cùng với sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mà kiến chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, khi anh bước vào đường thị đã phải đổi sáu thư ký. Cho đến khi trôi đi, một nữ sĩ gần 50 tuổi nhậm chức, không hề ngại ngần khuôn mặt lạnh lùng của Si lại còn thay mặt anh làm rất tốt mọi chuyện. Bởi vậy, Bách Nhiều Tân cho rằng sau khi nhậm quà quà nghe thấy lời mình sẽ khóc, anh đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa còn quyết định nếu cô khóc, thì thật anh sẽ không ngại mà đổi một bảo mẫu ngãi thơ lập tức. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, vành mắt của quà quà không hề đỏ lên, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc. Đôi mắt bồ câu của cô nhìn anh công một chút né tránh. Tờ bác tiền sinh, tôi đã rõ rồi. Anh không kìm được kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng bảo mẫu này rất là nhát gan. Dù sao từ lúc vào cửa, cô đối mặt với anh không hồi hộp thì cũng sợ sệt. Nhưng bây giờ, bị anh làm hung như vậy mà lại rất là bình tĩnh. Thật ra cô không hề thấy anh hung dữ một chút nào cả. Khi thế của anh kém hơn ông nội từng làm tướng quân của cô nhiều lắm ông nội nhầm quả quà rất tin vào việc cậy sắt dạy ra đàn ông kiên cường tất cả các anh trong nhà đều bị ông hung hăng dùng cách huấn luyện của quân đội cô đã từng thấy ông nội nghiêm khắc thế nào với các anh còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa hơn nữa khi ông nội nổi giận thì ngoài cô ra những người khác trong nhà không ai dám hé răng so sánh một chút thì thấy bách nhiêu tân mặt lạnh này cũng chẳng là gì cả anh nói rõ những quy tắc của mình cho cô cô thấy thật ra những việc này cũng rất là bình thường hơn nữa, người thất lễ trước là cô, cho nên cần bị cô trách. Được rồi. Nhậm quả quả không khóc khiến Bách Nghiêu Tân rất là vừa lòng. Từ việc một tuần, hết từ việc sẽ phát lương cho cô theo tháng. Còn nữa, cô phải ở lại đây trong khoảng thời gian chăm sóc tiểu bồi bối. Cái gì? Nhậm quả quả trừng lớn mắt. Chuyện này làm sao được chứ? Cô còn chưa nói là đi làm việc với người nhà. Hơn nữa, nếu người nhà biết cô ở chung với một người đàn ông thì nhất định là sẽ đại loạn. Sao? có vấn đề gì sao? Bác Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn cô, anh ghét nhất là đang nói một nửa thì bị cắt ngang như thế. Thấy anh không vui thì cô rụt vai lại, không thể không nuốt lời từ chối của anh lại, chỉ gọn gàng rút thành hai chữ. À, không có. Nhưng vừa rồi cô đã muốn khóc, làm sao bây giờ? Cô phải nói như thế nào với người trong nhà đây? Bác Nghiêu Tân nhìn cô, thấy ánh mắt sợ hãi của cô thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi lúc anh hung dữ cô không sợ. Bây giờ anh bình tĩnh nói chuyện thì cô lại sợ. Sau này để tôi nói hết, cô mới mở miệng, đã biết chưa hả? À, thật là xin lỗi. Nhậm quả quả lại xin lỗi. Phòng của cô là phòng thứ hai bên phải. Sau này cô chịu trách nhiệm chăm sóc toàn bộ cho nó. Trong nhà sẽ có người giúp việc, làm việc theo thời giờ, để dọn dẹp. Đúng giờ như là lúc trước. Bà bữa của tôi và tiểu bồi bối đều do cô phụ trách. Sao? Thật, thật là xin lỗi. Nhậm quả quả vừa thốt lên liền nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo Cô lại lập tức xin lỗi ngay. Ngày hôm nay là ngày cô nói ra ba chữ này nhiều nhất trong một ngày. Tôi biết đây là việc làm thêm vào của bảo mẫu, nên tôi sẽ tăng lương ngoài giờ cho cô. Lương bồng không thành vấn đề. Nhậm quà quà than thổ ở trong lòng mình. Bách Nhiều Tân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bối rối của nhậm quà quà. Anh đã sớm quen với việc người khác phải nghe theo những gì mình nói. Hơn nữa anh không chấp nhận bất cứ một lời từ chối nào. Chỉ một điểm này, anh hoàn toàn giống với những người tùy hứng trong nhà họ Bách. Bạch Nghiêu Tân nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rưỡi. Theo lịch làm việc của anh thì lúc này anh đã ăn xong bữa sáng mà chuẩn bị đi tới công ty. Nhưng bây giờ mới làm bữa sáng thì không kịp nữa rồi. Anh rất bất hứng mà thay đổi hành trình một lần nữa. Xem ra chỉ có thể tới công ty rồi bảo Jody chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh không thích ăn sáng ở ngoài. Theo ý anh, đồ ăn bên ngoài vừa nhiều dầu mỡ, lại vừa có hại cho sức khỏe, không một chút có lợi ích nào cả. Bữa trưa cũng không có cách nào khác anh sẽ bảo đi gọi cơm giúp. Nhưng từ trước tới nay, anh luôn ăn tối ở nhà. Một ngày ăn một bữa ở ngoài, đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Bây giờ anh hy vọng có bảo mẫu, thì lịch làm việc của anh có thể quay về như cũ, hoàn toàn thực hiện theo những gì đã đề ra. Đã quá 5 phút, bình thường giờ này, anh đang lái xe đi tới công ty rồi. Từ đây tới đó khoảng tầm nửa tiếng, đây là lúc không kẹt xe. 9 giờ bắt đầu giờ làm việc ở đường thị. Nhưng anh đã quen bước vào công ty lúc 8 giờ rưỡi. Hơn nữa là không sai một giây. Đồng hồ chỉ đúng lúc 8 giờ rưỡi là lúc anh bước vào cửa của đường thị. Anh đã duy trì thói quen này 6 năm. Chưa ăn bữa sáng, Bạch Nhiều Tân không mong muốn hôm nay lại phải thay đổi thói quen khác của anh. Anh đứng dậy ngay lập tức rồi nói với nhậm quà quả. Cô theo tôi, tới công ty. Anh còn phải xem xét nhậm quà quà một thời gian. Cho dù ăn bối nhã giới thiệu, cho dù theo như quan sát, thì tới bây giờ cô không có tính toán gì với anh cả. Nhưng anh luôn đang nghi cẩn thận, nên trước khi hoàn toàn tin tưởng, thì anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô. Cô trận tròn mắt theo bản năng lại hỏi lại. Vì sao ạ? À? Bạch Nhiều Tần ghét nhất là bị hỏi lại. Nhậm tiểu tử. cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, đừng thắc mắc gì cả. Nhậm quả quả lại đấp úng đáp. Cô bất tri bất giác nhớ tới lời của anh bối nhã học tỷ từng đánh giá về anh. Rắc rối. Hôm nay đường thị lại xôn xao một lần nữa. Còn nữa là còn lớn hơn ngày hôm qua. Hôm qua, xeo lạnh lùng của bọn họ ôm một cô bé tới công ty. Thêm cái dọn buổi sáng nhìn thấy mà sợ ngây người. 9 giờ rưỡi mà anh chờ tới, toàn bộ nhân viên đường thị đều biết. Bọn họ đã chấn kinh rồi. Làm sao Diêu lại có con được? Các nhân viên nữ phát điên lên. CEO vụng trộm kết hôn lúc nào mà cũng có con rồi. Giấc mơ thành quý bà của các cô đã sụp đổ. May là chỉ chờ tới một giờ, Tin tức tầng trên cho hay rằng tiểu bối bối chỉ là cháu gái. Điều này khiến các nhân viên nữ ôm giấc mộng quý bà thở nhẹ ra một hơi, các cô vẫn còn hy vọng. Hơn nữa theo thím dọn dẹp vệ sinh nói, thì xe ôm tiểu bối bối nhìn siêu đẹp trai siêu mê người. Từ sự dịu dàng khi anh ôm cô bé là có thể thấy sau này anh nhất định là một người cha yêu thương con gái. Điều này khiến cho khuôn mặt các nữ nhân tràn đầy ngạc nhiên. Bộ dạng đẹp trai có tiền lại thương yêu trẻ con. Đây quả thực là người chồng hoàn mỹ trong giấc mơ của các cô. Cho nên nghe thư tí của CEO nói cần tìm một bảo mẫu thì có không ít nhân viên nữ tự đề cử mình. Chẳng phải tình tiết cần quan được có lộc, luôn là trong tiểu thuyết ngôn tình có hay sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, muốn các cô từ bỏ chức vị với mức lương cao thì các cô vẫn là vân vân. đằng lung các cô vân vân thì ngày hôm nay, 8 giờ 45 phút, xe của bọn họ bước vào công ty, họ nỡ theo sau còn có một cô bé. Cô bé ôm tiểu bối bối mặc quần áo màu hồng phấn, cứ như vậy mà bước vào cùng với thang máy lên tầng cao nhất, xâm nhập vào thánh địa trong lòng của các nữ nhân viên. Tòa nhà này thuộc về đường thị, tọa lạc tại trung tâm của thành phố London. Cả tòa nhà lấy tủy tinh màu xanh da trời làm chất liệu, phong cách hiện đại không lỗi thời. Dưới ánh mặt trời, tủy tinh trong suốt chiếu ra ánh sáng như là nước trong veo. Mỗi tầng lầu đều có một người phụ trách riêng, một bộ phận riêng, ví dụ như tầng 1 là nơi mặt tiền quan trọng nhất. Vừa bước vào cửa, liền có nhân viên bước lên để tiếp đón. Tầng 2 là bộ phận hành chính, tầng 3 là bộ phận nghiên cứu phát triển, mà tầng cao nhất chính là văn phòng CL. Những người không liên quan, không thể vào địa bàn của CL, chỉ có thang máy riêng lên thang tầng cao nhất mới có thể đến đây. Các thang máy khác muốn tới được thì phải nhập mật khẩu vào. Mật khẩu này chỉ được đổi mỗi ngày một lần. Ngoài phòng làm việc của Judy và ba thư ký mà bà lãnh đạo ra, ở tầng cao nhất này còn có phòng họp, chỉ có quản lý cấp cao và cán bộ có năng lực mới có thể vào được căn phòng này. Về phần văn phòng của CEO, trừ phi được anh cho phép, nếu không thì không được tùy ý bước vào. Vì vậy, tầng cao nhất được các nhân viên gọi là thánh địa, chỉ có sự đồng ý của quốc vương mới có thể bước vào. Mà bây giờ lại có một người phụ nữ, không tên bước vào. Tùy theo thím kết dạng nói, chỉ là một cô bé khoảng 16-17 tuổi, nhưng trong lòng các nhân viên nữ chỉ cần là sinh vật sống cái thì đều là nguy hiểm. Rốt cuộc cô bé này là ai? Vì sao CL lại dẫn đi làm cùng? Mối quan hệ giữa cô và CL là gì đây? Trong nhất thời, toàn bộ cao ốc đường thị thảo luận sôi nổi. Bác Nhiều Tân không quan tâm, hành động, dẫn nhầm quà quà tới công ty, đã dẫn tới chấn động lớn như thế nào? Anh không nghĩ mình trở thành đối tượng bàn tán. Chỉ cần nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình, muốn tắm chuyện như thế nào thì tùy ý bọn họ. Hơn nữa bây giờ tâm trạng của anh đang rất xấu Nguyên nhân rất là đơn giản Hôm nay anh đã tới công ty muộn Muộn 15 phút Đại biểu cho hành trình của anh phải kéo dài Điều này cảm thấy rất là phiền lòng Tới tầng cao nhất Jody đã đứng ở trước cửa thang máy Tuy công ty 9 giờ mới bắt đầu làm Nhưng ai cũng biết CL yêu quý của bọn họ sẽ bước vào công ty Đúng lúc 8 giờ rưỡi Thần là thư ký hoàn mỹ cũng phải sắp xếp hành trình Thật tốt Từ một ngày trước hơn nữa còn phải báo cáo từng việc. Nhưng hôm nay cấp trên của bà đến muộn, cho nên khi Jody nhận được điện thoại của bảo vệ dưới tầng, thì rất tự nhiên mà nhìn đồng hồ đeo tay, rồi sau đó tới đứng chờ trước cửa thang máy. Mở cửa ra, đối mặt với bà là khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo thúy hoắc của Bách Ngưu Tân. Jody hoàn toàn không thấy ngoài im muốn một chút nào cả. Bà Nguyên là thư ký của tổng giám đốc trước đây. Nhưng từ khi ông giao công ty cho Bách Ngưu Tân, thì trong vòng một năm ngắn ngủi, anh đã dọa chạy mất sáu thư ký sau đó bà trở thành thư ký của anh một cách hết sức tự nhiên jody cũng coi như nhìn thấy bách Nghiêu Tân lớn lên nên bà hiểu rất rõ anh là người nhiều rắc rối bởi vậy khi đối mặt với khuôn mặt thối hấp của anh thái độ của bà vẫn là vô cùng bình tĩnh chị sớm jody đặt hai tay trước ngực cúi đầu một góc 30 độ bách Nghiêu Tân không trả lời bước ra thang máy một mình xem ra tâm trạng của chị rất kém jody thầm nghĩ rồi sau đó định đứng thẳng lưng Thì nghe thấy một giọng nói tranh trào đáp lại lời bà Buổi sáng tốt lành đi ngạc nhiên nhìn nhậm quà quà Còn đứng ở trong thang máy Vừa rồi cô bị bách như tân che mắt Họ nữa bảo vệ tầng dưới cũng không nói cho bà Là Gio mang cháu gái tới công ty Nếu không chắc chắn đi có thể Che giấu sự kiếp sợ trong lòng mình Rất là tốt Trời ạ, hôm qua Gio mang theo tiểu bối bối Hôm nay lại mang theo một cô bé nữa Chuyện này còn khiến bà kinh ngạc hơn cả chuyện hôm qua anh ấy ôm trẻ con. Bách Nhiêu Tân là người đàn ông rất có nhiều phép tắc rắc rối. Vì quy định của anh, nên vị hôn thê trước mới không được phép tới công ty. Bởi vì anh kết nhất là có người quấy rầy lúc anh làm việc. Bây giờ anh còn mang theo một cô bé đi làm sao? Lập tức, Đi có xúc động muốn gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc ngay, mà nói cho ông rằng đừng lo lắng. Cháu ngoại ông thương yêu nhất định sẽ không vì hủy hôn mà bị đả kích biến thành một ông già cô đơn đâu từ sau khi Bách Nghiêu Tân hủy hôn, ông Đường liền lo lắng rằng, với lòng tự trọng mạnh mẽ, đòi hỏi mọi chuyện thật là hoàn mỹ của cháu ngoại thì anh sẽ không chịu nổi đá kích này. Hủy hôn đã một năm nay anh không quen thêm ai, thậm chí ngay cả scandal tình ái cũng là không có. Hoàn toàn là một cuộc sống cấm dục, rõ ràng có một đống phụ nữ tiếp cận anh, nhưng chưa từng có đóa hoa nào nở ra cả. Đằng lúc đi định lén lút gọi điện thoại báo tin tốt cho chủ tịch, thì nhậm quà quà đã nở ra nụ cười con cha gì? Con là bảo mẫu của tiểu bối với, Bảo mẫu ư? Chú đi sốt. Cô bé trước mặt chính là học muội mà An Tiểu Thư đã giới thiệu hôm qua sao? Hài, thì ra chỉ là bảo mẫu. Chú đi không khỏi thất vọng. Nhưng ngay sau đó bà lại nhớ mày nhìn nhậm quà quà. Thoạt nhìn học muội của An Tiểu Thư quá trẻ. Đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ? Có bao giờ Tiêu đồng ý thuê lao động trẻ con đâu? Ngay lập tức bà nhìn Bách Nhiêu Tân bằng ánh mắt không đồng ý. Làm sao Bách Nhiêu Tân không nhìn ra suy nghĩ của Judy cơ chứ? Nếu là người khác, chắc chắn anh đã không thèm quan tâm. Nhưng bà không phải là người khác. Bà không chỉ là thư ký tài giỏi, còn là trưởng bối đã nhìn anh lớn lên, nên anh không mở miệng thì không được. Cô ấy đã 21 tuổi rồi. 21 ư? Không phải là còn đang đi học sao? Nhìn cô bé thật là trẻ. Judy kìm lòng không được mà nhìn cô bé bằng ánh mắt đồng tình. Cô bé này có thể chịu đựng tính tình của Bách Nhiêu Tân ư? Tuy nhậm quà quà thấy ánh mắt của Judy nhìn mình rất là kỳ quái nhưng vẫn trả lời lễ phép. Dạ vâng, con đang học năm thứ tư đại học ạ. À. Cô bé à, dạo này con phải vất vả phả rồi nha. Judy nói lời sâu xa rồi vỗ vỗ lên tay của nhậm quà quà. Ý là sao chứ, nhậm quà quà chẳng hiểu ra sao cả. Cô không hiểu nhưng Bách nhiều tân hiểu. Anh lạnh lùng lếp Judy một cái. Tiểu tư Ben hành trình hôm nay của tôi bà đã sợ lại ổn thỏa chưa hả? anh đã vừa lãng phí thêm 5 phút rồi. Dạ rồi ạ. À. Jody không một chút lo lắng, mỉm cười ung dung. Ngoài ra đã pha trà cho ngài đều trên bàn. Hôm nay là trà ô long đông kính. Bạch đầu Tân không uống cà phê mà chỉ thích uống trà. Hơn nữa anh rất là chú trọng. Lá trà không chỉ tốt, nước và độ ấm cũng phải thích hợp. Không thể để mùi trà tắn đi hết bởi vì yêu cầu thực sự là quá nhiều nên việc pha trà này luôn là do bà phụ trách. Tôi cho ăn sáng, Bà đi chuẩn bị giúp tôi một phần đi. Bạch Nghiêu Tân vừa nói vừa đi vào văn phòng. À, vâng. Jody đi theo sau. Rốt cuộc hiểu được vì sao tâm trạng của Bạch Nghiêu Tân lại kém như vậy. Không ăn sáng lại tới công ty muộn. Một ngày làm việc, bị hại cây mất nhiều thời gian đến như thế này. Có trách tâm trạng của anh lại không tốt. Còn có. Bạch Nghiêu Tân dừng lại một chút. Vừa bước vào văn phòng liền dừng lại, xoay người nhìn về phía nhậm quả quả, đang đứng ở trước cửa thang máy mà nhíu mày. Nhậm tiểu thư, cô còn đứng đó để làm gì chứ? À, tôi có thể vào trong sau. Chẳng phải bọn họ đang bàn công việc sau, cô cũng không phải là người của công ty anh, để cô nghe có được không chứ? Công ty tôi không thiếu người trông coi thang máy đâu. Bạch Nhiều Tân nói lạnh nhạt, anh đã tới công ty muộn, chứng tỏ hành trình sau này đều phải thay đổi. Bảo mẫu này còn tiếp tục lãng phí thời gian của anh sao? Nhậm cỏ quàng ngần người, anh đây là đang miệng mai cô sao? Thầy cô vẫn ngơ ngác đứng đó thì anh bực mình. Nhậm quả quả, đừng lãng phí thời gian của tôi, mau vào đây. À, vâng ạ. Nghe ra sự không vui của anh thì cô không dám chần chừ nữa, ôm tiểu bối bối bước nhanh vào bên trong. Đến sofa bên kia ngồi xuống, hôm nay cô sẽ ở đây, chăm sóc tiểu bối bối cho tốt vào, không có việc thì đừng có lên tiếng. Bách Nghiêu Tân trực tiếp ra lệnh, nhậm quả quá nghe lời lặng lẽ ngồi vào sofa phía bên trái, tiểu bối bối đang ngủ rất ngon trong lòng cổ cô. Bách Nghiêu Tân ngồi vào ghế làm việc, Jody tiểu thư, báo cáo hành trình ngày hôm nay đi. Dạ vâng ạ. Lúc 9 giờ rưỡi hôm nay sẽ có một cuộc họp. Chờ tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, khiến Jody đang báo cáo thì bị cắt ngang, mà sắc mặt của Bách Nghiêu Tân thì trầm xuống. Nhậm qua qua còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô đang đặt tiểu bối bối xuống sofa một cách cẩn thận, lại khép chặt quần áo trên người vì sợ bé lạnh. Chờ sắp xếp xong cho tiểu bối bối, cô ngẩng đầu thì đối diện với hai luồng ánh mắt. Trong ánh mắt của Jody tràn đầy sự thương hại, Sao vậy chứ? Cô chớp chớp mắt, mặt không hiểu nhìn đôi vào đồng tử đen lái của Bách Nghiêu Tân. Khuôn mặt anh Tuấn đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn. Nhậm tiểu thư. Giọng của Bách Nghiêu Tân vô cùng bình tĩnh cất lên. Điện thoại của cô kêu. Lúc này nhậm qua quà mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong ba lô. Bởi vì cô rất ít khi ra ngoài nên điện thoại của cô chỉ là vật trang trí. Cho nên lúc nó vang lên cô mới không có phản ứng. À, thực thật xin lỗi, xin lỗi anh. Nhậm quả quả vội vàng xin lỗi Cũng quyết mở ba lô rồi tìm điện thoại Khi cô cầm được thì tiếng chuông đã ngừng Nhưng trên đó có hai cuộc gọi nhữ Là số trong nhà Thấy số điện thoại thì sắc mặt của cô cũng thay đổi Nhậm tiểu thư Trong phòng làm việc của tôi thì vô lòng Tắt điện thoại di động của cô đi Tiếng nói của Bách Ngưu Tân lại truyền tới À vâng tôi tắt máy ngay đây ạ Không cần Bách Ngưu Tân nói Nhậm quả quả cũng định tắt máy giả chết Nhưng khi cô chuẩn bị tắt đi thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa mà di động vừa vặn đến gần viên cầu nhỏ khiến mày của bé nhăn lại mắt còn chưa kịp mở thì cái miệng đã quắc lên viên cầu nhỏ dùng tiếng khóc vô cùng vang dội của mình để biểu đạt sự không vừa lòng khi bị đánh thức sau đó đồng hồ trên tường điểm đúng chín giờ mặt của bách nhiêu tân hoàn toàn đen lại nhậm quả quà lại người chậm chạp khả năng suy xét của cô rất là đơn giản chính là một đường thẳng ý nghĩ của cô cũng là đơn giản là một đường thẳng nói dễ nghe hơn một chút là đơn thuần mà nói trắng ra chính là không có não. Nhưng dù có chậm chạp biết mấy thì cô cũng biết mình đã làm cho Bách Nghiêu Tân tức giận. Lúc này cô đang đứng trước bàn làm việc, hai tay đặt thẳng người xuống rồi giống như một cô bé học sinh tiểu học chuẩn bị lắng nghe dạy dỗ. Tiểu bối bối đang khóc lớn đã được Jody ôm ra ngoài. Cuộc họp lúc 9h30 của Bách Nghiêu Tân cũng bị rời lại bởi vì anh quyết định nói chuyện thật tốt với bảo mẫu này. Nhậm tiểu thơ, thật là xin lỗi. Tôi thật không cố ý đánh thức tiểu bối bối, quấy rầy anh và tiểu thư cho đi làm việc đâu. Xin hãy tha thứ cho tôi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tối phạm nữa. Cô lập tức cúi đầu để mà xin lỗi. Bạch Ngưu Tần không nhận lời xin lỗi của cô, họ nữa không ngờ cô lại cắt ngang lời anh lần thứ hai, điều này càng khiến anh vô cùng mất hứng. Nhậm tiểu thư, sáng sớm ngày hôm nay tôi đã nói rằng khi tôi chưa nói hết, thì cô không được mở miệng. Mà cô lại chạm vào điều tối kỵ của anh. Nhậm quả quả nhớ ra loại cất lời. Thật là xin lỗi. Đủ rồi. Tôi đã nghe đủ lời xin lỗi của cô rồi. Bách Nghiêu Tân không thể chấp nhận lời xin lỗi mà hứa sửa sai kia. Nhậm tiểu thư, có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết. À vâng, đúng ạ. Nhậm quả quả vội vàng nuốt lại lời xin lỗi sắp nói ra khỏi miệng, nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt sợ hãi. Bách Nghiêu Tân có cảm giác mình chính là người xấu trước ánh mắt nhút nhát này. Nhưng anh sẽ mềm lòng ư làm sao có thể chứ? Hai chữ này không nằm trong nguyên tắc làm việc của anh. Nhưng anh vốn đã giận đến mức định xa thải nhậm quả quả. Cô đã không qua được ngày thử việc đầu tiên. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, anh quyết định sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu như còn tái phạm, tôi sẽ trực tiếp đuổi cô ra đi. Bách Nhiêu Tân cất lời cảnh cáo. Biết không bị đuổi, nên cô sáng mắt lên, quần mặt nhăn nhắn tràn đầy kinh hỉ, lập tức nở ra một nụ cười thật tươi. Cảm ơn Bách Tiên Sinh. Cô cúi đầu thật sâu, nụ cười của cô thật là rực rỡ, sạch sẽ mà đơn thuần. Sáng rực rỡ trói mắt, khiến Bách Nhiêu Tân hơi giật mình. Dường như trong giây phút này, cảm xúc tồi tệ của anh đã tan đi rất nhiều. Hơn nữa anh phát hiện ra, khi nhậm qua qua cười lên, thì hai má sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Đôi mắt hơi to cong lên, khuôn mặt thanh tú vì nụ cười này mà trở nên vô cùng ngọt ngào, tự như là bánh ngọt mới ra lò vậy. Bách tiên sinh, Thấy anh vẫn luôn nhìn mình, cô không khỏi thốt ra đầy nghi ngờ. Phát hiện mình như vậy lại ngây dại bởi vì một nụ cười tê tắn. Anh xấu hổ hoang hồn, trên khuôn mặt không có một chút vết tích nào, tự như chưa từng nhìn thấy cô vậy. Tôi sẽ nói nguyên tắc của mình cho cô một lần nữa. Thứ nhất, tôi không thích có người cắt ngang lời mình. Thứ hai, lúc tôi đang làm việc thì phải im lặng. Tuyệt đối không cho phép có bất cứ một tiếng động nào cả. Thứ ba, một lời đừng để cho tôi nhắc hai lần. Thứ tư, là làm tốt bổn phận công việc của cô, đừng có ý đồ khác. Anh nhấn mạnh điều cuối cùng, nhầm quả quả không hiểu mà cất tiếng hỏi. Xin hỏi, thế nào gọi là có ý đồ khác ạ? Bạch Nhiều Tân tự lưng vào ghế, hai tay khép chặt thành hình kim tự tháp, kẻ nâng cái tầm cưng nghị sau cặp mắt kính sắc bén. Tôi không quan tâm ăn bôi nhã giới thiệu cô làm bảo mẫu là có ý gì. Nhưng tôi không bao giờ nói chuyện yêu đương với nhân viên của mình. Bảo mẫu cũng thế, cho nên trêu nước cạnh lâu dài cũng là vô dụng thôi. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình Tôi sẽ không đuổi cô đi Ngược lại, để tôi phát hiện ra tâm tư của cô Không đặt vào việc làm bảo mẫu Thì tôi sẽ đuổi cô đi ngay lập tức Đã hiểu chưa hả? Nhậm qua qua đã hiểu Cô gật đầu phản ứng rất là bình thản Tôi hiểu rồi Phản ứng này của cô khiến Bách Nhiêu Tân hơi nhíu mày Muốn nhìn xem có phải mình đã nghĩ sai rồi không? An bố nhã thực sự chỉ đơn giản tìm việc làm giúp học muội Không phải là muốn làm bà mai chứ Nhưng ánh mắt của nhậm qua qua không lừa được anh anh đã quá quen với ánh mắt ái mộ của phụ nữ, mà cô thì không biết che giấu. Từ lúc liếc mắt, anh đã nhìn thấy ánh mắt này của nhậm quà quà. Đây là một trong những nguyên nhân anh muốn đuổi cô đi. Nếu không thấy cô chăm sóc cháu gái rất quen tay, thì anh căn bản sẽ không giữ cô lại. Cô hiểu thật ư? Ừ. Bạch nhiều tần nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Không có cách nào khác. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, anh thật nghi ngờ chỉ số thông minh của cô. Ừ, nhậm quà quà gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt sáng người phóng khoáng, trong veo không một chút tạp chất, nhưng lại cảm thấy anh có cảm giác lòng dạ mình rất là nhỏ nhen. Bay tiên sinh à, anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu bối bối tốt, tuyệt đối không định quyến rũ hay trèo lên giường của anh đâu. Nếu anh không tin lời tôi, thì lúc ngủ có thể khóa cửa. Khóa cửa để làm gì chứ? Anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ sẽ sợ cô cường bạo mình sao? Vợ lại tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh. Lời này khiến cho Bách Nghiêu Tân sừng sốt Nhìn nhậm quả quả Sự nghiêm túc trên mặt cô khiến anh khẳng định Rằng cô rất thật lòng Vì sao? Anh hỏi lại theo bản năng Vì sao ư? Cô bị hỏi vặn lại thì cũng sừng sốt Vì sao? Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới Với lại anh lại hoàn mỹ như thế Bởi vì tôi chỉ muốn dùng mái anh là tốt rồi Khi nhậm quả quả nói ra những lời chân thành như vậy Cô bỗng nhớ tới Học tỷ An Bôi Nhã từng nói với cô Quả quả à? Chờ em tiếp cận anh ta rồi Em sẽ biết tên kia căn bản là người khó chịu Tự kỷ cuồng đó Khó chịu tự kỷ cuồng ư Nhậm qua quà không nhịn được mà nhìn bách miêu tân thật kỹ Nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình Cô bỗng cảm thấy Hình như hình tượng hoan mỹ vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng rồi Bách miêu tân không phát hiện ra ánh mắt rối rắm của nhậm qua quà. Anh còn đang giật mình bởi vì lời nói của cô Hơn nữa Lông mày của anh đang nhíu chặt lại với nhau Dùng bái ư không phải là từ này dùng cho người chết sao? Em nói em dùng bái anh ta sao? Vậy mà em lại dùng hai từ này ư? Ừ, thật là buồn cười quá mà. An mới nhã sau khi nghe xong thì cười đến mức đau hết cả bụng. Hai chữ này không được bình thường sao ạ? À? Nhậm qua quà xa vào trạng thái hoàn toàn không rõ nguyên do. Tùy ông của cô đã quy định trẻ con trong nhà nhất định phải học tiếng Trung, phải biết nói biết viết chữ Trung quá bao la. Cô hoàn toàn không hiểu những ý nghĩa sâu xa đó. Vậy mà lúc cô bị Bách Nhiêu Tân mời ra khỏi văn phòng, vẫn không hiểu mình đã nói sai cái gì. Chủ đi nhìn về mặt chẳng hiểu gì cả của cô, vỗ vỗ vai cô cất lời an ủi rồi thờ dài. Nói một câu, lâu rồi sẽ quen. Cô bé này còn phải sớm ở chung chiều với người đàn ông tên là Bách Nhiêu Tân có chị này qua một thời gian nữa. Chủ đi vô cùng đồng tình mà nhìn nhậm quà quà. Rồi sau đó gieo tiểu bối bối đã được rũ ngủ cho cô, cầm bữa sáng và trà vào văn phòng của Bách Nhiêu Tân. Jody còn tốt bụng mua thêm một phần ăn sáng cho nhậm quà quà. Sau đó không lâu, Bách Nhiêu Tân ra khỏi văn phòng. Từ vẻ mặt lạnh băng băng của anh, cô biết anh vẫn đang còn giận. Mà anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô. Không liếc cô lấy một cái, liền đi thẳng vào phòng họp. Chỉ có Jody là ra hiệu cô mang tiểu bối bối vào văn phòng anh, muốn cô đưa cô bé vào trong. Nhậm quà quà ngoan mãn mang theo bữa sáng, ôm tiểu bối bối vào ngồi trong sofa văn phòng. Trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu mình chọc bách Newton tân ở chỗ nào đành phải mở máy gọi cho an bối nhã an bối nhã nghe xong toàn bộ câu chuyện thì phá ra cười cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của bách Newton tân có coi như thế nào nhưng có một điều khiến cô kinh ngạc nhất là quả quả à bách miêu tân sa thải em rồi sao không ạ à, anh ấy chìm trầm mặc bảo em ra ngoài không chỉ là trầm mặc bọn họ cảm thấy ánh mắt của bách Newton tân nhìn cô như là muốn băm cô thành nghìn mảnh nhỏ nên khi nghe anh bảo cô ra ngoài cô liền không hề chân chừ mà chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Như vậy thì thật là kỳ lạ nhá. An mới nhã vút vút cầm cảm thấy thú vị. Bạch Nhiều Tân không chỉ rắc rối mà còn độc tài chuyên chế. Đúng chuẩn là chủ nghĩa của đại nam nhân. Người khám vào những điều cấm kỵ chưa bao giờ xuất hiện một lần nữa trước mặt của anh ta. Nghe nhậm quà quà kể lại toàn bộ quá trình ở chỗ của Bách Nhiêu Tân xong, cô cảm thấy với tính cách của anh ta thì cô bé sớm phải bị anh ta đuổi đi rồi mới đúng. Nhưng vậy, mà Bách nhiêu Tân lại không làm thế. Nghe hai chữ sùng bái mà cũng chỉ bảo nhậm quà quà ra khỏi văn phòng, không đuổi cô cút đi. Nếu ngoài Bách nhiêu Tân đổi tính thì cô không tin. Chẳng lẽ hai người này thật đúng là có thể có gian tình ư? Nhưng nhậm quà quà không phải là loại mà Bách Nghiêu Tân thích. Tên kia chỉ thích những người phụ nữ thông minh sắc sảo Mà nhậm quà quà này, nói dễ nghe một chút thì là ngây thơ. Nói trắng ra là một cô bé ngốc, chỉ biết suy nghĩ theo một đường thẳng. Bởi vậy, những quả quả tuyệt đối không phải là món ăn của Bách Miêu Như Tân. Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu không đã không có các định luật rồi. Nghĩ tới tên con Bách Miêu Tân rắc rối, tự đánh giá mình rất cao kia. Nếu những quả quả trở thành người bên cạnh anh ta, thì ăn bối nhã liền cảm thấy thú vị. Quả quả à, em có hy vọng rồi nha. Không bị Bách Miêu Tân đuổi đi thì chính là có hy vọng. Cô vốn cảm thấy một ngày nào đó, nhậm quà quà không chu đáo này cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Hy vọng gì ạ? À? Nhậm qua qua cảm thấy những người bên cạnh mình toàn là nói những lời công đầu công đuôi. Học tỷ, Bách Nghiêu Tân cũng giống như nhau. Tại sao đầu óc của người thông minh đều khó hiểu như thế chứ? Chính là theo đuổi Bách Nghiêu Tân đó. Nhậm Qua quả suýt chút nữa thì sặc nước ở trái cây trong miệng. Cô trợn tròn mắt. Nếu không phải sợ đánh thức tiểu bối bối, thì cô đã sớm hét lên trái tay. Học tỷ à, em chưa hề nghĩ tới chuyện theo đuổi anh ấy nhá. Bách Nhiêu Tân không phải là người tình trong mộng của em sao? À vâng ạ. À. Ở bên cạnh người tình trong mộng, sao không gọi là theo đuổi chứ? An à, bối Nhã thật không hiểu được nhậm quà quà nghĩ gì. Tình thì phải theo đuổi, có gì mà phải chần chờ chứ? Nhưng, nhưng theo đuổi người tình trong mộng ư? Nhậm quà quà đỏ mặt mà lầm bầm. Hơn nữa, hình như cô đã quen im lặng nhìn Bách Nhiêu Tân. Anh ấy tự như một giấc mộng đẹp. Cô đã quen đứng từ xa để nhìn giấc mơ mình rồi. An bồi nhã nghe cô nói thì thật là muốn trợn trắng mắt. Đừng nói với chị, em vẫn cảm thấy Bách Nhiêu Tân thật là hoàn mỹ. Chỉ có một người phụ nữ hoàn mỹ mới xứng anh ta đó. Chẳng lẽ ngày hôm nay anh ta chưa đánh tan ảo tưởng của em sao? À, anh ấy có một chút khuyết điểm nhỏ. Đúng như lời học tỷ nói, rắc rối, khó chịu và tự kỳ. Bách Nhiêu Tân ở trong lòng cô, giống như là tàng băng đang vỡ ra từng chút từng chút một. Nhưng mà, nhưng không ai không có khuyết điểm mà. Nhậm quả quả vẫn nói thay cho Bách Nhiêu Tân. Thật ra biết anh có một chút khuyết điểm cô thầm mừng rỡ. Cảm thấy bản thân như phát hiện được một bí mật nhỏ gì đó, khiến cô càng có dũng khí tới gần anh hơn. Chẳng lẽ những khuyết điểm nhỏ kia của Bách như Tân, khiến em cảm thấy anh ta càng đáng yêu hơn, càng mê người hơn ư? Có mù quáng không vậy chứ? Đúng ạ. À? Nhậm quà quà gật đầu, bởi vì cô đúng là cảm thấy thế. An à nhá ở đầu bên kia đạn tại không nói gì. Tôi được rồi, không nói gì nữa, chị cúp máy đây. Nếu như nói thêm nữa thì cô sẽ ói ra bữa sáng mình vừa ăn mắt. Đợi một chút, cái kia học thì à Em còn chưa nói người nhà quyết định mình đi tìm việc Hồi nữa Bách Nghiêu Tân muốn em ở lại trong nhà anh ấy trong khoảng thời gian làm bào mẫu Cho nên chị có thể giúp em một việc được hay không? An bối nhã lập tức hiểu được Là muốn chị giúp em lừa người nhà của em sao? Chị sẽ nói với bọn họ Chị mời em đi pháo đài Scotland chơi Nhân tiện nghỉ hè, lúc rảnh rỗi với ba mẹ của chị, thay chị nha Về chuyện nhà này thì đương nhiên An bối nhã sẵn sàng giúp đỡ nhưng cô vẫn dặn dò cô ngốc nhậm quả quà. Chị giúp em nói dối không thành vấn đề, nhưng nhà em và đường thị cũng có hợp tác làm ăn, em nhớ cẩn thận đó, đừng để các anh yêu em gái nghiêm trọng kia phát hiện ra điều đó. Nghe thấy an bối nhã đồng ý giúp, nhậm quả quà cười hiếp mắt ngay. Ừ, em biết mà, cảm ơn học tỷ. Không cần phải cảm ơn, em cứ cố gắng lên là được rồi, đừng để bị bách ngưu tân nó đuổi đi. Còn có. An bối nhãm nhếch miệng, nói y chang như là đang rủ rỗ. Quả quả à Chẳng lẽ em không muốn biến người tình trong mộng Trở thành người của mình một trách chính thức hay sao Vừa rất lời Không đợi nhậm quả quả đáp lời thì cô đã tắt máy Nhậm quả quả hơi giật mình nhìn điện thoại Biến người tình trong mộng Trở thành người của mình một cách chính thức ư Cô nhắc lại lời nói của An Bối Nhã Mà lông mày lại càng nhíu chặt Khuôn mặt ngọt ngào nhăn lại thành một cái bánh bao Như vậy là được sao Cô thật sự có thể chạm vào giấc mơ đẹp này ư? Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng tiếp xúc với Bách Nghiêu Tân rồi, cô đột nhiên phát hiện giấc mơ này dường như không xa xôi như thế. Nhớ lại lời của anh Bối Nhã, lúc nhậm quả quả còn chưa nhận ra thì cô đã hơi động lòng rồi. Bạch Nghiêu Tân cũng không biết vì sao mình không đuổi nhậm quả quả đi. Anh không phải là chưa từng đuổi nhân viên chỉ trong vòng một ngày. Ví dụ như thư ký đầu tiên của mình, chỉ trong vòng ngày đầu tiên cô ta đã khóc lóc chạy đi. Anh ta còn có thể hào phóng cho nhậm quả quả tiền lương của một ngày nhé nhưng vậy mà anh không làm vậy thậm chí nghe thấy hai chữ sùng bái kia anh cũng chỉ bảo cô lăn ra khỏi phòng làm việc của mình mà bây giờ anh lại để nhận quà quà theo mình đi siêu thị cũng bởi vì cô nói cô mang theo quần áo và đồ dùng hàng ngày thật ra vốn nhận quà quà muốn giao tiểu bối bối cho bách nhiêu tân rồi sau đó xin phép nghỉ hai tiếng để đi mua nhưng tiểu bối bối vừa rời khỏi phòng ôm của cô thì liền khóc hoàn toàn không chịu để chú của mình ôm thật dễ dàng nhận thấy nó còn đang giữ mối thù lúc sáng sớm, bị Bách Nghiêu Tân dùng tá mà giày vò mình. nó hẹp hỏi y như là ông già của mình vậy. Bách Nghiêu Tân hừ lạnh đầy khó chịu ở trong lòng. Cho nên Bách Nghiêu Tân đành phải lạnh mặt mà mang theo nhậm quà quà tới siêu thị tổng hợp của đường thị. Từ lúc anh bước vào siêu thị đã dẫn tới cái nhìn chăm chú của mọi người. Sao nhân viên của siêu thị tổng hợp này không nhận ra CEO của mình được chứ? Những quý vui nhân, ái nữ của các nhà hàng lại càng liếc mắt nhìn một cái là nhận ra anh của mặt tuấn tú mê người kia đã năm lần bảy lượt xuất hiện trên tạp chí nhưng kinh sợ nhất là bách nghiêu tân lại mang theo một cô bé tới siêu thị tổng hợp hơn nữa cô bé còn đang ôm tiểu bối bối anh kết hôn lúc nào hơn nữa còn có cả con rồi trong khoảng thời gian ngắn thì siêu thị tổng hợp dần dần trở nên xôn xao nhậm quả quả đã sớm phát hiện ra nhưng tầm mắt nhìn mình chằm chằm vừa hữu ý lại vừa vô tình cô không được tự nhiên mà ngắm nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang xì xào bàn tán về mình còn có người trực tiếp dùng ánh mắt cực kỳ cay nghiệt mà quan sát cô cô chưa từng chịu nhiều ánh mắt chăm chú như vậy nên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên để nhanh lên một chút thấy nhậm quả quả càng đi càng chậm bạch nhiều tần dừng bước lại hờ hững nhìn cô về phần những ánh mắt bắn tới liên tục kia anh đã sớm quen không chú ý tới nhậm quả quả vội vàng bước nhanh hơn khi tới gần anh Cô nhịn không được mà nhỏ giọng nói. Bách, bách tiên sinh nào chúng ta có nên đi tới chỗ khác mua không? Mua đồ ngay trong siêu thị tổng hợp của mình, đấy cũng quá là gây chú ý rồi. Bách Nhiều tần vừa lướt nhìn đã biết cô nghĩ gì, mí mắt cũng không nâng lên mà đút tay vào túi quần, bước từng bước vững vàng lên bậc thang, rồi mới dùng khẩu khí lạnh lùng mà đáp lời cô. Sao phải thế? Muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn, cũng không phải là không thể gặp người hơn nữa dù tới siêu thị thì khác gì là tình hình cũng thế thôi. Dù sao đây cũng đều là kiếm tiền, tôi không ngại kiếm tiền cho nhà mình. Đây mới là nguyên nhân thật sự. Đường thị có phải siêu thị tổng hợp, hơn nữa còn là siêu thị hàng đầu ở London thì về gì anh phải bảo cần để mà tìm xa chứ. Về phần những ánh mắt bình luận kia anh đã sớm quen, dù là lúc còn đi học hay đã đi vào đường thị thì anh vẫn luôn là tiêu điểm gây sự chú ý. Hơn nữa nếu anh không đoán sai thì cho tới bây giờ những người này đều tám chuyện của mình như thế thì sao? Anh chưa bao giờ để ý tới việc và người không liên quan. Nói trắng ra, Bách Nhiều Tân không đặt những người đó vào trong mắt. Cô có thời gian để ý những việc này. Không bằng nhanh mua hết những gì mình cần. Tôi chỉ cho cô nửa giờ mà thôi. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu trong việc mua đồ. Hơn nữa, lại còn đi theo một bảo mẫu. Vị hồn thề trước đây của anh còn chưa có được vinh hạnh đặc biệt này bởi vì anh cảm thấy theo phụ nữ mua đồ thật là vô nghĩa. Khoảng thời gian này, anh có thể dùng để bàn thành công vài cuộc làm ăn rồi. Thật ra nhậm quả quả là muốn nói không cần tới siêu thị cao cấp thế này mà tới chỗ bình thường là được rồi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mất đầy tính kiên nhẫn của Bách Nghiêu Tân, cô biết anh sẽ hoàn toàn không tiếp nhận ý kiến của mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhậm quả quả đã phát hiện ra một trong những khuyết điểm nhỏ của Bách Nghiêu Tân chính là độc tài chuyên chế. Cho nên im lặng nuốt lời lại, ôm tiểu bối bối đi theo anh lên tầng 3. Tầng này, là nơi bán quần áo và trang sức của phụ nữ, hơn nữa phong cách khá hợp với tục nữ còn trẻ. Bạch Nhiều Tân dừng bước lại, lại quay đầu liếc nhịn quả quà một cái. Cô dừng sốt cũng dừng lại theo, nhìn theo ánh mắt, lạnh băng không hiểu. Sau đó Bạch Nhiều Tân nhíu mày lại, không nói gì mà trực tiếp đi về phía cửa hàng bên tay trái. Nhậm quà quà vội vàng đuổi theo sau. Chỉ chốc lát, anh đã trực tiếp dẫn cô tới một gian phòng trưng bày đồ dành cho con gái, thiền về thoải mái, phong cách cũng tới mắt đáng yêu. Xèo cô gái chuyên kinh doanh vội vàng đứng lên hành lễ, nhìn nhậm quà quà theo sau anh, lập tức mỉm cười cất tiếng hỏi. Xin chào tiểu thơ, xin hỏi cô thích kiểu dáng như thế nào hả? Nhậm quà quà, mau chọn nhanh đi. Bạch Nhiều Tần nhìn đồng hồ trên tay, ý tứ rất là rõ ràng, đừng lãng phí thời gian của anh thêm nữa. Nhưng cô ôm tiểu bối bối thì làm sao có thể chọn quần áo được chứ? Cô thầm nói ở trong lòng, đem cô bé giao cho anh. Bách tiên sinh à, tiểu bối bối để cho anh ôm. Không ngờ nhậm quà quà sẽ có chiêu này. Bách nhiều tần hơi luống cuống tay chân mà nhận lấy viên cầu nhỏ. Cô bé đang ngon giấc thì phát hiện ra thân thể mềm mại ôm mình trở nên cứng rắn. Đôi mắt màu lam thấy mặt Bách Nhiêu Tân thì cái miệng nhỏ lại quắt lên ngay lập tức chuẩn bị khóc. Mẹ nói chứ, trở mặt cũng quá nhanh đi. Thấy viên cầu nhỏ méo hết cả miệng. Mặt của Bách Nhiêu Tân lập tức trở nên căng thẳng, nghiêm túc và đề phòng. Cánh tay đang ôm viên cầu nhỏ trở nên cứng nhắc nhậm qua quà suýt chút nữa thì bị bộ sáng này của anh chọc cười. Trước khi tiểu bối bối khóc, cô nhét cái núm vào trong miệng nó, rồi chạm nhẹ vào ngón trò mặt nó. Tiểu bối bối ngoan, không khóc nha. Nhậm qua quà cười cong cả mắt, khuôn mặt mềm mại thật là ngọt ngào. Cô nghe người dùng mũi khẽ cọ lên mặt của tiểu bối bối. Ngoan nào, cô mua một bộ quần áo đã nha. Tiểu bối bối cắn cắn núm vú chớp chớp đôi mắt nến khóc, rồi giơ bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt của nhậm quả quả. Cô bắt lấy nắm tay nhỏ bé rồi hôn một cái ngoan. Bạch Nghiều Tân hơi giật mình nhìn nhậm quả quả, bởi vì viên cầu nhỏ đang ở trong lòng anh, cho nên lúc cô cọ cọm bé thì anh đang ở rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô. Không phải là mùi của phụ nữ trưởng thành, mà là mùi của trẻ con, mềm mại ngọt ngào, tự như kẹo sữa mà anh thích ăn hồi nhỏ, ngậm ở trong miệng là có thể thấy vị ngọt tan ra trong lòng. Suýt chuột nữa Bạch Nghiêu Tân sẽ cúi đầu cắn lên đôi má phúng phính kia. Mày là anh cắt chế ngay lập tức Hơn nữa lại còn dọa cô Nhậm quả quá Cô còn không mau chọn quần áo cho mình đi Anh lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc Nói ra để che giấu sự hoàng hốt của mình Cô không phát hiện ra chỗ khác thường của anh Dỗ tiểu bối bối rồi bắt đầu chọn quần áo Bạch Nghiêu Tân cũng không thèm đếm xỉa tới cô nữa Anh vẫn còn đang bị vây trong trạng thái rừng sốt. Anh vừa định làm gì vậy? Tuy rằng mặt của nhậm quả quả đúng là phúng phính trắng nón hồng hào thoạt nhìn có vẻ rất thích cắn. Tuy giờ cơm tối đã sắp tới. Không đúng, nói đúng ra là đã qua nửa giờ, nhưng anh không thấy đói. Họ nữa dù có đói thì anh cũng không có hứng thú đối với thịt người. Thoạt nhìn dáng vẻ của nhậm quả quả, cắn thì sẽ rất thích. Nhất định là vị ngọt trên người cô đang tác quái. Hương vị này giống như là kẹo sữa mà anh thích. Nhưng anh cảm thấy ăn ngọt là hành vi con nít. Cho nên lúc anh 8 tuổi đã không còn uống sữa ngọt nữa. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ mùi vị ngọt ngào ấy. Bạch Nghiêu Tân cảm thấy nhất định là ký ức đẹp còn bé đã mê hoặc mình nên anh mới có thể suýt nữa thì thất lễ. Đúng vậy, nhất định là như thế. Làm tốt việc chấn thỉnh thư tưởng, Bạch Nghiêu Tân từ từ hít sâu vào, bắt mình phải tỉnh táo lại, rồi sau đó ngừng đầu nhìn về phía nhậm quà quà, thì thấy cô chưa lựa chọn được một bộ quần áo nào, thậm chí còn mang vẻ mặt ngưng trọng mà lật xem cái giá và nhãn hiệu của quần áo. Mỗi lần lật anh cảm thấy dường như có thể nghe thấy tiếng hút khí của cô vẻ mặt của nhậm quả quà quá rõ ràng rõ ràng đến mức cô gái đứng bên cạnh muốn giả vờ không thấy cũng không được lại ngại có mặt bách nghiêu tân ở đây nên chỉ đành đi theo với khuôn mặt tươi cười xấu hổ bách nghiêu tân cảm thấy chán mình ẩn ẩn có cân xanh nổi lên cô nhất định phải làm một động tác gây mất mặt một cách rõ ràng như thế này ư nhậm quả quà bách nghiêu tân không thể chịu đựng nổi nữa mà gọi tên cô Nhậm qua qua cũng cảm thấy thật là không thể chịu nổi bản thân mình nữa rồi. Bắt đầu từ lúc thấy giá trên bộ quần áo đầu tiên thì trái tim nhỏ bé của cô lại thắt lại. Giá này là gì chứ? Tất cả đều hơn 100 bảng anh. Bộ sau còn quý hơn bộ trước, bảo cô làm sao mà xuống tay mua được đây? Cô cảm thấy đây chính là đang cướp tiền. Đúng vậy, cô không thiếu tiền. Tuy nhà họ nhậm có tiền, nhưng ông nhậm tiết kiệm đã thành quen, hoàn toàn không cho phép có hành động xa xỉ lãng phí cho nên nhà họ nhậm sống tương đối đơn giản. Mà cô tuy được người nhà thương yêu, nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của cô cực thấp, không hề có khái niệm gì về hàng hiệu. Với cô, mặc quần áo thì cần thoải mái là tốt rồi, cho nên giá mỗi bộ đồ của cô rất là phải chăng. Nhậm quả quả lập tức tới trước mặt của Bách Nghiêu Tân, dường như là nghiến răng mà nhỏ giọng. Bách Nghiêu Tân, cô đã bị dọa sợ bởi giá cả nên gọi thẳng tên anh. Đây căn bản là cửa hàng cướp giận, một cái quần jean thôi đã cần 200 bảng anh Đây là cướp tiền đó Chẳng lẽ ông chủ của siêu thị tổng hợp này Có thể cho phép xảy ra chuyện này sao Nhất định là đầu anh ta có bệnh mà Cô vội vàng nuốt lại lời tiếp theo mà cười khan với anh Nhậm quả quả đột nhiên nghĩ Siêu thị tổng hợp này là của đường thị Mà người trước mặt chính là CEO của đường thị À thật là xin lỗi Cô lặng lẽ cúi đầu xong Lần này nhất định cô sẽ bị đuổi rồi Cô khép chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết Bạch Nhiêu Tân lạnh lùng nhìn nhậm quả quả đang rút đầu xuống. Cũng cảm thấy mình là có bệnh. Nếu không làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nhậm quả quả đang đứng trước mặt anh mà không phải bảo cô về nhà mình đi. Cô chọn vài bộ quần áo cho cô ấy, rồi gói lại, kể cả là đồ lót. Chọn thứ tốt nhất cho tôi. Bách Nhiêu Tân nói với cô gái ở quầy kinh doanh. Nhậm quả quả hơi giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bách Nhiêu Tân. Anh không có bảo cô cút đi sao? Mặt của cô lập tức hiện lên một nụ cười làm đôi lúm má đồng tiền cực kỳ dễ thương càng sâu hơn. Bạch Nhiều Tân à, cảm ơn. Anh lạnh lùng chuyển mắt, cảm thốn nụ cười này quá mức chói mắt, khiến người ta không nhịn được mà muốn cười lại. Anh kiểm chế ước muốn, muốn nhích lên khóe môi, qua mặt tuấn tú căng cứng rồi giao tiểu bối bối trong lòng cho cô. Ôm tiểu bối bối cho tốt vào. Cô gái quầy trên danh đã cầm quần áo được chọn tốt. Đã chọn xong rồi ạ. À. Sáng vẻ của tiểu thư này thật là đáng yêu nên tôi chọn phong cách khá thoải mái ngài có muốn nhìn không ạ không cần đâu cứ gọi lại là được rồi bạch newton nói rồi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen trong ví nhậm qua qua trận mắt vội vàng mờ miệng tôi có thể tự mua được trong ba lô của cô có thẻ tín dụng mà các anh cho nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dùng cô lấy cái gì ra trả chứ bạch newton liếc cô một cái để kinh thường nếu cô có tiền thì đi làm bảo mẫu làm gì hơn nữa xem dáng vẻ nhìn giá để mất mặt của cô có thể nói rõ ba chữ, tôi rất nhiều. Tôi... Cô từ từ nuốt hai chữ có tiền lại dưới ánh mắt của anh. Cô phát hiện anh không phải là độc tài chuyên chế, mà là vô cùng độc tài chuyên chế. Có muốn đưa quần áo tới chỗ của ngài không ạ? Cô gái quẩy chuyên danh trả lại thẻ tín dùng cho anh rồi nhân tiện hỏi. Không cần. Bách Nhiều Tân cầm lấy bốn cái túi sách rồi sau đó nói với nhậm quả quả. Đi. Nhậm quả quả ngoan ngoãn đi bên cạnh, Nhìn bốn túi sách mới ở trên tay của Bách ngưu Tân thì đôi môi lặng lẽ cong lên. Bách ngưu Tân mua quần áo cho cô đó. Mà cô gái ở quầy chuyên xanh nhìn thấy hai người đi rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu đưa chuyện. Trời ạ, à, siêu lạnh lùng của bọn họ như vậy lại đưa một cô bé tới quầy điểm mua quần áo, lại còn tự mình cầm túi nữa. Còn có cô bé kia vừa chọn quần áo vừa nhìn xá, lại nhìn quần áo trên người cô, thấy thế nào cũng là một người nghèo nhưng lại ôm một đứa bé. Đây không phải rõ ràng là tình tiết chim sẻ biến thành phượng hoàng sao. Nhưng cô rất thông minh khi dùng đứa bé để trái chặt CL. Nhìn một nhà ba người hạnh phúc, cô ta có thể thấy được. Cô bé chơi đùa với đứa bé kia. Ánh mắt CL nhìn cô bé rất là nồng nàn, dường như là một miếng muốn ăn cô vào trong bụng vậy, làm cô đứng bên cạnh nhìn thấy đỏ bừng cả mặt. Cô gái quẩy trên danh che mặt nhớ lại cảnh tượng đó, vừa ước ao như được nhậm quả quả, lại vừa chán ghét. CL cứ như vậy mà chết rồi các cô cũng tan nát cõi lòng rồi nha. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tiền đồn về Bách Nhiêu Tân đã bay đầy trời. Nhậm quả quả hoàn toàn không biết, chỉ trong vòng một buổi tối, cô đã bị một đám phụ nữ yêu thương hâm mộ Bách Nhiêu Tân dán cho cái mắt hồ ly tinh. May là trong hiệu, siêu thị tổng hợp có quy định là cấm quay phim chụp ảnh nên mới không có ai lén nút chụp ảnh nhậm quả quả tung lên mạng. Về phần Bách Nhiêu Tân, anh đương nhiên càng không để ý, bởi vì có chuyện khiến anh quan tâm ngay hơn trước mắt này bước vào cửa nhà đã là 8 giờ. Bình thường vào lúc này, anh đã tắm rửa xong, chuẩn bị xử lý các việc mang về nhà. Kết quả là cho tới bây giờ chưa ăn tối. Không chỉ như thế, lịch làm việc hôm nay của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Bắt đầu từ sáng sớm thì mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Từ lúc bắt đầu tâm trạng của anh đã xấu không nói. Cuối cùng, chỉ còn lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn muốn bảo nhậm quả quả chuẩn bị bữa tối, nhưng nhìn cô đang ôm cháu gái mở to hai mắt đầy vô tội nhìn anh. Anh mới nhận ra, nên để cho cô ôm tiểu bối bối đi tắm rồi dỗ ngủ, anh chấp nhận số phận đi vào phòng bếp. Anh thật sự không hiểu, vì sao mình phải nấu này nọ cho bảo mẫu ăn, rõ ràng anh mới là ông chủ cơ mà. Lúc Bách Nhiêu Tân đang có hiểu với chính hành động của mình, nhậm qua quà đã ôm viên cầu nhỏ tắm sạch sẽ, bồi phấn rôm mặc tã, mặc áo ngủ rồi ôm cô bé trong đưa qua lại, vỗ nhẹ lưng rồi dỗ viên cầu nhỏ ngủ. Từ đầu tới cuối, viên cầu nhỏ rất ngoan, mở to đôi mắt tràn xe mà nhìn cô, cho đến khi cô đung đưa nhẹ nhàng qua lại mới ngắp một cái, rồi từ từ nhắm mắt. Nhậm quà quà vừa dỗ viên cầu nhỏ ngủ, vừa nhìn phòng của Bách Nhiêu Tân đầy tò mò. Phòng của anh rất là sạch sẽ, các thứ được sắp xếp ngăn nắp, chăn cũng gấp thành miếng hình đậu phụ quân vóc. Khi cô thấy sách được sắp xếp theo phần trên tường, thì không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào cả. Phòng của Bách Nhiêu Tân rất hợp với tính cách rắc rối của anh. Đều không hợp nhất chính là cái rừng trẻ con màu hồng nhạt ở bên cạnh cái giường màu xám đậm, khiến căn phòng màu xanh lam không được hài hòa cho lắm, tạo lên một cảm giác thực là buồn cười, khiến người ta muốn cong lên khóe môi. Nhậm quả quả có thể tưởng tượng khi Bách Nghiêu Tân đặt chiếc rừng trẻ con trong phòng là có bao nhiêu bối rối. Nhưng anh vẫn để viên cầu nhỏ ngồi trong phòng mình mà không để bé ngủ một mình ở phòng bên cạnh. Dù có bảo mẫu chăm sóc cho viên cầu nhỏ anh cũng chưa nói để cô chú ngủ chung với bé. Anh thật ra là rất bảo vệ viên cầu nhỏ này. Tuy chăm sóc viên cầu nhỏ hơi luống cuống tay chân, bé cũng không cảm kích mà chỉ luôn khóc với anh. Lúc đó mặt anh rất đen, nhưng cô có thể nhìn ra được anh rất thương bé. Bởi vì động tác ôm bé của anh rất là dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí như là sợ sẽ làm đau bé vậy. Tiểu bối bối à, còn có một người chú rất là tốt đó. Nhậm quả quả sờ mặt của tiểu bối bối, cô bé đã ngủ say cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng mở ra rồi chép chép một chút khuôn mặt đỏ bừng thật là đáng yêu nhậm quả quả cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của viên cầu nhỏ một cái mới cẩn thận đặt bé ở trên rừng trẻ con đắp kín chăn xác định bé không tỉnh lại cô mới đi ra khỏi phòng của bách nghiêu tân vừa ra khỏi phòng đã người thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp bụng cô kêu lên ỏng ọc ngay lập tức cô đã rất đói rồi bữa trưa đã sớm bị tiêu hóa hết cô chưa từng ăn tối muộn như vậy Cô vốt vốt cái bụng trống trơn, rất tự nhiên đi về phía phòng bếp. Bạch Nghèo Tân đã nấu xong mì hải sản. Anh bưng lên hai tô đặt trên bàn cơm. Nước mì trong suốt, sắc hành băm, thịt băm và một cái trứng. Rất đơn giản nhưng cũng rất là thơm. Tuy tay nghề nấu anh của anh rất tốt. Đã làm gì thì phải làm tốt nhất. Đây là nguyên tắc của anh. Dù là nấu thứ gì cũng vậy. Dù sao người ăn cũng là anh, anh sẽ không ngược đáy dạ dày của mình. Người có thể nếm được tay nghề nấu ăn của anh không nhiều. Ngoài nhờ nhà họ bách, thì chó có vị hôn thê trước đây của anh đã được nếm qua vài lần. Bởi vì anh rất không thích nấu cho người khác ăn, mà nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Anh đã quen chỉ làm một phần, nấu nhiều thì phải thu dọn nhiều rất là phiền phức. Nếu để người quen biết, anh nấu mì cho bảo mẫu ăn thì nhất định sẽ bị dọa sợ. Đây không phải là chuyện Bách Nghiêu Tân làm. Kể cả đường Hiếu Lam muốn ăn đồ con trai nấu, cũng phải phan xin cổ sở anh rất lâu. Thấy nhậm quả quà thì Bách Ngưu Tân thẳng nhiên nói. Tiểu bối bối đã ngủ rồi sao? Ừ, nhậm quả quà gật đầu, nhìn Bách Ngưu Tân bằng ánh mắt tò mò. Bách Ngưu Tân đã cởi áo khoác, âu phục và cà vạt ra, mở hai nút phía trên, có thể lờ mờ nhìn thấy bộ ngực cường trắng Tay áo được sắn lên tới khuỷu tay, đường con cơ bắp, hết sức đẹp. Cái kính ở trên mắt đã được cỡ xuống, không có kính che đi, khuôn mặt quê ngô của anh càng trở nên rực rỡ hơn. Anh không bị cận, Bây giờ nhậm quả quả mới phát hiện Còn bị cận mà đeo kính làm gì Như vậy anh không khó chịu sao Câu hỏi của cô thật là nhiều Tôi là chủ hay cô là chủ hả Bạch Nhiều tần kéo cái ghế ra Rồi ngồi xuống Bắn ánh mắt sắc bén về phía cô Cô hỏi thật là thuận miệng Anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cô nha Sao nhậm quả quả không nhận ra là anh không vui chứ Cô vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại Không dám mở miệng nữa Từ từ chuyển mắt qua tô mì đang toàn ngắt hương thơm Thoạt nhìn là rất ngon, cô nuốt nuốt nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng của cô rất lớn, Bạch Nhiều Tân nghe được thì lạnh lùng nhìn cô. Cô còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đói tại sao không ăn chứ? Nhậm quả quả chớp mắt. Tôi có thể ăn ư? Sở dĩ có thêm một tô mì là để cho cô sao? Không ăn thì thôi đi. Anh vân tay ra định rời cái tô phía đối diện về phía trước mặt mình. Tôi cho nói là không ăn mà. Cô vội vàng xông lên phía trước, bảo vệ cái tô của mình, rồi ngồi vào ghế cầm đũa lên ăn không quên nở ra một nụ cười với Bách Nghiêu Tân. Cảm ơn anh. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã không từ chủ mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của nhậm quà quà. Thấy cô cầm thìa múc lên một thìa nước uống trước, mì vẫn còn nóng, cô sợ nóng nên trù lên cái miệng nhỏ nhắn thổi vài cái. Đôi má phúng phính dao động theo động tác của cô, tự như một con sóc khiến Bách Nghiêu Tân chợt cảm thấy thật là đáng yêu. Cô há miệng thổi vài cái, thấy nước đã không còn nóng nữa thì vội vàng uống nước mì thơm nồng nàn chảy vào miệng thoáng một cái liền làm ấm cái dạ dày trống rỗng của cô cô trợn mắt đầy ngạc nhiên không thể tin được mà nói nước mì ngon quá đi cô thấy nước mì trong trong nhàn nhạt, nhạt tưởng rằng vị sẽ rất là nhạt không ngờ mùi vị khi ăn lại không giống tưởng tượng nước mì rất là ngọt lại không mất đi mùi vị ngon của hải sản có thêm mùi thơm của hành băm nhận quà quà cắp mì lên ăn vội vàng thổi nguội rồi cắp cắp bỏ vào miệng mì cũng rất là ngon. vừa nhai kỹ, cô vừa hiếp mắt nói, vài mặt tràn đầy sùng bái. bách nhiêu tân à, tay nghề nấu ăn của anh thật là tốt nha. khóe miệng của bách nhiêu tân nhẹ nhàng cong lên, anh ngay lập tức cứng khóe môi lại, trường nhậm quà quà một cách đầy ghét bỏ. lúc đừng ăn, đừng nói chuyện. cô gật đầu không dành để nói chuyện nữa, mì ngon đến mức khiến cô muốn nuốt toàn lưỡi của mình. thầy tướng ăn không hề thuộc nữ một chút nào cổ cô, anh thật không biết nên nói gì, nhìn dáng người của cô nho nhỏ còn nghĩ tới ăn lại ngon miệng như vậy, anh nhịn không được mà nhìn cô. gương mặt của cô phồng lên vì được ăn ngon mà ánh mắt cong cong, không hề che giấu sự vui vẻ trên mặt. thấy cô ăn khiến người ta có cảm giác thứ đó thật là ngon, tăng thêm cảm giác thèm ăn. anh cũng cắp thêm một miếng bỏ vào trong miệng, là mỗi vị mà anh đã quen, nhưng lại cảm thấy hôm nay hơi khác, dường như là mì hôm nay ngon hơn một chút. nhìn nhậm nà quà, quà ăn tới mức mũi đổ đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng bởi tương ăn của cô sao? Sống một mình nên anh đã quen với việc ăn một mình. Đã rất lâu không có người ăn cơm như thế này rồi. Cô rất tập trung ăn mì, dường như là vùi cả mặt vào tô. Bạch Nhiều Tân mới ăn một vài miếng, mà cô đã giải quyết được hơn một nửa rồi. Phụ nữ có thể ăn uống thoải mái như thế trước mặt anh. Ngoài chị cả, nhà anh ra cũng chỉ có cô bảo mẫu này thôi. Bạch Nhiều Tân không nén được cảm giác mới lạ. Có phải là cô bảo mẫu này dùng mái anh không? sao trước mặt anh lại không để ý tới hình tượng như vậy chứ? Những người phụ nữ mến mộ từng ăn cơm với anh, ai cũng có dạ dày chim nhỏ, giống như là ăn là đòi mạng của các cô ấy không bằng, khiến anh cảm thấy không hề ngon miệng một chút nào. Hơn nữa đồ ăn không phải là do anh nấu cũng không ngon, khiến anh càng thêm không có một chút hứng thú. Cũng là người mến mộ anh, nhưng thái độ của nhậm quà quà hoàn toàn khác với những người phụ nữ kia. Ở trước mặt anh, cô không già vờ cũng không làm cao, chỉ là ngơ ngác thẫn thờ, thậm chí cũng không biết nói yêu đương với anh, bởi vì anh là người cô sùng bái. Nếu không phải về mặt lúc cô nói ra những lời này nghiêm túc, thì cô anh cho rằng cô đang mỉa mai anh, sủ bái cái đầu quỷ ấy. Bạch Ngưu Tần Anh còn chưa có chết, không cần cô phải sùng bái. Nghĩ tới hai chữ này, anh lập tức giận tái cả mặt, tâm trạng vừa mới tốt dâng lên tìm mất đi ngay. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của nhậm quả quả, anh thấy vô cùng là chán mắt. Nhậm quả quả, Bạch Nghiêu Tân lạnh giọng cất lời. Chỉ một bữa này thôi, bắt đầu từ ngày mai, đổi lại cô nấu. Đừng mong anh sẽ làm cho cô một lần nữa. Bạch Nhiều Tân anh chỉ có lòng tốt vào giây phút này thôi. Nhậm qua qua ngừng đầu lên, khẽ nhếch cái môi để dầu mỡ. Tôi nấu ư. Bạch Nhiều Tân nhíu mày nhìn cô. Không phải sáng sớm nay tôi đã nói trừ bữa trưa, bữa sáng bữa tối để do cô chuẩn bị à? Đừng nói với anh là cô quên lời của mình nhá. Nhậm qua qua thừa nhớ lại. Nhưng cô nhìn mì hải sản ngon miệng. Nhưng tay nghề của anh tốt như vậy, tại sao lại muốn cô nấu chứ? Nhìn ra được ý nghĩ của cô, Bạch Nghiêu Tần nhắm mắt lạnh một cách âm lạnh. Cô có từng thấy một ông chồ nào nấu đồ ăn cho bảo mẫu hay chưa? Đừng tưởng rằng anh tốt với cô một lần là có thể đưa vai thoải tiên. Hình như là không có nha, nhậm qua qua lắc đầu. Bạch Nghiêu Tần hừ lạnh. Bữa ăn này chính là ngoại lệ, sẽ không có một lần nữa đâu. Vừa dứt lời anh dọn tô của mình rồi đứng lên. Ăn xong thì rửa tô ra sạch sẽ, rồi đặt lên kệ chén ở bên cạnh. Nhớ là phải đặt theo thứ tự. Phòng bếp của Bách Nghiêu Tân được sắp xếp rất là rõ ràng. Ở bên phải bồn rửa chén, có một cái giá để chén. Đĩa ở bên phải, chén ở bên trái, đũa và thìa để ở phía sau. Các loại nồi đều được xếp ở trên tù. Trong khi các thứ được chia ra, đặt ở chỗ cố định nhưng cũng được sắp xếp rất là ngăn nắp. Nhậm qua qua nhìn phòng bếp không dính một hạt bụi mà im lặng gật đầu. Bữa sáng của tôi vào lúc 7 giờ, tôi kết nhất là đến muộn. Hôm nay anh đã đến muộn đủ rồi. Nhớ là phải chuẩn bị xong, vào đúng lúc 7 giờ. Anh phân phó xong, hoàn toàn không nhìn về mặt bối rối của nhậm quả quả, thản nhiên ra khỏi phòng bếp. Nhậm quả quả sững sờ nhìn bóng lưng rời đi của Bách Nghiêu Tân, lại nhìn tô mì cô đã ăn được một nửa, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngon của mì. Cô vẫn chưa no, nhưng đã cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi. Làm sao bây giờ? từ trước tới giờ cô chưa từng nấu gì cả. Nhậm qua qua xoay xoay trồng tử đen nhánh, lén lén mở cửa phòng của Bách Nhiêu Tân. Trong phòng rất là tối, xem cửa màu xanh đậm vừa dày vừa nặng, cản đi ánh sáng mặt trời, chỉ có để vài hạt nắng lén lòi qua, chiếu vào căn phòng tối tăm tạo nên phần sáng mờ mịt. Nhậm qua qua đào mắt, qua bóng dáng đang nằm trên cái giường, có kích thước 2 x 2,6 m xác định không dám đánh thức người nằm ở trên đó, mới thở ra, nhưng vẫn cố giữ cho hơi thở thật là nhẹ nhàng. Cô kiễng chân, cẩn thận nhất ở trên sàn nhà lạnh bút. Mục tiêu chính là cái giường trẻ con màu hồng phấn ở bên phải giường lớn. Cô muốn nhìn xem viên cầu nhỏ có thức hay không. Cả đêm không nghe thấy tiếng khóc của cô bé, khiến cô cảm thấy rất là không yên tâm. Bình thường nửa đêm, tiểu bối bối không khóc đêm sau. Sao nửa đêm mà cô không thấy cô bé có một động tĩnh nào? Cũng không phải là cả đêm cô không ngủ, mà chú ý động tĩnh từ căn phòng bên cạnh. Tuy đúng là cả đêm cô chưa từng chập mắt, nhưng là vì lên mạng tìm thực đơn cho bữa sáng, rồi sau đó chạy tới phòng bếp lục đồ trong tổ lạnh, xem có nguyên liệu thích hợp ở trên thực đơn hay không. Cô chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng ở trong phòng bếp. Sau khi trải qua cùng một đại chiến thì cuối cùng cũng chuẩn bị tốt bữa sáng. Nhậm qua qua có cảm giác rất là thành công mà nhìn bữa sáng. Phát hiện mình cũng có thiên phú để mà nấu ăn xem ra bữa tối là không thành vấn đề nữa rồi. Cô phi thường hài lòng đối với tay nghề của mình, rồi sau đó nhìn đồng hồ một chút. Mới có 6 giờ, không biết tiểu bối bối đã dậy chưa? Nếu dậy rồi khóc, đánh thức Bách Nhiêu Tân thì phải làm sao bây giờ? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nhậm quả quả quyết định mò vào phòng của Bách Nhiêu Tân. Lúc bước qua giường anh, cô cúi thấp người, rồi sau đó ké vào giường trẻ con. Viên còn nhỏ đã dậy từ lâu nhưng không khóc, đang chơi với chân của mình khi thấy nhậm quả quả dừng đôi mắt to làm sáng lên lật người ngay lập tức rồi với tay ra với cô a a a viên cầu nhỏ lên tiếng đòi bế im lặng đi cô dùng ngón trỏ chặn môi muốn cô bé đừng lên tiếng nhưng viên cầu nhỏ làm sao hiểu ý được chứ? cô bé nằm sắp xuống nâng cao đầu đá đá chân một cách vui vẻ tiếng cô bé lại càng lớn hơn hai tay nâng lên đòi bế tiểu bồi bối ngoan đừng lên tiếng đánh thức chú con không kịp nữa rồi một giọng nói bay tới từ cái giường lớn ở phía sau. Sông lưng của nhậm qua qua cứng đờ, dừng lại vài giây rồi từ từ quay đầu lại. Bách nhiều tần đã ngồi dậy, bắt chéo chân lạnh lùng mà nhìn nhậm quả quà. Từ lúc cô mỏ mẫm, mở cửa phòng thì anh đã tỉnh. Từ trước tới nay anh luôn thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức tới anh. Khi thấy nhậm quả quả thò đầu vào phòng, anh nhịn không được mày nhíu mày. Anh không cho rằng cô có can đảm leo lên giường của mình nhưng mà cô dám tự tiện vào phòng của anh đây đã phạm vào tối kỵ của anh anh nhau mắt nhìn xem cô muốn giờ trò quỳ gì rồi sau đó thấy cô kiễng chân hai tay khép chặt tự như là một kẻ trộm đi một bước thì liếc rừng một cái dùng động tác hài gấc này mà bò tới bên cái giường trẻ con mà tiểu bồi bối vốn đang ngủ ngon vừa nhìn thấy nhậm cò quà liền hưng phấn anh thật là muốn biết tiểu nhà đầu này họ nhâm hay là họ bách sau nó vừa nhìn thấy anh thì liền khóc lên cho anh xem chứ anh không thừa nhận rằng chính mình đang ghen tị, cho nên không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, chờ xem nhậm quả quả sẽ đối mặt với mình ra sao. Nhậm quả quả cứng mắt, cố gắng nở ra một nụ cười thật là nhạt nhẽo. Xin chào, sớm. Xong rồi, sắc mặt của Bách Nghiêu Tân rất là xấu. Sợ anh sẽ hiểu lầm, cô vội vàng nói. Anh đừng lo, tôi tôi không muốn nhào vào anh đâu, tôi chỉ muốn nhìn xem tiểu bối bối đã dậy chưa thôi. Sợ anh không tin, cô còn cẩn thận tơ tay phải lên thề. Thật đó, tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ sẽ bỏ lên giường của anh mà. Muốn bỏ thì bỏ vào ban đêm, làm gì có ai bỏ vào sáng sớm chứ. Nhậm quả quà nói thầm nhỏ ở trong miệng mình, mà tai của Bách Nghiêu Tân cực kỳ thính nên nghe rất rõ. Cho nên bây giờ cô đang nói với tôi, là đêm nay cô sẽ bỏ lên giường của tôi à? Nói nhỏ như vậy mà anh cũng có thể nghe thấy sao? Nhậm qua qua cứng đờ cao mặt, vội vã lắc đầu rồi mở to mắt. Cô hết sức bày ra bộ dáng vô tội. Không có, làm sao tôi dám sau đó quan sát sắc mặt u ám của bách nhiêu tân bằng một cái nhìn sợ hãi cô nói tiếp nếu không để tôi thề lần nữa khỏi đi bách nhiêu tân không tin được chuyện thề tốt sau này khi không có chuyện gì không được sự cho phép của tôi thì không được bước vào phòng tôi dạ vâng ạ à. nhậm quả quả ngoan ngoãn cúi đầu ra ngoài đi cô bước về phía cửa phòng nhưng viên cầu nhỏ thấy nhậm quả quả không để ý tới mình mà đi há miệng kêu vài tiếng sau đó đối mắt với Bách nhiều Tân thì oa lên một tiếng trực tiếp bật khóc. Thật sự là quá đùa rồi. bạch nhiều Tân hít sâu một hơi rồi cắn răng nói. Tiện thể, ôm cả tiểu bối bôi ra đi. À, vâng ạ. À. Nhậm qua qua vội vàng ôm viên cầu nhỏ đang khóc oa oa ra khỏi phòng anh. Anh xa xa Việt Thái Dương cảm thấy rất là đau đầu. Cháu gái đã khiến sinh hoạt của anh rối lặn. Lại còn thêm một bảo mẫu không biết điều. Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi. Anh đã bắt đầu nhớ cuộc sống yên bình của mình rồi. Nhưng thần kỳ là anh vẫn giữ cô bảo mẫu ngu ngốc này lại bên cạnh mà không đuổi đi. Anh không hiểu vì sao, dường như khi thấy đôi mắt bồ câu của cô, nhìn nụ cười của cô anh sẽ mềm lòng, sau đó lại sẽ cho cô một cơ hội nữa. Sau đó, người bị hành hạ chính là anh. Bạch Nhiều Tân bắt bác sĩ xuống giường rờ mặt chai đầu đơn giản, thay một bộ quần áo thoải mái màu kem. Hôm nay là chủ nhật không phải đi làm nhưng từ trước giờ không thể ngủ dậy trễ. Sinh hoạt của anh rất là có quy luật. Ra khỏi phòng anh đi về phía phòng bếp. Tiểu bồi bối ở trên ghế trẻ con, vừa kêu y y a a, vừa ăn táo say mà nhậm quà quà làm cho. Bạch Nhiều Tân đã thấy bữa sáng ở trên bàn. Bát cháu ngô vẫn còn đang bốc khói. Một cái trứng nát bét, xà lát lớn nhỏ không đều, dưới một chút nước sốt kiểu pháp đen đen. Bên cạnh còn có vài loại mứt hoa quả và nước cam. Bữa sáng rất là đơn giản, nhưng Bách Nhiêu Tân trừng cái bàn bếp vô cùng lộn xộn, không chỉ có trứng xíng vào mà còn có vỏ trứng, rau xà rách cà rốt, sách vụn, lại còn có vụn vụn gì đó béo ngấy. Cô thậm chí còn không vứt lọ vào trong thùng rác mà để ở trên bàn. Càng không phải nhắc tới là cái chào các hình hoa văn màu đỏ từ Italia, đáy chào đẹp đẽ, dường như đã khoác lên một tấm áo màu đen, mà bức tường trắng sạch sẽ cũng bị dầu mỡ bán ra tung té. Sắc mặt của Bách Nhiêu Tân đen đi từng chút một nhậm quà quà run như cải giấy. Nhìn sắc mặt của Bách Ngưu Tân rồi lại nhìn theo tầm mắt của anh. Quét qua căn bếp bị cô biến thành rối lặn, cô liếm liếm môi rồi nói cẩn thận. À, tôi tại thu dọn lại sạch sẽ. Sợ anh không tin, cô lại giơ tay phải lên mà cất lời thề gian sắc. Thật mà, tôi thề đó. Bách Ngưu Tân thở sâu, không thể nhịn được nữa mà rống lên với nhậm quả quà. Nhậm quả quà, cô cố đi cho tôi. Cút ư? Là cút đi đâu chứ? đương nhiên là lăn ra khỏi phòng bếp của anh rồi nhưng cô lại cho rằng anh muốn cô cút ra khỏi nhà mình sợ đến mức không dám hé răng mà viên cầu nhỏ cũng bị tiếng quát của anh dọa sợ, vì mắt đỏ lên mà ba ba khóc sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ càng khiến anh tức giận hơn nữa cô ôm chặt cô bé chạy ra khỏi phòng bếp ngay lập tức bạch nhiều tân có cảm giác mình chính là một kẻ ác đầu của anh trở nên càng đau hơn rồi chờ bạch nhiều tân thu dọn phòng bếp xong đi ra phòng khách thì không thấy nửa cái bóng. Suy nghĩ một chút, anh đi tới phòng dành cho khách mà cô ở. Cửa phòng khách mở, nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy cô đang ngủ trên giường. Cháu gái hai tay hai chân đang ngồi bên cạnh, cái mũi nhỏ hết lên ngủ rất là xe xưa. Bạch Nhiều Tân dùng đầu ngón tay kẽ kẽ vuốt mặt cháu gái. Viên cầu nhỏ chết chết miệng cọ cọ vào ngón tay anh, mở miệng mà ngủ thật say, Đang yêu tới mức khiến khóe miệng của anh cong lên. Rồi sau đó anh nhìn về phía nhậm quả quả, thì liền thất thần. Mũi của cô đỏ đỏ, khỏe mắt vẫn còn vương một chút nước, thật rõ ràng là đã khóc. Về nguyên nhân vì sao khóc, anh không cần nghĩ thì cũng biết. Thật là, chỉ hung dữ một chút thôi mà. Phòng bếp của anh bị cô biến thành như vậy, anh còn chưa khổ đây. Mà anh là người dọn dẹp, anh không biết bây giờ ai mới là chủ nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trong lòng anh dấy lên một chút ái náy. Bắt đầu hối hận kỳ này đã giống lên với cô, thật sự là gặp quỷ rồi mà. Cả cuộc đời này anh chưa từng cảm thấy ái náy với ai, nhưng không ngờ người khiến anh thấy nấy đầu tiên lại chính là một bảo mẫu. Nhưng anh có làm gì cô đâu cơ chứ, rõ ràng là cô làm dơ phòng bếp của anh mà. Tôi đáng sợ đến thế sao? Bách ngầu tần lầm bẩm nhìn không được mà vươn ngón tay sờ trên khóe mắt ửng đỏ của nhậm quà quà. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của cô. Nhậm quà quà ngủ không say, mỗi lần bị đụng chạm liền thức dậy. Cô chớp chớp mắt, lòng mì lướt qua gón tay của anh, khiến trái tim anh có cảm giác như bị cảnh nhẹ một cái. Ngờ ngứa tự như có một cái lông chim vất qua, khiến nhịp tim của Bách Nghiêu Tân hơi tăng tốc. Nhậm quả quả mở mắt ra, liền thấy Bách Nhiêu Tân thì sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng thấy viên cầu nhỏ đang ngủ bên cạnh, cô vội vàng thả nhẹ động tác, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Bách Nghiêu Tân à, anh vẫn đang còn tức giận sao? Cô yêu ớt mà cất tiếng hỏi cô nói xem. Vẻ mặt của anh không biểu cảm, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô liền vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười. Vẻ mặt như thế này là sao chứ? Y như là bị anh bắt nạt vậy. Anh chỉ giống lên một câu với cô thôi mà. À. Nhậm quả quả lặng lẽ cúi đầu tôi rồi rĩ nói. Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đi. Đi đâu? Cô không đầu không đuôi nói khiến anh chẳng hiểu là sao cả. Cô liếc mắt một cái để tội nghiệp đáng thương, không tự giác được mà dùng ngữ khí lên án không phải anh bảo là tôi cút đi hay sao lại còn giống lên với cô đời này chưa có ai giống lên với cô như vậy cảm giác bị giống thật là tuổi thân rồi sau đó viên cầu nhỏ khóc cô vừa bế vừa dẫu cô bé vừa rơi nước mắt cộng thêm hai ngày không ngủ đủ cuối cùng viên cầu nhỏ ngủ xong cô cũng ngủ tiếp đi ở bên cạnh rốt cuộc bách nhiều tần đã hiểu hóa ra cô cho rằng anh bảo cô biến đi tức là cút ra khỏi nhà anh đúng rồi sao anh không bảo cô cút ra khỏi nhà mình nhỉ Thấy biển mắt, nhậm qua qua đỏ ửng anh cất tiếng thở dài. Tôi lại bảo cô cố ra khỏi phòng bếp. Tôi được rồi, anh lại mềm lòng, lại cho cô thêm một cơ hội nữa. Nhậm qua qua nhanh chóng ngừng đầu. Cho nên không phải là anh muốn đuổi tôi đi sao? Tôi muốn đuổi cô đi, mà còn để cho cô có thể ở trong đây sao? Bách Nhiều Tân dùng ánh mắt như là nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này. Vẻ mặt vốn không gợi sóng của nhậm quà quà, liền phấn chấn lên, Cô trợn tròn mắt vừa mừng vừa sợ. Bạch Nhiêu Tân không định từ chối cô. Cô vẫn có thể ở lại. Bạch Nhiêu Tân à, cảm ơn anh. hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng ôm chầm lấy Bạch Nhiêu Tân, vui vẻ hôn một cái lên mặt của anh. Lúc đó cô quá vui. Như vậy sẽ đối xử với người thân như thế. Không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo thói quen. chờ đến khi cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Nhiêu cần cảm thấy ngây ngần càng người thân hình nho nhỏ mềm mại dán sát lại đôi môi cũng mềm mại cũng ngồi thấy mùi sữa thơm ngắt ngọt ngào cảm xúc vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt chút nữa thì muốn giơ tay mà ôm lấy nhậm quả quả thật là chỉ suýt chút nữa tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài đã ngăn chặn lại làm có hai người cùng ngay ra mà tỉnh lại nhậm quả quả vội vàng buông anh ra khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng đồng tử xoay tròn không dám nhìn vào bách như tân mà anh cũng không nói gì cả anh ra khỏi phòng ngay lập tức, tới phòng khách mà nghe điện thoại. Bạch Ngưu Tần vừa rời đi thì nhậm qua qua lập tức vừa mặt vào hai tay, không ngừng la hét thói tai ở trong phòng. Trời ạ, à, cô đang làm cái gì vậy chứ? Vì sao lại hôn Bạch Ngưu Tần chứ? Có phải à, anh cho rằng cô sẽ ăn đậu hũ của anh hay không? Cô không phải có ý này đâu, cô chỉ là quá vui mừng, nhất thời cầm lòng không động nên. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Lần này Bạch Ngưu Tần có cho cô cơ hội nữa hay không? có đuổi cô đi thật không đây? Đang lúc nhậm quà quà phiền muốn chết, lại nghe thấy tiếng của Bách Liêu Tân truyền tới từ trong phòng khách. Ông nội à, con sẽ cố gắng. Dạ không, con tốt lắm. Đợi một chút à, ông nội à, ông hãy nghe con nói đã. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa đầy nghi ngờ. Có chuyện gì rồi sao? Làm sao Bách Liêu Tân lại kích động như vậy chứ? Cô tò mò rời khỏi phòng. Chờ lúc cô ra tới phòng khách thì anh đã đặt điện thoại xuống. Thật ra anh muốn rút dây điện thoại ra nhưng thấy nhậm quả quả đi tới. Bởi vì bảo vệ hình tượng bình tĩnh trong ổn của mình, nên em ép mình từ từ đặt điện thoại xuống. Cô đối mặt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi thì đỏ mặt lên, cô vội vàng thất lời giải thích. Vừa rồi tôi không có ý hôn anh, tôi không có ý ăn đậu hũ của anh đâu, thật đó, tôi thề. Cô lại giơ tay phải lên mà thời một lần nữa. Không cần phải thề. Bách Nhiều Tân nhìn cô chằm chằm rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy có lỗi với tôi có đúng không? Đương nhiên rồi, tôi không cố ý thật đâu, tôi... Nhậm quà quà gật đầu thật mạnh. Mau ngừng lại đi. Anh giơ tay ngăn cô lại. Cô không cần phải giải thích nữa. Nếu như cảm thấy có lỗi, vậy thì hãy dùng chính hành động của mình đi. Bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội để chuộc lỗi. Nhậm quà quà nghe xong thì lập tức sững sờ hỏi. Cơ hội gì chứ? Để ra mắt với tôi. Google giải thích. Nam nữ tới tuổi kết hôn mà không tìm được đối tượng thích hợp bởi vì muốn mau chóng tìm đối tượng nên tìm một phương thức quan hệ hữu nghị khác. Còn nói dân dã một chút thì, đàn ông không lấy được vợ hoặc là phụ nữ không kiếm được chồng vì muốn đề mạnh tiêu thụ nên dùng cách cuối cùng này. Chuyện này nằm ngoài khả năng nhận thức của nhập quả quả. Mà Bách nhiêu Tân năm nay 26 tuổi, cao to đẹp trai lại giàu có, là CEO của tập đoàn trường thị. Phụ nữ lén xếp anh, đứng ở thứ nhất trong bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân vàng, anh là đối tượng mến mộ của bao nhiêu thục nữ xanh viện. Anh tuyệt đối sẽ không thể ở trong hàng ngũ phải đi xem mắt, nhưng anh lại muốn đi xem mắt sao? Nhậm qua quà dường như không dám tin mà nhìn Bách Nhiêu Tân, nghi ngờ có phải hay không mình đã nghe lầm rồi. Bách Nhiêu Tân muốn đi xem mắt, những người đàn ông khác phải làm sao bây giờ? Với lại, người phụ nữ nào lại muốn kết thân với anh? Cô ấy có hoàn mỹ xứng đôi không? Thôi để rồi, là có xứng với Bách Nhiêu Tân có một chút khuyết điểm nhỏ hay không? Nhậm quà quà phát hiện ra mình để ý Hơn nữa là còn phi thường để ý Cho nên khi anh vừa đưa ra yêu cầu Muốn cô đi theo mình để xe mắt Chuộc lỗi lại lợi lầm Đã ăn đậu hũ của anh Thì cô không hề có ý định từ chối Về phần Bách Nhiêu Tân Chuộc lỗi đương nhiên chỉ là lý do Anh muốn nhậm quà quà, làm lá chắn kẻ thần cái quái gì chứ Bách Nhiêu Tân anh cần phải làm chuyện này hay sao Nhưng anh không thể từ chối ông ngoại được Từ sau khi anh ngang ngực hủy hôn ông ngoại liền đặc biệt quan tâm tới thế giới tình cảm của anh người bên cạnh cũng hoàn toàn không dám nhắc tới chuyện hội vị hôn thê trước sợ động chạm tới vết thương lòng của anh anh cũng mặc kệ cho bọn họ suy nghĩ lung tung nhưng ai ngờ ông ngoại lại sắp xếp cho anh kết thân nói cái gì cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến đừng quá cố chấp thấy anh như vậy ông ngoại rất là lo lắng ông đừng chỉ thiếu chưa nói sợ cháu ngoại bởi vì luần quần trong lòng mà làm chuyện ngu ngốc hại mình vào một ngày nào đó mà thôi Bạch Nhiều Tần nghe thấy vậy thì cũng không nói nổi. Anh cũng chỉ một năm không có bọn gái, một năm không gần gũi nữ sắc mà thôi. Về phần nhu cầu sinh lý thì anh thỉnh thoảng cũng có, nhưng anh có tính ưa sạch sẽ về loại chuyện này. Anh sợ tình một đêm gì đó sẽ khiến cho mình mắc bệnh. Tìm một người bạn đời ổn định thì cảm thấy phiền phức. Dù sao cũng có một số ít phụ nữ, biểu hiện ngoài mặt là không cần tình cảm, nhưng anh nghĩ tới liền cảm thấy phiền chán. Nếu nhịn không được thật, anh thường tắm nước lạnh. Nếu không nữa thì dùng tay giải quyết. Dù sao thì loại dục vọng này, chịu đựng là tốt rồi. Nhưng anh có thể chịu đựng, ông đường lại không thể. Ông âm thầm giúp anh sắp xếp kết thân, còn không cho anh cơ hội để mà từ chối. Chính là muốn ép anh phải đi. Từ trước đến nay anh luôn không ngỗ ngực với ông ngoại yêu thương mình. Cho dù nên là có, không muốn anh cũng phải nhận lời. Nhưng nhận lời là một chuyện, muốn anh ngoan ngoãn kết thân lại là một chuyện khác. Cho nên đó là lý do, khi anh nhận thấy nhậm quả quà liền lập tức quyết định muốn cô đi theo mình xem mắt. Anh cũng không tin mạng bạn gái tới cuộc hẹn, thì chuyện xem mắt này có thể thành công. Bởi vậy, nhậm quả quà mặc quần áo trẻ con, hình thò cho tiểu bối vối Đi bên cạnh Bách Nhiêu Tân đến nhà hàng mà ông Đường đã sắp xếp. Ông Đường đã bao toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nhiêu Tân và đối tượng xem mắt là khách. Nhậm qua qua mặc một bộ âu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xoăn rối tung cài một cái băng đô quý giá, khuôn mặt ngọt ngào trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật lên đôi mắt to sáng trong, mơ hồ toát ra nét đẹp thuộc về cô bé chưa trưởng thành. Thật ra, vốn nhậm quà quà chỉ định mặc áo len và quần jean là được rồi, nhưng thấy Bách Nghiêu Tân vừa nhìn thấy nhíu mày. Anh không thể để cô mặc như thế này mà đi theo mình xem mắt, như vậy sẽ làm người mất mặt chắc chắn là anh. Bởi vậy, Bách Nghiêu Tân trực tiếp dẫn cô tới cửa hàng quần áo, bảo nhân viên chuyên nghiệp trang điểm giúp cho cô khi thấy cô trang điểm xong, Bạch Nhiều Tần cũng ngây ngần cả người. Không ngờ tiểu nhà đầu ngây ngô thế này có thể trở thành một cô gái quyến rũ như vậy. Nhậm quả quả dùng đôi mắt to tròn sáng người nhìn anh, hai tay kéo váy một cách mất tự nhiên rồi nở ra một nụ cười gượng gạo hỏi anh. Anh thấy có đẹp không? Anh hỏi nhẹ một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, rồi ra bộ dạng lạnh nhạt. Miễn cưỡng là có thể. Nghe Bạch nhiều tần nói như vậy, khuôn mặt nhăn nhắn của nhậm quả quà tràn đầy thất vọng. Bộ dáng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhịn không được nói thêm một câu. Đẹp hơn lúc cô bình thường, giống con gái hơn, chứ không phải là một cô nhóc. Nhậm quả quà chua miệng nói đầy bất mãn. Tôi chỉ nhỏ hơn anh có 5 tuổi thôi, cô nhóc cái gì chứ? Tôi là cô nhóc, vậy chẳng phải anh là ông chú ư? Cô to gan cá lại, còn rất là cố ý mà kéo dài giọng. Ông chú! Nhậm quả quả! Bách Nghiêu Tân cắn răng trừng cô, Sao cô dám gọi anh là ông chú? Anh giả đến như vậy sao? Nhậm qua qua hư mũi với anh. Anh cảm thấy là gan của cô càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ anh hết lần này tới lần khác cho cô cơ hội ở lại nên đã nuôi gan cô lớn hơn trời sao? Hai người tức giận trừng lớn mắt với nhau rồi sau đó cùng hừ một tiếng cùng quay mặt đi. Nhưng chỉ một lát sau lại là bách miêu tân bình tĩnh lại. Không thể tin mình lại làm ra cái hành động trẻ con như thế này họ nữa lại còn kiên quyết không thừa nhận mình là người ngây thơ cùng lúc bước vào nhà hàng thì khuôn mặt của bọn họ cứng lại không ai nhìn ai thấy bách Nhiêu tân quản lý nhà hàng lập tức bước lên tiếp đón xin chào bách tiên sinh thật là vinh hạnh khi được phục vụ ngài. nhưng lúc nhìn thấy nhậm quả quả bên cạnh anh thì nụ cười trên mặt của quản lý lập tức cứng lại nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn đường thị quản lý phụ trách trong năm nhà hàng đã sớm nhận được lời dặn dò của ông đường Biết hôm nay Bách nhiều Tân đến kết thân. Về phần đối tượng kết thân của anh, ông Đường cũng đã nói với anh ta. Anh ta cũng đã xem qua tấm hình, mà người trong hình tuyệt đối không phải là nhập quả quả. Hơn nữa cô còn ôm một đứa trẻ trên tay. Cái này không phải là CEO không chỉ mang theo bạn gái, mà còn mang theo cả con theo chứ. Đây là tình huống gì? Hơn nữa CEO có con từ lúc nào, làm sao anh ta không nghe ai nói chứ? Trong lòng của quản lý nhà hàng vô cùng bối rối. Ông chủ tịch tập đoàn còn muốn anh ta báo cáo quá trình kết thân của CL. Làm sao anh ta có thể nói với ông rằng CL mang con tới đi kết thân được chứ? Nhưng cho dù trong lòng còn bối rối hơn nữa, quản lý nhà hàng vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, cùng kính dẫn bắt Nghiêu Tân tới vị trí. Nhậm quà quà rất tự nhiên, ngồi vào vị trí bên cạnh bách Nghiêu Tân. Phục vụ nhà hàng mang tới ghế ngồi cho trẻ con một cách nhanh chóng mà đặt bên cạnh cô. Bạch Tiên từ thư hoa dâm còn chưa tới Viện ngài đợi một chút Quản lý nhà hàng không người nói Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nghiêu Tân không một chút thay đổi Không phải ông ngoại sắp xếp vào lúc 6 giờ sao Anh tới lúc 6 giờ đúng Đối phương vậy mà lại đến muộn Vốn là không muốn kết thân Ấn tượng của Bách Nghiêu Tân về đối tượng Mà ông ngoại sắp xếp lại càng công tốt Quản lý nhà hàng cũng từng nghe Nguyên tắc kết người tới trễ này của CEO Hơn nữa sắc mặt của CEO Càng lúc càng trầm xuống Chứng tỏ tâm trạng công tốt bây giờ đối tượng kết thân lại tới muộn. Quản lý nhà hàng thầm kêu khổ, nụ cười cứng lại trên mặt thay nhà gái giải thích. Dạ chắc là kẻ xe, tiểu thư hoa sâm chắc chắn sẽ đến ngay thôi ạ. À. Bách Nhiều Tân không trả lời, đôi mắt sau cặp kính nhìn quản lý bằng ánh mắt thản nhiên, khiến anh ta sợ tới mức trái tim nhỏ bé vọt lên đến tận cổ họng. Tôi chỉ chờ đúng 5 phút, 5 phút sau mà người không tới thì tôi lên đi. Đến lúc đó, đừng quên xin phép chủ tịch rằng tôi đã chờ đối phương mà đến quá muộn bạch nghiêu tân biết ông ngoại nhất định đã dặn quản lý nhà hàng báo cáo lại quá trình đầu của quản lý nhà hàng to ra đổ đầy mồ hôi hột hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của bạch nghiêu tân cuối đầu vâng vâng dạ dạ để mà đáp lời sau đó anh ta nửa như hữu ý nửa như vô tình mà lớp nhìn về nhậu quả quả rồi lại nhìn CL. ý là chỉ cần có thể nói chuyện ngài mang theo bạn gái tới với chủ tịch hay không bạch nghiêu tân cầm lấy nước uống một ngụm không thèm để ý tới sự trưng cầu ý kiến không một tiếng động của quản lý nhà hàng. Hừm, chuyện nhỏ này mà không tự giải quyết được thì làm sao có thể làm quản lý nhà hàng được chứ? Không được CEO chỉ thị, trong lòng quản lý nhà hàng lại càng thấy khổ hơn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể giấu giếm chủ tịch bên kia, nhưng cũng không thể đắc tội được CEO. Anh ta chỉ là một quản lý nhà hàng nho nhỏ, làm sao lại gặp phải chuyện khó xử như thế này được? Nhậm quà quà hoàn toàn không phát hiện ra mặt của quản lý nhà hàng đang đầy đau khổ. Nhìn tiểu bối bối đang chơi cái thỉa nhỏ. Tuy lúc trước, đi đã cho viên cầu nhỏ ăn, nhưng cô sợ con bé đối bụng nên ngẩng đầu nhìn quản lý nhà hàng nói. Quản lý à, có thể viên anh chuẩn bị một chút hoa quả say cho trẻ con có được hay không? Được được, tôi sẽ lập tức sẵn dò nhà bếp chuẩn bị, xin cô chờ một chút. Quản lý nhà hàng nhanh chóng trả lời, rồi sau đó nhanh cơ hội mà chạy mất xếp. Anh ta cần phải suy nghĩ cẩn thận là nên xem báo cáo với chủ tịch như thế nào. Tiểu bối với à, đợi một chút sẽ có đồ ăn nha. Nhậm qua qua dùng ngón tay mà khẽ gãi mũi ở trên viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ bắt lấy ngón tay của cô ê ê a à, a. À. Thấy cháu gái nhiệt tình chơi với cô như vậy, bác nhiều tần hưởng một tiếng trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Anh vẫn còn ghi hận chuyện cô vừa kêu khích gọi anh là ông chú. Mà tính của cô cũng thật là nóng này dám cho anh xem sắc mặt mà không lập tức xin lỗi khi thấy anh mặt lạnh xuống nước trước. Điều này khiến anh càng mất hứng hơn. Anh cảm thấy quyền uy của mình đang bị thách thức. Một bà mẫu nhỏ nhỏ mà dám kêu khích anh sao? Cho anh nhìn mặt lạnh lùng, lại bày ra vẻ mặt tê tán với tiểu bối bối. Anh đưa mắt trừng cô. <laughs> là gan thật đúng là lớn mà. Khi trở về, anh nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt để cô biết rõ ai mới là ông chủ. Anh bực bội nhớ lại, đôi mắt âm u lạnh lùng sau đôi kính khẽ nheo lại. Quản lý nhà hàng vừa đi được vài bước, vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy một màn như vậy. Bạn gái của CL đang chơi đùa với cô bé. CL dịu dàng nhìn hai người, nhìn như thế nào cũng giống một nhà ba người thật là ấm áp hòa thuận. Có phải anh ta nên gọi điện thoại cho chủ tịch, nói ra CL đã có vợ hơn nữa còn có cả con không? Bạch Nhiều Tân không thèm đến dìa tới chuyện quản lý nhà hàng sẽ nói gì với ông ngoại anh nhẹ gõ ngón trò ở trên mặt bàn, thẩm đếm thời gian. Kim giây vừa chỉ đến thời gian nhẫn nại của anh, anh liền nói. Năm phút qua rồi, đi thôi. Nhậm quả quả ngây ngần càng người. Đi như vậy sao? Hoa quả say của tiểu bối bối còn chưa đưa lên mà. Bạch nhiều tần lạnh mặt, liếc mắt nhìn cô vô cùng không vui. Nhậm quả quả, tôi đã nói là không được phép nghi ngờ lời nói của tôi chưa hả? Rốt cuộc là cô có nhớ nguyên tắc anh đã từng nói không vậy chứ? nhậm quà quà nghĩ ra một từ chuyên chế mà nói thầm trong bụng. Bạch Nhiều Tân hít mắt lạnh, khẳng định là càng lúc nhậm quà quà càng không sợ anh. Nhậm quà quà, thật là xin lỗi, tôi tới muộn. Đúng lúc này một giọng nói như mì cắt ngang lời nói của Bạch Nghiêu Tân. Nhậm quà quà nhìn sang, thấy một mỹ nhân mặc một bộ ô phục nhỏ hở vai màu trắng, tóc vàng đi tới. Khi thấy diện mạo của mỹ nhân, thì nhậm quà quà ngây ngần càng người mẹ nhân tóc vàng nhìn thấy nhậm quả quả cũng dừng bước trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhậm tước nhi làm sao cô lại ở đây tước nhi chính là tên tiếng anh của cô nhậm quả quả cũng bối rối làm sao cô quên mất đối tượng của bách nhiêu tân chính là hoa dâm tuyết ly hoa hậu giảng đường hơn nữa còn là người bạn trai trước của cô mến mộ chứ thấy hai người thân biết nhau vậy bách nhiêu tân không khỏi cảm thấy kỳ lạ nhậm quả quả nghèo như thế làm sao có thể quen biết được thiên kim tiểu thư hoa dân tuyết lị này Hoa sầm viết lệ trừng mắt với nhậm quả quả, lại nhìn người xem mắt. Bạch Nhiều Tần đang đứng ở bên cạnh. Thủ mới cộng với hận cũ, khiến cô ta bất chấp phong độ xanh viện mà hồn hình hét lên. Tức nhi, đổ hồ ly tinh. Cô cấp đi bạn trai của tôi còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn phá hỏng cuộc gặp mặt này của tôi nữa sao? Cướp đi bạn trai ư? Bạch Nhiều Tần nhìn về phía nhậm quả quả. Lòng mày không tự giác được mà nhíu chặt. Nhậm quả quả có bạn trai ư? Thân là thiên kim nhà hoa dâm, lại có mỹ mạo hơn người. Tuyết lệ luôn như là vầng trăng sáng được sao bao quanh, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Mà cô ta cũng quen trở thành một người phụ nữ được hâm mộ khen ghét. Nhưng trong cánh cửa sắt của sự cách quyên, thì cô ta được đa số phòng làm hoa hậu giảng đường, cũng được nam sinh hoan nghênh. Nhưng người theo đuổi lại không nhiều. Nguyên nhân là nam sinh sự cách quyên thích người phương đông hơn. Mà nói gì phụ nữ phương đông lại có một loại ký chất vô cùng thân bí, hấp dẫn người khác vốn là nam sinh, phòng học tỷ bối nhã, làm nữ thần, nhưng hòa sầm tuyết lị không thể không thừa nhận quả thực mình kém hơn an bối nhã. Không phải là kém về khuôn mặt, mà là năng lực của an bối nhã quá mạnh mẽ, đến đàn ông cũng không so được với chị ấy. Ngay cả học sinh nữ trong sở khách quynh cũng đều là tôn sùng chị ấy. Hơn nữa an bối nhã đều đã tốt nghiệp rất lâu, sẽ không có ai cạnh tranh với cô ta. Sau đó, khoa nước hoa lại có thêm một sinh viên nữa được gọi là búp bê phương đông khiến không biết bao nhiêu nam sinh điên cuồng cô chỉ cần cười nhặt trước ánh mắt thiền cận của đám nam sinh này nhưng cô ta không từng gặp mặt búp bê phương đông theo lời của bọn họ không thể không công nhận quả thật đối phương lớn lên sống hệt như là búp bê cũng có trách đám nam sinh thúi kia sẽ say mê đến vậy bại bởi hai người này cô nhận như vậy cô lại bại bởi vì con vịt xấu xí nhậm tức nhi này điều này khiến cho cô ta bị đà kích nặng nề trong mắt của hoa dân tuyết lị Nhậm Quả quà chỉ là một sinh viên của khoa bảo vệ trẻ em. Khoa bảo vệ trẻ em là khoa được ít quan tâm nhất trong sự cách quyên. Không hề có một chút tiền đồ nào. Chỉ có những sinh viên không ra thế, chỉ dựa vào học bổng mới vào khoa bảo vệ trẻ em. Tuy nhậm quà quà không phải là thành viên lấy học bổng, nhưng lúc đi học, cô đều không quan tâm tới cách ăn mặc, cũng chưa từng nghe tên ổ cô vào các buổi tiệc xã sau Đáng tìm kiếm của sự cách quyên đều cho rằng, nhà của nhậm quà quà có lẽ chỉ là có ít tiền. Dựa vào sở cách quyên để xem có thể câu được một kẻ ngốc thời dịp bước vào hảo môn hay không. Các cô vô cùng chấn mắt. Với loại người không tướng mạo không tài năng, lại chỉ là nhà nghèo mà không biết vị trí của mình như nhậm quà quà. Nhưng các cô còn chấn mắt hơn khi là các nam sinh lại vô cùng thích nhậm quà quà. Trong mắt nam sinh, bộ dáng ngọt ngào của cô thật là đáng yêu. Tính canh vừa thẳng lại vừa ngốc. Bị gặp tóc mắt to đơn thuần kia nhìn, khiến các trái tim của người ta nhảy loạn như là con nai con. Khi cô cười rộ lên, nhìn như một miếng bánh ngọt, thấy thế nào cũng là đáng yêu. Cho nên nhân duyên của nhậm quà quà ở sở cách quyến rất là cao, không hề bại bởi hoa dâm tuyết lị, được xưng là hoa hậu giảng đường. Tuy hoa dâm tuyết lị chẳng hề để nhậm quà quà vào mắt, nhưng một con vịt xấu xí khiến cô ta kinh thường mà lại cướp đi người trong lòng của cô ta, làm cho cô ta hận nhậm quả quả đến chết. Nhậm tức nhi, cô xuất hiện ở đây làm gì? Render đâu rồi? Thật vất vả mới câu được một kẻ ngốc. Làm sao cô lại không nhanh lôi cậu ta mà chạy đi chứ? Hoa sâm tuyết lị cất lời chất vấn. Làm sao nhậm quả quà không nghe ra được ý mỉa mai trong lời của hoa sâm tuyết lị? Chỉ có điều cô không hề tức giận mà còn thành thực cất tiếng trả lời. Tôi đã chia tay Render rồi. Còn có, cô đừng động một tí là nói tôi cướp bạn trai của cô. Cô chẳng từng có gì với Render cả. Bài đặt như cô là phụ nữ xấu công bằng. Bạch Newton đứng bên cạnh Lỡ anh hiểu lầm thì sao? Nhậm quả quả lén lén mà liếc mắt nhìn bách nghiêu tân. Anh cũng đang nhìn cô. Thấy ánh mắt lén lén nhìn của cô, anh lập tức đáp trả bằng cái trừng đầy lạnh lùng. Nhậm quả quả nhịn không được mà ruột vai lại. Cô cảm thấy rất rõ ràng rằng bách nghiêu tân đang mất hứng. Cô giải thích với anh theo bản năng. Bách nghiêu tân à, tôi không có cướp bạn trai của cô ta. Bách tiên sinh. Mặt của hoa dâm tuyết lị hơi trắng. Cô ta nhận thấy nhậm quả quả giận đến váng đầu. Vậy mà quên mất sự tồn tại của Bách Nhiêu Tân. Có thể xem mắt với Bách Nhiêu Tân là cơ hội khó có được. May mà bà cô ta và ông Đường có một chút sao tình. Bà cô la lại thường nhắc cô trước mặt ông Đường. hơn nữa cô đã từng gặp mặt ông Đường. Ông ta cũng khá thích cô, nên mới xếp xếp lần xem mặt này. Mà cô lại vừa thất lễ trước mặt Bách Nhiêu Tân. Thật là đáng giận. Tất cả đều là do nhậm tức nhi này làm hay. Hòa dâm thiết lị thầm hận ở trong lòng khuôn mặt mỹ lệ lập tức nở ra một nụ cười khéo léo, hơi con người trước mặt của Bách Nhiêu Tân. Thật là xin lỗi, bình thường tôi sẽ không như vậy đâu, thật sự là do nhậm tiểu thư đây. Hòa dâm tuyết lị, liếc mắt nhìn nhậm quà quà một cái, lại bày ra cái mặt lo lắng với Bách Nhiêu Tân mà nói. Bách tiên sinh à, anh phải cẩn thận với nhậm tiểu thư đây. Tôi học chung cùng với cô ta một trường, lời đồn về cô ta trong trường cực kỳ là không tốt. Bạn trai thì mặc bạn trai, nhưng các bạn trai của tôi thì thành người bị hại rồi. Nhậm qua qua trương lớn cả mắt. Cô biết hoa sâm tuyết lị ghét mình, nhưng cũng không ngờ cô ta lại nói năng lung tung như vậy. Hơn nữa lại còn nói lung tung trước mặt của cô. Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một chuyện cực kỳ tức giận. Hoa sâm tuyết lị kia, cô đang nói bậy cái gì vậy hả? Tôi đã nói tôi không cướp bạn trai của cô, làm sao cô có thể nói lung tung được chứ? Nhậm qua qua tức đến nỗi khuôn mặt đỏ lên, chỉ kém là không rơi chân lên thôi. Tôi chỉ nói sự thật. Hòa tâm tiết lị, nhìn nhậm qua quà đầy kinh thường. Loại học sinh nghèo như cô, ai chẳng biết mục đích của các cô vào giờ cách win, chỉ là vì muốn cầu một kim chủ mà thôi. Ai thèm câu chứ? Bạch Nhiều Tân giận dữ, mà nhắm chặt ngậm quà quà đang định nhào lên. Ngậm quà quà, mau ngậm miệng lại. Nhưng mà cô ta... Nhậm quà quà nhìn về phía Bạch Nhiều Tân đầy bất mãn, nốt lời vẫn nộ vào dưới ánh mắt, lạnh lùng không một chút vui của anh. Cô cắn đôi môi cánh hoa, trên mặt tràn đầy uất ức, Cô không ngờ rằng, vậy mà Bách Nghiêu Tân lại đứng về phía hoa dân tuyết lị. Cho nên anh tin lời của cô ta sao? Cho nên anh không tin cô. Vảnh mắt của nhậm quả quả đỏ lên. Nhận thấy nhậm quả quả bị Bách Nghiêu Tân cửa mắng, hoa dân tuyết lị mừng thầm. Cô ta nhìn nhậm quả quả sắp khóc bằng ánh mắt của người chiến thắng, nở ra nụ cười mềm mại đáng yêu với Bách Nghiêu Tân. Bách Tiên Sinh à? Hoa dân tiểu thư. Bách Nghiêu Tân hở hứng cắt ngang lời của hoa dân tuyết lị đang nói đôi mắt sau cặp kính vô cùng là lạnh lùng. Nhận tiểu thư là người như thế nào? Tự tôi đã phán đoán được. Không cần hoa sâm tiểu thư phải chỉ bảo. Hơn nữa một thục nữ không nên phê bình người khác trước mặt mọi người. Có lẽ hoa sâm tiểu thư đã quen với chuyện này nên không thấy có gì. Nhưng ở trong mắt người khác thì thật khiến người ta thất vọng đó. Hòa ra cái gọi là thục nữ danh viện là như thế này sao? Còn nữa, hôm nay là ngày tôi và cô xem mắt. Nhưng hoa sâm tiểu thư lại tới muộn. Đúng giờ chính là nghi lễ cơ bản chỉ là một điểm ấy cũng không làm được vậy thì không cần thiết phải bắt đầu xem mắt nữa. Thật là ngại quá, tôi đi trước đây. Từ trước tới nay, Bánh Nghiêu Tân luôn là người bác che khuyết điểm. Cho dù nhậm quà quà chỉ là một bảo mẫu, nhưng cũng là người của anh. Mặt của anh không phải là để che người khác chỉ trò. Không thèm nhìn sắc mặt có coi của hoa dâm thiết lị. Bánh Nghiêu Tân ôm lấy cháu gái, cầm lấy tay của nhậm quà quà đang đứng sững một bên mà rời khỏi nhà hàng. Trong xe, nhậm quà quà hít hít mũi, tiếng nước nở vang lên không ngừng. Cô ấy ngồi ở phía sau xe, cách Bạch Nhiều Tân khá xa, tiểu bối bối ở trong kế an toàn ngăn cách giữa hai người. Bạch Nhiều Tân không nói gì, chỉ nhìn vào gương chiếu hậu, liếc tài xế một cái, mặt tài xế không đổi sắc, bình tĩnh ẩn nút ở phía bên tay trái, cửa phía trước sổ ngồi lập tức nâng lên, ngăn cách thành hai thế giới. Lúc này Bách Nhiều Tân mới cất lời. Khóc cái gì chứ? Anh đã giúp cô xả giận mà còn khóc ư? Nhậm quà quà lau lau nước mắt chảy xuống. Cô không muốn khóc nhưng nhịn không được. Đây là lần đầu tiên cô bị cô ta nói xấu như vậy. Cô tức giận đến mức rất muốn mắng người. Nhưng Bách Nghiêu Tân lại cản cô mà hung dữ với cô. Anh hung dữ với tôi. Anh đứng về phía cô ta. Nhậm quà quà hít hít mũi, vừa khóc vừa tố cáo. Bách nhiều Tân không thể tin được vào những gì mình tay nghe thấy. Anh đứng về phía, hòa sâm tuyết lị vào lúc nào trước. Nếu đứng về phía cô ta thì vừa rồi anh nói những lời đó với cô ta, giúp cô xả giận để làm gì? Nhậm quả quả, tại cô bị điếc rồi sao? Không nghe thấy những gì anh đã nói với hoa sâm tiết lị sao? Không, tôi rõ ràng nghe thấy anh rống lên rồi bảo tôi ngậm miệng. Nhậm quả quả trừng mắt với anh. Hóa ra cô chỉ nghe tới đó thôi sao? Bạch Nhiều tần không nói gì cả. Nhậm quả quả còn chưa nói xong, lại vừa nức nổn vừa nói. Tôi mới không có hết đàn ông, ngày tới đàn ông khác. Tôi đều chia tay họ rồi mới quen người khác. Họ nữa tôi cũng không cướp Randall của cô ta. Randall cũng chưa từng qua lại với cô ta cơ mà. Randall là đội trường đội bóng rổ rất được hoàng nghênh tại sở cách Queen. Cô cũng thích anh ta bởi vì bộ dáng khóc khóc của anh ta hơi giống người nào đó. Cho nên lúc Randall tỏ tình với cô thì cô đồng ý ngay. Ai biết sau khi quen Randall, hoa sâm tuyết lị lại đột nhiên dẫn đến một đám tin kim tới đánh cô. Nói rằng cô cướp bạn trai của cô ta. Muốn cô phải chia tay với Randall nếu không sẽ khiến cô không còn đường sống tại sở cách quyên Cô chẳng hiểu được, ngay từ đầu cô còn tưởng rằng Render bắt cá hai tay. Sau này mới biết được, hòa dâm tuyết lị rất thích Render, nhưng cuối cùng Render lại lựa chọn cô. Với lại, tôi đã chia tay Render rồi, cô ta thích anh ấy như vậy, vì sao lại không theo đuổi anh ấy chứ? Tìm tới cô để làm phiền toái ư, lại còn nói xấu cô trước mặt Bách Nghiêu Tân nữa. Cô để ý chính là việc này nhất. Hơn nữa, Bách Nghiêu Tân lại còn hung dữ với cô. Chắc chắn anh cho rằng cô là loại phụ nữ mà hoa Dân tuyết lị đã nói. Nhậm qua qua càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Từ trước tới nay, Bạch Nhiều Tân không chịu nổi phụ nữ khóc, anh cũng chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ cả. Bình thường nếu thấy nước mắt phụ nữ, anh sẽ ngay tức khắc mà quay đầu đi, không đủ kiên nhẫn để đối phó với phụ nữ giàu cảm xúc. Nhưng bây giờ, thấy nước mắt của nhậm quà quà, anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe cô nói chuyện của bạn trai, anh nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Vì sao lại chia tay chứ? Thậm chí thậm qua qua còn có bạn trai, nhóc con mà nói chuyện yêu đương gì chứ? Anh nhịn không được lại nói thêm một câu. Rất là khó câu được một kim chủ. Nhưng vừa mới mở miệng, anh liền cảm thấy hối hận. Quả nhiên, nhậm qua qua lập tức sống to để phẫn nổ. Kim chủ cái gì chứ? Tôi mới không thèm câu kim chủ. Cô không thiếu tiền. Nếu viên cầu nhỏ không ngồi ở giữa, thì chắc chắn cô sẽ bảo nhào qua mà đánh bắt Ngưu Tân. Thật là quá đáng mà, làm sao anh lại dám nói cô như vậy chứ? Nếu như không thích Rander, thì tôi tuyệt không đối quen anh ấy. Hơn nữa là tôi đã render mà. Cổ đá Rander mà. Cô đá Rander không phải là vì anh ta sao, đều là do anh ta làm hại mà. Bạch Ngưu Tân bị giống đến mức đau cả hai tay, nhìn nhậm qua quà vừa khóc, trôi cả lớp trang điểm. Anh rút ra một tờ khăn giấy mà đưa cho cô. Nhậm quả quả mới không hiếm lạ gì hất tay của anh ra rồi tự rút một tờ giấy trong hộp. Thật đúng là tính khí càng mức càng lớn. Nhưng biết mình là do nói bậy trước, nên Bách Nhiêu Tân cũng không tính toán gì với cô, mà chỉ hỏi. Vì sao lại đá? Chẳng lẽ chiếm tiện nghi rồi bà chạy sao? Anh có biết vài thiếu gia có tiền, thích chơi trò lừa gạt tình cảm của những cô bé như cô? Nghĩ tới có thể nhậm quà quà bị đối xử như vậy, Bách Nhiêu Tân liền nhíu mày chịu đựng, càng không có thiện cảm với Render trong lời nói của nhậm quà quà cô rầu rĩ rồi cất lời baynard nói là tôi không thương anh ấy mỗi bạn trai của cô bỏ lại phía sau đều là câu nói như vậy nhưng cô thật là không hiểu vì sao nhất định phải yêu chứ chỉ có yêu mến tôi không được hay sao là vì thích anh ấy cho nên tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy nhưng mà bọn họ vẫn nói tình yêu của tôi không đủ bọn họ luôn hỏi tôi rằng thật ra là tôi yêu ai mà cô cũng không trả lời được yêu ư nhậm quả quả cảm thấy chữ này cách cô rất là xa Cô vẫn lờ mờ với định nghĩa về tình yêu Cô chỉ biết là thích Cũng chỉ thưởng thức qua cảm giác thích Còn nhiều hơn nữa thì cô mù tịt Bạch Nhiều Tần nghe xong thì buồn cười Quả đúng là một nhóc con Anh cầm lấy khăn giấy lau dòng nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm của cô Tức giận mà nói Thật là ngốc quá Cô chỉ là chưa gặp được người cô muốn yêu mà thôi Động tác của anh khiến cho nhậm quà quà hơi giật mình Nhất thời quên luôn cân giận với anh Mà ngẩng đầu mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đôi mắt mới khóc lên còn ướt trượt, khỏe mắt vẫn còn ướt ức sát lạnh trong ánh mắt trong veo. Ánh mắt nhìn anh đầy tín nhiệm, thậm chí còn mang theo tình yêu không biết cách che giấu. Bạch Nghiêu Tân ngây ngần càng người, trong phút chốc có cảm giác bị hấp dẫn. Bạch Nghiêu Tần à, yêu là gì vậy? Nhậm quà quà không một chút đề phòng nào, ngốc nghếch mà hỏi anh. Ánh mắt ngây thơ đơn thuần lại có thể dễ dàng vén lên dục vọng muốn nhúng chồng của người khác mà đôi môi hồng đào khẽ mở, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi phẫn nộ, hơi thơ ngọt ngào, chính là mùi kẹo sữa mà Bạch Nhiều Tinh thất nhất. Trong nháy mắt, Bạch Nhiều Tần đã bị quyến rũ. Chợt tới lúc này anh phát hiện, thì ra anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cốc đến thê thảm, nhưng lại chọc người triều mến lên, dưới cái nhìn chăm chú của Nhậm Quả Quả mà ngậm chặt lấy đôi môi mềm mềm, mút lấy hương vị ngọt ngào này. Nụ hôn ngoài ý muốn khiến cả hai người ngẩn ra. Nhậm qua qua cơ hồ là trận tròn mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt cần sát mình. Mà Bách Nhiêu Tân cũng phục hồi lại tinh thần sừng sốt. Đôi mắt từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh ứng lên sự kinh ngạc. Cho đến khi tiểu bối bối chấp mắt trên ghế an toàn, tưởng bọn họ đang đùa kêu ê ê à à đầy vui vẻ. Vỗ bàn tay nhỏ lên mặt của Bách Nhiêu Tân, bộ dáng như muốn gia nhập thì anh mới bình tĩnh ở trong kinh ngạc. Anh nhanh chóng rời khỏi nhập quả quả. Thế nhưng trên môi anh vẫn còn lâu lại xúc cảm thơm mát mềm mềm đầu lưỡi còn nếm được kẹo giữa ngọt ngọt. Hương vị ngọt ngào này khiến anh có cảm giác quyến luyến. Nhìn đôi môi của nhậm quả quả bị anh hôn mà hơi đỏ lên, anh lại có dục vọng muốn hôn lên đó một lần nữa, mà điều này khiến anh đã bị dọa. Lúc này xe vừa tới nơi, Bạch Nhiều Tân không nói gì cũng không nhìn cô, chỉ ôm tiểu bối bối xuống xe. Sau đó nhậm quả quả liền cảm thấy được anh đã thay đổi. Tuy giọng điệu của Bách nhiều Tân vẫn luôn lạnh nhạt như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy là không giống trước bởi vì ánh mắt của anh không hề nhìn cô. Lúc Bách Nhiều Tân nói chuyện với người khác, thì luôn nhìn thẳng vào đối phương. Bình thường, bị đôi mắt côn kéo mãnh liệt đó chiếu vào, mọi người sẽ trở nên căng thẳng. Cho dù có kính che bớt đi khuôn mặt vô cùng sắc bén của anh, nhưng cũng không thể che hết được khí thế bức người kia. Mấy ngày nay, khi Bách Nhiều Tân nói chuyện với cô thì cũng không nhìn cô. Hơn nữa những lời anh nói với cô hoàn toàn là dặn dò công việc, thường chỉ trong một câu một ngày, cô và bách nhiêu tân không nói với nhau quá năm câu. cô không biết mình chọc phải bách nhiêu tân ở đâu. rõ ràng người hôn cô là anh cơ mà. nhậm quả quả vuốt vuốt đôi môi, những không được mà nhớ lại nụ hôn ấy. bách nhiêu tân thích uống trà, nên trong miệng anh có trà thoang thoảng. bờ môi anh cực kỳ ấm áp, rõ ràng khuôn mặt lạnh như băng, nhưng đôi môi lại dịu dàng như thế. trong một giây kia, trái kim cô đập thật là nhanh thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng tim đập anh thật là mạnh. Nhịp tim hai người hòa vào làm một, sát bên nhau vô cùng thân thiết như vậy. Nhưng sau khi hôn, Bạch Nhiều Tân lại chẳng nói gì, lại cô phục lại bộ dạng lạnh như là băng. Dường như nụ hôn khiến người ta tim đập kia chưa từng xảy ra vậy. Tại sao Bạch Nhiêu Tân lại hôn cô? Cô muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng không tỏ rõ sự đồng ý cho người khác tới gần của Bạch Nhiêu Tân thì cô lại chẳng dám nữa. Nhậm qua qua chỉ có thể ôm mối nghi ngờ, chống hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngần người. Nhưng ánh mắt của cô lại nhịn không được mà nhìn về phía phòng làm việc của Bách Nhiêu Tân. Anh nói, anh muốn tập trung tinh thần xử lý công việc, bảo cô mang theo viên cầu nhỏ, đợi ở phòng thư ký. Viên cầu nhỏ, ăn no nên đã ngủ, đừng du đi ôm vào phòng nghỉ của Bách Nhiêu Tân, còn cô vẫn ngồi tại phòng thư ký, trên mặt là sự cô đơn rất là rõ ràng. Cô có cảm giác bị Bách Nghiêu Tân bài xích, điều này cảm thấy vô cùng là khổ sở. An mối nhã vừa ra khỏi cửa thang máy, thì liền nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của học muội nhà mình. Cô bất động thành sắc mày nhíu mày lại. Chủ đi chịu trách nhiệm tiếp đón đã sớm chờ ở đó, bước lên chào hỏi. Xin chào An tiểu thư, CEO đang chờ cô ở trong phòng làm việc. Nhậm qua qua nhìn thấy An mối nhã, lập tức đứng thẳng lên, khoảnh mắt bỗng cay cay mà kêu một tiếng có phần hơi uất ức. Học tỷ, Nhậm quà quà chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. An nhã liếc thấy cảm xúc của cô xa sút nhìn về phía Chu nhưng bà lại nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, tỏ rõ không có liên quan gì tới bà cả. Vậy thì chính là có liên quan tới người ngồi trong phòng làm việc kia rồi. An bội nhã đạp giày cao gót, lúc đi ngang qua nhậm quà quà thì giờ đầu cô trấn an một chút, rồi bước vào trong phòng làm việc của Bách Newton. Trước khi vào, cô nhìn Jody một cái. Jody đứng ở trước cửa nói với Bách Newton. Gì không? An à, tiểu thư đã tới rồi ạ. À? Vừa dứt lời bà đóng cửa phòng lại ngay lập tức, không hề bước chân vào bên trong. Nhậm quả quả dơ mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc. Lúc Bách Nghiêu Tân ngẩng đầu, thì nhìn thấy ánh mắt ớt ức của nhậm quả quả nhìn thẳng vào anh. Lúc đối mặt với anh thì lại lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng nhỏ bé đáng thương như là bị anh bắt nạt. Anh lại có cảm giác đau lòng. Điều này khiến đôi lông mày của anh cãi nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng lại trầm xuống. An bối nhã đã thu hết toàn bộ vào trong ánh mắt. Xem ra dường như anh và học muội của tôi sống với nhau không được tốt lắm. Thấy bộ dạng cô quà quà như nàng dâu nhỏ là do anh bắt nạt cô bé nhà người ta hả? Vì sao Bách Nhiêu Tân lại không nghe ra được ý lý chất vấn ở trong lời của anh bối nhã chứ? Anh lạnh lùng ngước mắt mà nhắc nhở cô. Hôm nay hẳn là anh tiểu thư tới đây để bàn về hợp đồng chứ? Và lại bọn họ cũng không quen thuộc tới nỗi có chuyện nói riêng với nhau. Nếu là người bình thường Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nhiêu Tân thì sớm đã bị dọa dây vứt run lên. Nhưng An Bối Nhã lại không như vậy. Bách Nghiêu Tân cho rằng bày ra bộ mặt này thì cô sẽ sợ sao? An Bối Nhã vứt hợp đồng ở trên bàn. Tự đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Bắt chéo hai chân lên cười rồi đối mặt với Bách Nghiêu Tân. Quả quả thích anh. Tên rằng Bách Xeo chắc chắn đã sớm phát hiện ra rồi. Bách Nghiêu Tân không nói gì mà nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ. An bối nhã cũng không cần anh trả lời mà lầm bầm. Quả quả đã từng quen rất nhiều bạn trai, nhưng đều bị bỏ rơi thê thảm. Có biết tại sao không? Bởi vì bạn trai của nó luôn có chỗ giống anh đó. Nhìn thấy ánh mắt của Bách Ngư Tân chớp lên, An bối nhã nói tiếp. Không sai, cô bé ngốc này đã yêu đơn phương anh rất là lâu rồi. Trong lòng nó anh chính là một hoàng tử hoàn mỹ. Mà nó luôn một mực theo đuổi cái bóng của anh, thật là ngốc mà. An bối nhã hết sức nhỏ nhen để mà kết luận sau đó không ngoài ý muốn, nhìn thấy Bách Như Tân nhớ mắt lại. Rõ ràng rằng anh không vui bởi vì giọng điệu kinh thường của cô. An Mối nhã cong môi đôi rời kể tiếp. Vì để cho quả quả biết, mình có bao nhiêu ngu ngốc, nên tôi mới giới thiệu nó đến chỗ của anh làm bảo mẫu. Đừng có hiểu lầm, tôi không dối dục thỏa quả theo đuổi anh đâu, mà muốn để cho nó thấy rõ anh, khiến sự hoàn mỹ của anh ở trong lòng nó sụp đổ. Một câu cuối cùng của An mới nhã khiến cho lòng của Bách Như Tân bỗng nhói lên, lập tức hiểu ý của cô chỉ cần ảo tưởng của nhậm quả quả với anh sụp đồ thì cũng sẽ không say đắm anh nữa sẽ không dùng ánh mắt đơn thuần và lưu luyến ngưỡng mộ để mà nhìn anh mắt của bách Nhiêu tân trầm xuống bàn tay cầm bút máy tự như là cứng lạnh anh phát hiện ra vậy mà mình lại không thể chấp nhận được cảnh tượng này thậm chí chỉ cần nghĩ tới có thể nhậm quả quả sẽ dùng ánh mắt chứa tình yêu nồng nàn mà nhìn một người đàn ông khác thì sự khó chịu vô cùng lớn không thể kiềm chế được dâng lên trong lòng của anh An Bối Nhã quan sát về mặt của Bách Nhiêu Tân đầy ý vị, cảm thấy vô cùng là thú vị. Bách Nhiêu Tân à, ở trong mắt anh chắc chắn quả quả vừa ngốc lại vừa ngớ ngẩn nhỉ. Cũng đúng thôi, cô bé ngốc đó có gì đâu mà biết thích là gì, kể cả yêu cũng chẳng hiểu, cũng không biết mấy tên kia dạy nói như thế nào, nhưng tôi tin hẳn người đó không phải là anh. Vì sao lại không chứ? Suy chuột nữa thì Bách Nhiêu Tân trả lời ăn Bối nhã như vậy, nhưng anh kìm xuống, nói một cách khác là anh hết sức ngạc nhiên bởi vì những gì mình định nói anh muốn nói gì phải ăn mối nhá đây chẳng lẽ anh định dạy cho nhậm quả quả ngốc biết như thế nào là yêu sao điều này làm sao có thể nhậm quả quả hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của anh vì sao lại gặp cô một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu của anh chính là muốn hôn cô chờ đến lúc anh bình tĩnh thì trong lòng tràn đầy kinh hoàng đối mặt với ánh mắt hoang mang của nhậm quả quả lần đầu tiên anh lại chật vật chạy trốn vì sao lại hôn nhậm quả quả? chính anh cũng muốn biết. Như là nhìn ra sự nghi ngờ của Bách Nhiêu Tân, ánh mắt của anh bội nhã chợt lóe lên rồi nói tiếp. Tôi biết, quả quả không phải là đối tượng mà anh thích. Nó vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch, suy nghĩ chỉ theo một đường thẳng, đừng nói tới chuyện uyển chuyển, kể cả cảm xúc cũng không biết cách che giấu. Mà anh thì thích những người phụ nữ thông minh lại có tri thức, quả quả còn thích hợp với anh một chút nào. Nó quá mức đơn thuần, mà anh lại quá là sâu xa. Nhưng có đôi khi, người càng có lòng dạ phức tạp, lại càng bị người đơn thuần hấp dẫn. An bộ nhã mỉm cười tiếp tục đâm chọc bách nhiêu tân. Quả quả cần có một hoàng tử dịu dàng săn sóc, sẽ hướng dẫn cho nó trưởng thành. Mà anh bách nhiêu tân à? Cô đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của bách nhiêu tân, nói một chút công khách khí. Quốc vương bằng giá như anh chỉ thích hợp với loại vương tọa băng tuyết và một chỗ sợ lạnh lùng. Chỉ có phụ nữ cùng với bình tĩnh lý trí như anh là mới hợp với anh thôi mà quả quả vĩnh viễn sẽ không hiểu kiểu phụ nữ đó. Nói dòng những điều này, cũng không quan tâm sắc mặt của Bách Nhiêu Tân sẽ có coi ra sao, An Mô Nhã kết thúc trách nhiệm. Xem ra hôm nay không thích hợp để bàn hợp đồng rồi, tôi sẽ để hợp đồng tại đây. Lúc rảnh thì anh xem nhé, hôm khác tôi sẽ quay lại. Rồi sau đó cô phùi mông mà chạy lấy người. Vừa ra khỏi phòng làm việc, thì thấy ngay nhậm quả quả đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt phóng thẳng vào bên trong. Cái cô nhóc này thật là ngốc đến hết thuốc chữa mà. An bố nhã chịu không nổi trận trắng mắt ở trong lòng. Vào đi, Bách Nhiêu Tân đang tìm em đó. Nghe thấy Bách Nhiêu Tân tìm mình, ánh mắt của nhũng cò quà lập tức sáng lên, chạy nhảy ngay xuống ghế mà tiến vào trong phòng làm việc. Trước khi bước vào trong phòng, vẫn không quên nói với An bố nhã. Học thì à, chị đi cẩn thận, đi thông thải nha. Rõ là, An bố nhã chịu không nổi mà lắc đầu. Thật không hiểu đàn ông rắc rối như là Bách Nhiêu Tân này có cái gì mà đáng thích chứ? Cô đưa mắt mà nhìn Jody. đi. Xem ra hôm nay CEO nhà bà không thể tập trung tinh thần xử lý công việc rồi? Jody đi mỉm cười nói không nhanh không chậm. Tôi đã kéo dài hành trình hôm nay của CEO rồi. An môi nhã cũng cười. Thật là hâm mộ bách Newton lại có một thư ký tài giỏi như vậy. Tôi đi trước đây, lần sau cùng nhau uống trà nhé. Vừa dứt lời cô vẫy tay với Chu đi. Về phần hai người kia cô chỉ giúp tới đây. Sau đó phải xem bách Newton như thế nào để xem xem anh ta còn muốn làm quốc vương băng đá nữa hay không, hay là chọn làm hoàng tử để dạy nhậm quả quả như thế nào là yêu. Nhậm quả quả vừa vào phòng làm việc, thì liền thấy Bách Nghiêu Tân ngồi không một tiếng động ở phía sau bàn làm việc, về mặt lạnh lùng cứng ngắc, vừa nhìn liền biết lúc này tâm trạng của anh rất là công tốt. Cô nhịn không được mà dừng bước lại. Trái tim vốn nghe Bách Nghiêu Tân gọi mà nhảy nhót của cô, liền biến thành thất thầm. Cô nhìn chằm chằm anh tràn đầy sợ hãi, bắt đầu chần chừ. Không biết con nên bước qua cánh cửa này hay không Bạch Nhiều Tần đã nhìn thấy cô Ánh mắt tâm trầm lạnh đến mức khiến cho nhậm quả quả ruột vai lại Thấy sự sợ hãi trên mặt của nhậm quả quả Nhưng anh hoàn toàn không có ý định hòa hoãn sắc mặt Anh còn đang nghĩ tới những lời mà An Mỗi Nhã đã nói trước khi rời đi Từng câu từng chữ kia đều đã kích thích anh thật sâu Nhưng lại không có cách nào để mà phủ nhận Quả thật, anh sẽ không thích một cô nhóc như là nhậm quả quả Cho dù là những bạn gái anh trước đây hay là vị hôn thê trước đều là những người phụ nữ thông minh xài sang, sự sự kéo léo, vĩnh viễn, viễn sẽ không khiến anh cảm thấy phiền lòng. Mà nhậm quả quả, cô bảo mẫu nhỏ này chỉ vừa bước vào cuộc sống của anh vài ngày, dường như đã làm rối tung lên cuộc sống ổn định của anh. Ngoài lúc chăm cháu gói nhỏ ra thì chẳng biết là cô phải làm gì cả. Muốn cô phụ trách bữa sáng thì cô chỉ làm việc phòng bếp của nhà anh. Cuối cùng, cho dù là mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô, thì phần người xuống bếp vẫn là anh chọc giận anh. Cô cũng chỉ dùng ánh mắt vô tội để mà nhìn anh. Bộ dáng như thế anh là người xấu. hôm giữ với cô thì cô khóc. Sau này lá gan lớn hơn, còn học cách cãi lại anh, thậm chí gọi anh là chú nữa. Cô chỉ là một cô nhóc, tuyệt là không thành thục một chút nào, vừa ngây thơ lại vừa nhát gan. Nghĩ sao thì nói vậy không biết cách giấu giếm. Cô bé này như thế ở trong mắt anh chỉ là một rắc rối. Nhưng anh lại không đuổi rắc rối này đi, thậm chí còn cho cô một lần một cơ hội để cho cô ở lại bên cạnh anh. Anh vẫn không hiểu nguyên nhân, hoặc là không phải anh không hiểu mà chỉ là không muốn đối mặt. Vốn anh sẽ không thích một cô nhóc vừa ngốc lại vừa thẳng tắn như thế, nhưng cô nhóc này lại lén lén chạm tới trái tim anh. Anh đã quen với thế giới yên lặng, an tĩnh, nhưng nhậm qua quà lại như là một cơn bão quét loạn không gian của anh. Trái tim của anh khiến cho anh bất ngờ không kịp đề phòng. Chờ tới khi anh phát hiện thì quân lính đã tan rã. Bạch Nhiều Tần gỡ kính xoa xa, xa sống mũi đầy mệt mỏi. Nhậm qua quá nghiêng đầu, một hồi lâu sau nhịn không được mà lên tiếng. Anh có sao không? Cô cảm thấy thoạt nhìn bộ dạng của anh như bị đả kích nặng nề. Có chuyện gì rồi sao? Cô nghĩ chỉ có học tỷ vừa vào là nói chuyện với anh, vì vậy cô cất tiếng hỏi. Anh cãi nhau với học tỷ à? Nghĩ tới cái miệng độc ác của học tỷ, cô tốt bụng mà an ủi. Anh đừng buồn, có rất là ít người có thể ẩm ý thắng học thì đó học tỷ của cô chính là vua hùng biện ở sự cách uyên đó quả thực an mối nhã mà nói thì rất ít người có thể thắng được vừa rồi anh đã bị chém giết chồng chất nghe thấy những lời của nhậm quả quả anh không hề có cảm giác dễ chịu một chút nào cảm xúc của anh tệ như vậy suy cho cùng không phải là vì cô sao bạch nghiêu tần liếc ngang một cái khiến cho nhậm quả quả im ngay miệng mà lập tức lặng lẽ cúi đầu lại đây bạch nghiêu tần gọi cô nhậm quả quả ngước mắt nhìn thấy sắc mặt của Bạch nhiều tân không tốt trong lòng do dự thì thấy anh hơi nhớ mắt lại liền không dám trần trừ nữa cô vội vàng đi đến trước mặt anh nhưng lúc cách bàn làm việc năm bước thì dừng lại một cách sợ hãi Bạch nhiều tân lập tức trợn mắt đừng sao vậy để làm gì chứ sợ rằng anh sẽ ăn cô sao Bạch nhiều tân đẩy ghế ra sau rồi hất cầm ra hiệu cho cô ý bảo cô đến bên cạnh anh đến đây nhậm quả quả đi tiếp về phía trước vòng qua bàn làm việc của anh mà chậm trì trì đi tới bên cạnh Bách Nghiêu Tân, nhưng cách anh ba bước thì lại từ từ dừng lại. Bách Nghiêu Tân mất đi kiên nhẫn mà kéo cô qua. Giữa của Bách Nghiêu Tân rất là lớn. Cô bị kéo về phía trước, ngã thẳng trên người của anh. Bàn tay dán trên lồng ngực ấm áp của anh. Qua lớp áo sơ mi, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nước hoa trên người của anh. Tư thế vô cùng thân mật như vậy, khiến cho nhậm quả quà hoàng sợ. Cô cũng ít nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, rồi vội vàng muốn nhảy ra xa. xa. Nhưng Bách Như Tân lại ôm chặt lấy cô. Anh trầm giọng quát. Đừng nhúc nhích. Thân thể của nhậm quả quả cứng lại. Ngoan ngoãn ké vào lòng của Bách Nhiêu Tân. Thậm chí, tài cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Nhiệt độ cơ thể của anh nóng tới mức khiến cho trái tim cô đang nhảy loạn lại bắt đầu đập nhanh hơn. Bách Nhiêu Tân nâng cầm cổ cô lên. Mặt của hai người chỉ cách nhau một cm. Nhậm quả quả không kiềm được mà ưỡn thẳng lưng, nhìn anh đầy căng thẳng, ấp ống nói. Bách Như Tân à, anh, anh muốn làm gì? Vì sao lại thích tôi? Bỗng Bách Nghiêu Tân hỏi cô, không còn cặp kính ngăn cách, cho nên cô có thể thấy rõ mắt màu lam thâm thúy mê hoặc người khác của anh, nhậm quả quả cơ hồ là nhìn đến mê muội Ánh mắt không biết che giấu sự say đắm này, hoàn toàn có thể thỏa mãn được lòng hư vinh của đàn ông. Đôi mắt của Bách Nghiêu Tân không khỏi càng trở nên trầm hơn. Bởi vì tôi rất hoàn mỹ trong mắt cô sao? Nếu như cô phát hiện anh không hoàn mỹ thì sao? có phải sẽ rời đi con một chút lưu luyến, tìm một người hoàn mỹ có thể khiến cô say đắm các hay không chứ? Nhậm quả quả rũ rũ mi mắt, thủ hết lời anh nói vào tai rồi gật đầu không một chút nghĩ ngợi. Ừ, thật ra cũng không thực là hoàn mỹ. Sợ anh nghe xong sẽ tức giận. Cầu cuối cô nói rất là nhỏ rồi cẩn thận nhìn vào trong mắt anh. Bà nhiều tần nhắm mắt lạnh ngay lập tức. Ý là sao hả? Cho nên cô đã tiêu tan ảo tưởng đối với anh rồi ư? Nhậm quả quả ruột vai lại rồi kẽ nói thì anh rắc rối, chuyên chế lại hay tức giận. Mỗi một từ được nói ra, cô có cảm giác bàn tay nắm cầm của mình càng chặt hơn. Cô nghĩ chắc chắn là cầm mình đã đỏ lên rồi. Cô nhíu mày lại. Đau đó. Cô cũng là tức giận, hất tay anh ra đầy bực tức. Tôi đã nói là sẽ đau rồi mà. Xòa xòa cầm, qua qua tức tối mà nhìn anh. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh dám nói anh không rắc rối, không chuyên chế, không từng tức giận sao? À, bây giờ còn có bạo lực nữa. Bạch Nhiều Tần cũng cảm thấy mình dùng quá sức, thấy cầm cô đỏ lên, trong lòng cũng áy náy, nhưng thái độ của cô lại khiến anh nổi nóng. Bây giờ cô nhóc này cũng dám dùng thái độ này với anh, chắc là do thấy anh không như cô nghĩ, nên năn vỡ ảo tưởng rồi chứ gì. Bây giờ cô mới thấy rõ tôi sao? Tôi không hề hoàn mỹ như là tưởng tượng của cô, nên đã tan vỡ ảo tưởng không thích tôi nữa có đúng hay không? Cho nên cô muốn đi tìm một người hoàn mỹ khác mà thích, như vậy là chắc chắn rồi. Nhậm quả quả nghe anh nói xong mà sừng sốt Anh nói cái gì vậy Anh không hoàn mỹ Nhưng anh vẫn là Bách Nghiêu Tân Bách Nghiêu Tân mà tôi biết là như thế này Cô trước kia chỉ đứng từ xa nhìn anh Anh là giấc mơ đẹp của cô Mà khi cô đến gần giấc mơ đẹp này Thì mới phát hiện ra nó không giống như cô tưởng tượng Nhưng càng chân thật Thì càng không xa tầm với nữa Anh rắc rối Chuyên chế hay tức giận là sự thật Nhưng mà như vậy mới đúng là anh Biết những khuyết điểm này khiến cô cảm thấy Bách Nhiêu Tân thật là đáng yêu. Thậm chí bởi vì vậy mà lòng cô lại càng mở rộng hơn. Bởi vì cô biết, anh chân chính, chưa không phải là Bách Nhiêu Tân cao cao tại thượng vô cùng hoàn mỹ. Cho nên cô không hiểu tại sao Bách Nhiêu Tân lại để ý như vậy. Nghĩ một hồi lâu, qua qua nhíu mày, đầu óc luôn nghĩ theo một đường thẳng bỗng lé lên, lập tức trợn tròn mắt, nhìn Bách Nhiêu Tân đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh tự ti bởi vì khuyết điểm của mình sao? Cho nên mới hỏi cô có tan vỡ ảo tưởng đối với mình hay không? có không thích anh nữa hay không. Nhưng anh tự ti thì có liên quan gì tới sự tan vỡ ảo tưởng với anh chứ? Có liên quan gì tới chuyện có thích anh hay không? Bạch Nhiều Tần hoàn toàn không biết nói gì trước lời nói của cô. Ai tự ti chứ? Bạch Nhiều Tần anh làm sao có thể tự ti được? Bạch Nhiều Tần nâng tay che mặt kẽ nở ra một nụ cười. Cái cô ngốc này, anh thật sự đã bị bại bởi cô rồi. Cô hoàn toàn không để ý tới quan điểm ở trong lòng anh, bởi vì lời nói của cô cứ tự lý giải nói những lời khiến anh vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng những lời này lại rất là dễ nghe. Anh không hoàn mỹ, nhưng đây mới là anh thực sự, mà cô thấy nhưng vẫn cư xử theo lẽ thường, bởi vì đây mới chính là anh mà cô biết. Anh rõ ràng đã bị đánh bại rồi. Bộ dạng kỳ lạ của anh đã khiến cho nhậm quả quả lo lắng. Bạch Nhiêu Tân à, anh làm sao vậy? Nhậm quả quả à, tôi phục cô rồi. Thật sự, ăn xong nữa lại càng nhận thua rồi. Bạch Nhiêu Tân ngước mắt nhìn cô, bàn tay ấm áp chạm lên mặt cô rồi cúi đầu chống chân chắn của cô nhậm quả quà, quà sửng sốt một chút định lùi lại phía sau theo bản năng đụng nhích nhích bạch Nhiều tân chặn cô lại không cho cô có cơ hội chạy trốn mà nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh không để cho cô lảng tránh nhậm quả quả em thích anh có phải hay không nhậm quả quà cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài cô kinh ngạc nhìn anh không có bất cứ một chần chờ gì mà khe khẽ gật đầu cô thích anh. Từ vừa mới bắt đầu cô đã công nhận điều này, cũng đâu có gì mà phải giấu giếm chứ. Có phải là yêu không? Bạch Nghiêu Tân lại hỏi lại. Yêu ư? Nhậm qua quà, quà chớp mắt nhòi nhẹ nhàng. Em, em không biết. Cô không biết yêu là gì. Bạch Nghiêu Tân cũng không bất ngờ. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, còng đôi môi thành một độ cong đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên nhậm quả quà nhìn thấy anh cười. Cô không khỏi ngay ngốc Mặt trái tim cũng đậm mạnh. Tiếng đập trái tim thình thịch rất là rõ ràng, đến ngay cả Bách Nhiêu Tân cũng nghe thấy. Anh kẽ nở ra một nụ cười. Khuôn mặt của nhậm quà quà như là bị nung đỏ, cô cảm thấy quá là mất mặt, vội vàng định giải thích. Nhưng Bách Miêu Tân đã hôn lên môi cô. Nhậm quả quả, à? hãy để anh dạy cho em như thế nào là yêu. Nhậm quả quả trận tròn mắt, lời nói của anh là có ý gì? Ý của anh là... Bách Miêu Tân hạ mắt xuống, lại hôn lên đôi môi thoang thoảng mùi thơm sữa của cô, vừa dùng môi vừa cọ sát để mà dụ dỗ nói. Nhậm quả quả, chúng ta hãy kết sao đi. Vừa dứt lời, anh đưa chiếc lưỡi và thăm dò cái miệng nhỏ nhắn, chân chân thực thực mà tìm kiếm sự ngọt ngào của cô. Anh nhận thua, anh không phải là quốc vương băng đá trong lời của anh bối nhã. Anh vứt bỏ đi băng tọa tuyết của mình, tình nguyện trở thành người đàn ông dạy cô tình yêu mà không phải là hoàng tử. Anh muốn trở thành người đàn ông của cô là người đàn ông duy nhất sau này của cô. Nhậm quả quả cảm thấy nhất định mình đang nằm mơ. Bạch Nhiều Tân lại hôn cô, hơn nữa lần này còn đề nghị kết giao với cô nữa. Không cần phải trao Google, cô cũng biết hai chữ này nghĩa là làm người yêu của nhau. Cho nên Bách Nhiêu Tân muốn cô làm bạn gái của anh, nhậm qua quà sợ đến ngây người. Nhưng Bách Nhiêu Tân mặc kệ phản ứng của cô, anh đã nói thì đó chính là kết cục đã định. Còn nhậm qua quà có phản đối hay không, dù sao cô cũng nói ra khuyết điểm chuyên chế của anh, hơn nữa chẳng phải cô thích anh hay sao. Bởi vậy, nhậm qua qua đến cơ hội phản đối cũng là không có, liền trở thành bạn gái của một người nào đó. Nhưng thật ra, nhậm qua qua cũng không phải là rất muốn phản đối. Nhai nhai mi ý, cô lén lén ngắm bách nhiêu tân bạn trai mới của cô, mà cô là bạn gái của anh, khóe môi của cô nhịn không được mà thầm cong lên. Bách Nhiêu Tân đang cho viên cầu nhỏ ăn cháo say. Cô cháu gái chỉ biết tìm anh gây rắc rối này. Lúc ăn gì đó thì mới ngoan há miệng để chú ruột cho ăn. Mỹ ý nhậm quà quà đang ăn cũng là do Bách Nghiêu Tân nấu. Từ lần nhậm quà quà hủy phòng bếp của anh, anh thật sự là không muốn nhìn thấy tình trạng bi thảm này nữa. Đành phải cam chịu số phận để mà xuống bếp. Trước kia đều là nhậm quà quà, vừa ăn cơm vừa đút cho tiểu bối bối. Nhưng từ khi hai người kết sao thì người đổi cho bối bối ăn chính là Bách Nghiêu Tân. Nhậm quả quả chỉ cần tập trung tinh thần ăn cơm là được rồi. Theo cách bị bách nhiều Tân nói, đãi ngộ này chỉ có bạn gái mới có. Anh vất rắn rối, chuyên chế xấu tính như cũ, về mặt cũng kín đáo lạnh lùng như cũ, nhưng nhậm quả quả vẫn tìm ra được điểm khác biệt. Anh sẽ mắng cô ngốc, còn có thể nhéo mũi cô, nhưng trong giọng nói có bất đắc sĩ. Ánh mắt của anh nhìn cô thấp thoáng cưng chiều, anh sẽ cầm tay cô, muốn cô đi bên cạnh anh, sẽ ôm tiểu bối bối trong lòng cổ cô cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn. Anh luôn luôn động một chút là hôn cô, nụ hôn mang theo mùi trà, có lúc dịu dàng, có lúc dữ dội, có lúc lại nóng bỏng, dường như là muốn cắn nuốt cô. Khi đó cả người cô run lên, cuối cùng là ngã vào trong lòng của Bách Nghiêu Tân mà thở dốc. Mà thư cưng rắn trống trên cái bụng nhỏ của cô, càng khiến mặt cô đỏ tìm đập, cô cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ đó là cái gì. Nhưng Bách Nghiêu Tân không làm gì cả mà chỉ ôm cô bàn tay lướt qua dừng lại ở trên lưng cô, hồn tóc cô để dục vọng nơi vùng bụng bình tĩnh lại. Khi đó cô cũng không dám lên tiếng, nhưng khi nghe tiếng thở nặng nề của anh, dường như người cô cũng mơ hồ nóng lên, nghĩ đến cảnh tượng kia thì mặt của nhậm quả quả đỏ bừng. Ngần người cái gì thế? Bạch Ngưu Tần bỗng cất lời, anh đã sớm phát hiện ra nhậm quả quả lén lút nhìn mình. Cô vừa nhìn anh vừa cười trộm, đến cuối cùng lại còn tự dưng đỏ mặt. Biểu cảm phong phú khiến anh cảm thấy thật là buồn cười. Nhậm qua qua ngừng đầu chống lại ánh mắt của Bách Nhiêu Tân. Cô bỗng nhiên có cảm giác mình bị nhìn thấu, hai má liền đỏ hơn, vội vàng cúi đầu. À, không có gì. Cô vừa ăn mì vừa tìm một tờ giấy lau miệng. Mì, mì anh nấu hôm nay rất là ngon nha. Bách Nhiêu Tân tin lời cô mới là có quỷ. Em là có trẻ con sao? Cái gì chứ? Nhậm qua qua sững sờ mà ngừng đầu. À đến mức miệng cũng dính tèm lan kia kìa. Bạch Nhiều Tần chỉ vào khóe miệng của cô, trên đó còn dính đầy thịt vụn, nhậm qua qua liếm liếm khóe môi, định vân tay ra lấy giấy lau, Bạch Nhiều Tần lại đột nhiên vân tay nâng cằm của cô lên, trực tiếp coi người mà hôn xuống, dùng đầu lưỡi liếm đi thịt vụn nơi khóe môi của cô, lại nhẹ nhàng chậm chạp liếm một vòng trên đôi môi cánh hoa của cô, mới cúi đầu nói bên tai cô, em vừa nghĩ tới chuyện gì không đúng đắn, có đúng hay không hả? Rõ ràng như vậy tại sao anh lại không nhìn ra chứ? Bị nói trúng thì khuôn mặt vừa hại nhiệt của nhậm quà quà Lại nhanh chóng đỏ lên Hơn nữa cả tai cũng trở nên đỏ bừng Nhưng điều khiến cô kinh hãi Chính là hành động của Bách Nhiêu Tân Anh, anh làm sao có thể như thế được Cô vẫn còn đang ăn mì cơ mà Làm sao anh có thể như thế mà hôn lên chứ Bạn trai trước của cô chưa từng làm như vậy Điều này cũng không có gì là lãng mạn đâu Nhậm quà quà nhịn không được mà che miệng Trợn mắt lên mặt trường Bách Nhiêu Tân Sao hả Bách Nhiêu Tân nhíu mày Ánh mắt này của cô có nghĩa là sao? Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ kẻ tay của cô. Anh không thấy bẩn sao? Bẩn ư? Ừ. Bạch Nhiều Tân sửng suốt lập tức hiểu ý của cô. Anh không nói gì cả mà trực tiếp kéo lấy tay cô, dùng hành động để trả lời cô, cúi đầu xuống hôn mạnh thêm một lần nữa. Đầu tiên, môi dưới của nhậm quà quà bị cắn một cái. Lúc cô há miệng kêu đau thì Bách Nhiều Tân trực tiếp đưa lưỡi vào thăm dò. Đảo qua hàm răng ngà xinh xắn, ngậm chặt lấy đầu lưỡi đang né tránh. Nhậm quả quả lùi về phía sau theo bản năng. Bạch Nhiều Tần đã sớm đoán được cô sẽ có động tác này, nên giữ chặt lấy gáy của cô, không cho cô có bất cứ cơ hội nào để mà né tránh. Anh liếm qua từng cái tức ở trong miệng nhỏ, không bương tha sự ngọt ngào của cô, cuốn lấy hơi thở của cô, khiến cô từ từ hòa tan trong lòng của anh. Mãi cho tới khi nhậm quả quả sắp không thở nổi, thì mới tha cho cái miệng nhỏ nhắn kia. Miệng của quả quả kẽ nhích, vội phá mà thở dốc. Cô bị hồn đến mơ mơ màng màng, đầu áp lên vai của Bách Nhiêu Tân, đôi má ửng đỏ, ngay cả ánh mắt cũng phủ một tầng hơi nước, môi bị hôn đỏ hồng cực kỳ mê người. Bách Nhiêu Tân liếm qua đôi môi của cô, dùng giọng nói khàn khàn mà hỏi, em cảm thấy như thế nào hả? Còn nghĩ tới là bẩn hay không bẩn đây? Cô cảm thấy, cảm thấy tim đập thật là nhanh, trong miệng toàn là mùi của anh. Cô rất thích là mùi vị của anh, cũng thích nụ hôn của anh. Nhậm qua qua nháy mắt, nhìn theo đôi môi của anh mà nhịn không được hôn lên. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Đương nhiên Bách Nhiêu Tân cũng sẽ không từ chối, chủ động hé miệng xem cô hôn anh như thế nào. Nhậm quà quà hôn lên môi anh, chà chà môi anh, đầu lưỡi vừa linh hoạt chui vào miệng anh, thì viên cầu nhỏ bị bỏ một bên cạnh, bất chợt vỗ vỗ bàn. Đang chơi cái trò gì vậy chứ? Bé con cũng muốn chơi nha. Đôi mắt màu lam nhìn chăm chăm vào miệng của hai người đang dán vào nhau kia. Hai người đang hôn nhau dừng lại, rốt cuộc nhớ ra bên cạnh còn có viên cầu nhỏ nhận quả quả cuống quýt để bắt Nhiêu tân ra bẩn hay không bẩn lãng mạn hay không lãng mạn cô đã sớm quên mất bây giờ cả đầu cô chỉ nghĩ tới vậy mà mình chủ động lại hôn anh trời ạ à, bạch nhiều tân có cảm thấy cô quá là chủ động không đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn nữ sinh tuy trước kia đã từng hôn bạn trai mà cô kết sao nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động hôn họ họ đều thích tỏ ra ngốc nghếch chỉ chạm môi với cô một cách trong sáng cho rằng đây sẽ là sự kín đáo của phụ nữ phương đông. Nhưng đối với cô mà nói, kín đáo không chứa tạp chất gì, cô cũng không biết. Cô chỉ đơn thuần là không nghĩ gì. Trên phương diện thân mật nam nữ, cô vẫn luôn bị động. Nhậm qua qua từng nghĩ có phải mình bị lãnh cảm hay không, bởi vì cô vẫn luôn rất là lạnh nhạt với chuyện tình dục. Nhưng bây giờ cô đã biết, không phải. Bạch Nhiều Thần vừa chạm vào cô, đừng nói là lạnh, cô cảm thấy cả người mình giống như là sắp bốc cháy. Như là bây giờ vậy, cô cảm thấy toàn thân nóng tới mức khó chịu. Thậm chí, thậm chí là... Mặt cô đỏ lên hoàn toàn không dám, nhìn về phía bách nhiêu tân, lập tức đứng dậy ôm lấy viên cầu nhỏ. Em ôm tiểu bối bối đi tắm. Cô cúi đầu nói rồi sau đó ôm lấy viên cầu nhỏ, lúng cuống chạy ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng lưng chạy đi của nhậm quả quả, bách nhiêu tân từ từ nhích môi. Đồng từ màu lam thâm túy lẽ lên ánh sáng, của mặt tuần nhã nhưng ẩn ẩn có cảm giác làm việc xấu thành công. Nhậm quà quà lại mất ngủ rồi cảm thấy cơ chế thật là khó chịu làm sao bây giờ cô lần đầu tiên gặp phải chuyện này cuối cùng không chịu nổi cô gọi điện thoại cho an bối nhã điện thoại reo lên thật lâu an bối nhã mới tiếp nhận có chuyện gì thế giọng của cô rất là mất kiên nhẫn trong giọng nói cô hơi thấp tiếng thở khẽ học tỷ à chị đang bận sao giọng nói của học tỷ hơi là lạ à nhá Nhậm quà quà nghe được học tỷ hít sâu một lúc lâu sau dường như là rống lên có rắm thì mau thả đi. Nhậm quả chấp chớp mắt lập tức chua miệng. Họ tỷ à, em xong rồi. Nghe nhậm quả quả sắp khóc, an Bối nhã dừng lại một lát. Nhậm quả quả nghe thấy có tiếng trang sột soạt ở đầu dây bên kia. Sau đó, nghe thấy an Bối nhã khẽ rùa một tiếng. Hẹn như đang bảo ai đó mau cút ngay đi. Chỉ chốc lát sau giọng của an Bối nhã lại vang lên. Có chuyện gì rồi hả? Bạch Ngọc Tần bắt nạt em sao? Không phải đâu, là em bị mất ngủ. Mẹ kiếp, An bôi nhã vô cùng kiềm chế mới không phun ra lời thô tục, nhưng cũng đã nghiến răng. Nhậm quả quả, em mất ngủ thì liên quan gì đến chị? Ngủ không được thì đi kiếm túc ngủ, nếu không thì đi tìm Bách Newton Tân đi. Vừa dứt lời định đi ngắt điện thoại. Nhưng mà học tỷ à, em rất là có chịu, thân thể vẫn luôn rất là nóng, sau đó, sau đó... Thân thể vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ, nhưng nhậm quả quả không nói nên lời. Học tỷ à, em sắp chết rồi. Em phát sốt sao? An bộ nhã lo lắng hỏi đã đo nhiệt độ chưa số tới bao nhiêu độ bách nhiêu tân đâu rồi anh ta không chăm sóc em sao Bảo gọi bách nhiêu tân nghe nghe điện thoại đi không phải đâu học tỷ ạ nhậm quả quả lắc lắc cái chăn úp úp mờ mờ em em không thể gọi bách nhiêu tân được an à, mối nhã hoàn toàn là không hiểu nhậm quả quả à em nói rõ ràng một lần nữa có được hay không hả nhậm quả quả mím môi rồi nói khẽ em em bây giờ không thể nhìn thấy bách nhiêu tân được bởi vì em sợ em sẽ không khống chế nổi mạnh nhào lên vừa rất lời, cô cảm thấy vô cùng là thẹn thùng. Cái gì chứ? An bộ nhã nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm, sừng suốt thật lâu mới từ từ nói. Nhậm quả quà à? Em sẽ không còn chơi lăn lên rừng với Bách Ngưu Tân đó chứ? Nhậm quả quà thấp giọng đáp một tiếng ừm. An bộ nhã chấn kinh rồi. Các em không ở chung một chỗ sao? Ở dưới cùng một mái hiên mà Bách Ngưu Tân không ra tay với em ư? Điều này làm sao có thể? Thế nào cũng không nhìn thấy Bách Ngưu Tân là người có thịt lại không ăn. Đừng nói với chị, tác phong của em chỉ là nắm tay trong sáng nhé. Không chỉ nắm tay, còn hôn môi nữa. Nhậm quả quả đỏ mặt nói. Chỉ như vậy thôi ư. Bạch Nhiều Tần đã trở nên ngây thơ từ khi nào vậy chứ? Như vậy cũng rất là đáng sợ đó học tì à. Nhậm quả quả đã sắp phát khóc rồi. Chị không biết đâu. Bạch Nhiều Tần hôn em thì toàn thân em nhũn ra rồi nóng lên. Chỗ ấy anh ấy sờ qua giống như là bị điện giật. Cuối cùng là em bị anh ấy hôn đến mức nhũn cả người ra. Nhưng anh ấy không làm gì cả. Một câu cuối cùng của cô nói rất là khẽ. Rốt cuộc thì An Bối Nhã cũng đã hiểu. Hóa ra nhậm quả quả mất ngủ là vì phát xuân. Mà Bách Nghiêu Tân thì, cô vừa nghe liền biết ý đồ của tên kia. Anh ta không chăm vào nhậm quả quả, mà là cố ý khơi màu dục vọng của cô. Nhưng sau khi khơi lên lại không làm gì cả, mà để cho cô dục vọng hành hạ. Mục đích rất là đơn thẳng, chính là muốn nhậm quả quả chủ động. Anh ta muốn nhậm quả quả sinh ra lờ lòng với mình. Muốn cô nhớ anh thật là kỹ, muốn nhậm quà quà biết chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác này. Mà cô nhóc ngây ngôi nhậm quà quà này, làm sao có thể thắng được Bách Nghiêu Tân, mưu cao trí nặng được cơ chứ? An bồi nhã lắc đầu, cảm thấy nhậm quà quà trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Bách Nghiêu Tân. Nếu nhanh ta không làm như vậy, vậy thì em chủ động đi. Sao ạ? À? Cái này, chuyện này làm sao có thể được? Nhậm quà quà lắp bắp đỏ mặt nói, muốn cô chủ động nhào lên rừng của Bách Nghiêu Tân ư? Cô vội vàng lắc đầu cô cũng không dám nghĩ đến nữa. Có gì mà không được chứ? Ai nói chuyện này nhất định phải là đàn ông làm chủ. Có khi phụ nữ chủ động ra trận lại có thể khiến đàn ông kinh hỉ đó. An Bội nhã rất là vô trách nhiệm mà bẻ cong. À, phòng của anh ta ở bên cạnh phòng em nhỉ? Em đừng nghĩ gì cả, cứ vào thẳng phòng anh ta rồi nhào lên là được. Em còn lén mê thẹn thùng nữa, cẩn thận bách Newton sẽ bị phụ nữ chủ động cướp đi mất đó. Bỏ lại một câu đe dọa, An Bội nhã cúp điện thoại rồi tiện thể tắt máy luôn. <laughs> bạch Nhiêu Tân kia mau cảm ơn tôi cho tốt đi nhậm qua quà, quà trương mắt nhìn di động vang lên tiếng tốt tốt vậy mà học tỷ cứ như thế tắt điện thoại sao vậy mà lại tắt máy nữa làm sao học tỷ có thể làm như vậy chứ vẻ mặt của nhậm quả quà đau khổ mà vứt di động xuống cô ôm gối phủ đầu lên mình làm sao bây giờ thật sự là cô phải làm theo cách học tỷ nói sao nhưng lỡ bách nhiêu tân đuổi cô xuống rừng thì phải làm sao hơn nữa cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động quyến rũ đàn ông Nhậm quả quả rất là vân vân Nhớ lại câu nói cuối cùng của An Vô Nhã Cẩn thận Bách Nhiêu Tân lại bị phụ nữ chủ động cướp đi Chẳng lẽ học thì đang ám chỉ Bách Nhiêu Tân thích phụ nữ chủ động sao Cho nên cô mà không chủ động Thì Bách Nhiêu Tân sẽ bị cướp đi ư Nghĩ tới chuyện Bách Nhiêu Tân không cần cô nữa Mà trở thành bạn trai của một người khác Nhậm quả quả không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Bách Nhiêu Tân Trong yến hội năm 15 tuổi Lần đầu tiên cô động lòng nhưng lại không có cơ hội mà màu đầu để Bách Ngư Tân đã trở thành người của người khác rồi. Cô vất vả lắm mới có được anh, mới trở thành bạn gái của anh. Nếu mà anh bị người khác đặt đi thì rất là khủng khiếp. Nghĩ vậy, nhậm quả quả lập tức bảo dậy nhảy xuống giường không một chút nghĩ ngợi, Chạy tới trước cửa phòng của Bách Ngư Tân, hít sâu mấy hơi rồi mới vươn tay, khe khẽ mở khóa cửa. Cửa phòng của cô mới được đầy khe khẽ, trong phòng không bật đèn bóng tối bao trùm, Nhậm quả quả nhón chân vào trong, lại khe khẽ đóng cửa, lần mò trong bóng tối, lần theo mép giường rồi trèo lên giường. Ở cái giường mềm mại lõm xuống, đèn đầu giường lập tức được mở ra. Bạch ngồi tần ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ lạnh nhạt. Nhậm quả quả, em làm cái gì vậy? Nhậm quả quả cứng cả người xấu hổ nhìn anh. Em, em... Sao hả? Bạch ngồi Tần nhớ mày chờ cô giải thích. Cần phải bất chất tất cả thôi. Nhậm Quả Quả cắn răng nhắm mắt lại, nhào thẳng lên mà áp đảo Bách Nhiêu Tân. Liệu lĩnh cúi đầu dùng miệng chặn cái miệng của Bách Nghiêu Tân lại, cô cần phải cường anh. Ai cường ai còn không ai biết đâu. Lúc cửa phòng được mở ra thì Bách Nhiêu Tân đã mở mắt, khóe miệng từ từ nhích lên trở thành một nụ cười như đã chờ đợi từ lâu. Nhìn bóng đen mò vào phòng anh, từ từ lần theo mép giường, anh cố ý lên tiếng để cho cô có một cơ hội. Nếu cô sợ tới mức chạy mất, thì anh sẽ từ từ quyến rũ cô, để cô bước vào lưới của anh. Dù sao thì tính nhẫn nại của Bách Nhiêu Tân anh rất là cao. Nhưng nếu cô nhào lên thì cũng đừng trách anh không khách khí. Lục nhậm quả quả, hôn lên đôi môi của Bách Nhiêu Tân thì không ngăn cản mà còn sang trọng hai tay. Xoay người một cái để nhậm quả quả dưới thân, đầu lưỡi thăm dò tiến sâu vào trong miệng cô, nút lấy tiếng đức nở của cô mà đòi hỏi lấy sự ngọt ngào chỉ thuộc về cô. Nhậm quả quả không phải là người mình hạc xương ngay, hai má của cô phúng phí như là trẻ con, cơ thể cũng mềm mại mướng nhĩm nở năng mà non mềm như viên kẹo, cả thân thể tỏa ra một hương ngọt ngào. Thà ái à, bây giờ lại em muốn nhào lên giường quên chỗ anh sao? Giọng nói trầm thấp dần dần bị nhiễm dục vọng trở nên cậy cảm đến mê người. Lúc hỏi, thì ngón tay của anh kẽ lướt vào trong bắp đùi của nhậm quả quả, khiến cô không khỏi hư nhẹ một tiếng, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Nhậm quả quả cực kỳ căng thẳng cũng rất là thẹn thùng, đôi mắt sáng người nhìn bách nghiêu tân chằm chằm, đỏ mặt mà nổi lên dũng khí nói. Ừ. Bạch Nhiêu Tần à, anh có muốn để em quên rũ hay không? Bạch Nhiêu Tần luôn rất thích đôi mắt của cô. Dưới ánh đèn vàng ánh mắt ngượng ngùng, lại tín nhiệm động lòng người như thế, khiến lòng anh cũng mềm xuống. Anh nghĩ anh động lòng với cô cũng là vì đôi mắt này, tựa như là thủy tinh trong veo không một chút tạp chất. Bạch Nhiêu Tần nhịn không được, mà hôn lên đôi mắt mỹ lệ kia thấp giọng nói. Không hối hận chứ. Nhậm quả quả rũ mắt, tay khẽ níu lấy áo anh, khuôn mặt nóng lên nhưng cũng khẽ gật đầu tự như là thiếu nữ làm vật hiến tế, đáng yêu động lòng người như thế. Ừ, không hối hận. Khoảnh khắc nghe thấy cô nói những lời này, Bách Nghiêu Tân đã điên cuồng rồi. Anh cũng sẽ không cho em có cơ hội để mà hối hận. Lập tức hy lên hôn lên môi cô một cách dã man. Nụ hôn lần này, hoàn toàn các hẳn với nụ hôn khiến người ta nóng lên vừa rồi. Lần này mãnh liệt như muốn hung hăng cắn nuốt cô vậy, không cho cô có không gian để mà thở dốc. Dường như ngay lập tức nhậm quả quả bị hôn đến mức toàn thân nhũn ra. Cô vẫn luôn không hiểu vì sao một người luôn lạnh như băng anh, mà nụ hôn lại luôn nóng bỏng như vậy, tự như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, tiêu đốt cô rất là dễ dàng. Cô hơi sợ hãi, trong người lại dâng lên một chút hưng phấn, như là len lén vui mừng. Có phải chỉ có cô mới có thể đốt lên dục hỏa, không thể khống chế được nơi anh hay không? Nếu như đúng, thì cô thực là thích sự khống chế này của anh, cũng thực là thích nụ hôn như vậy của anh. Bách Nhiêu Tân à? Trong miệng toàn là mùi vị của anh. Nụ hôn cũng mang theo mùi trà mà cô thích. Cô nhìn không được mà ngừng đầu, chủ động dối mũi ra mà mốt lấy cướp lấy mùi vị của anh. Nụ hôn của Bách Nghiêu Tân dừng lại, rồi sau đó càng ngày càng điên cuồng ngậm lấy cánh môi cô. Nhậm cả quả quả ngâm khẽ, bị hôn đến vô tri vô sắc cảm giác lưỡi có một chút tê dại, thân thể như là nhũn ra cũng run rẩy. Bách Nghiêu Tân cười khẽ. Em nghĩ tới anh bao lâu hả? Nếu không sao, vì sao lại lâu như vậy? cô sẽ không bỗng dưng mà trèo lên giường của anh, nhất định là bởi vì nhịn không được rồi. Ngày nào anh cũng khơi lên lờ lòng của cô từng chút từng giọt, mỗi một nụ hôn đều treo khiệu thân thể của cô. Anh muốn cô quen với mùi vị của mình, khiến cô dần dần không khống chế cự lại anh, khiến cho cô muốn anh. Anh muốn, cô biết anh không giống những người bạn trai mà cô thích trước kia. Anh là người đàn ông của cô, chỉ có anh mới có thể làm cho cô có loại cảm giác này, cũng chỉ có anh mới có thể khai phá được lờ lòng của cô thân thể của cô. Anh mạnh mẽ che kín, lấy kế miệng nhỏ, lưỡi quấn lấy cô, cho đến khi tiếng nức nở của cô dừng lại thì bầu trời đã sáng, lúc này anh mới buông tha cho cô. Đàn ông không cần nữa sắc, một năm là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhậm qua qua bị say vo đến mức toàn thân đau nhức, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cô tỉnh lại đúng giờ. Cô dường như mệt mỏi, mở to đôi mắt hơi sưng. Tối ngày hôm qua cô bị ép đến mức khóc lóc nhiều lần, rồi sau đó thậm chí còn đáng thương. Tới mức phải khóc lóc cầu xin anh dừng lại Thì Bách Nhiêu Tân mới dừng Nhưng chỉ dừng lại một chút Thì lại bắt đầu một đợt tấn công cuồng mãnh hơn Tình ái của Nhiệt lần đầu tiên cô cảm nhận được Lúc này cô mới biết Thì ra không phải là do cô lãnh cảm Mà chỉ có Bách Nhiêu Tân Mới có thể gây nên sự nhiệt tình của cô Khiến cho cô bốc cháy Nhưng mà mệt quá đi Nhậm quả quà cảm thấy cả người mình mềm đến mức Không có một chút sức lực nào Lại còn rất là buồn ngủ đang lúc cô định nhắm mắt lại ngủ thì lơ đắng nhìn về phía trước, rồi sau đó chống lại một đôi mắt màu lam tinh khiết. Cô vừa hay ngủ ở bên phải, bên cạnh chính là rừng trẻ con. Rốt cuộc, nhậm qua qua nhớ tới còn có viên cầu nhỏ nào đó, thân thể mềm mại vô lực liền cứng đờ. Viên cầu nhỏ, nón nà đã dậy, ngồi ở trong chiếc giường trẻ con, hai tay nằm lấy tay vị, mắt dán sát vào giữa hai thanh gỗ, chớp chớp đôi mắt nhìn cô tràn đầy tò mò, hay nói đúng hơn là nhìn người trên giường đầy tò mò. Tối ngày hôm qua, phiên cầu nhỏ ngủ rất ngon, đến tận lúc trời sáng cũng không bị bất cứ tiếng động lạ nào đánh thức. Bé đã được huấn luyện, bởi vì cha mẹ, người đã ném bé cho chú đi tuần trăng mệt kia, cũng thường phi thường ân ái vào buổi tối. Nhưng bé vẫn còn tò mò, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vài cái giường lớn. Chiếc chăn mỏng màu lam chỉ có thể che chỗ dưới thắt lưng của hai người. Bạch nhiều tần ngủ sau lưng cô, bộ ngực chắc nịch rắn vào lưng cô, bàn tay ôm eo cô đầy chiếm hữu mà còn nhậm quả quả phát hiện anh vẫn còn ở trong cô trời ạ à, nhậm quả quả xấu hổ đến mức muốn nhảy dựng lên để lại viên cầu nhỏ thấy được mà còn cô nhớ tối hôm qua mình vừa khóc vừa kêu hoàn toàn quên bên trong phòng còn có một cô bé thật là xấu hổ mà quả quả xấu hổ và giận dữ muốn chết bất chân thờ thể còn đau nhức nhậm quả quả vội vàng định rời giường nhưng cô vừa kẽ động thì bàn tay của bách nhiều tân đã giữ chặt lấy cô rất lâu sau dự âm của cơn cao trào của nhậm quả quà mới tỉnh lại. Toàn thân cô không còn một chút sức lực nào. Hơn nữa, cô không hề biết mách Newton tân lại hư hỏng đến như vậy. Tiểu bối bối đã tỉnh, mà anh lại còn thật là quá đáng mà. Nhưng nghĩ tới rút cuộc mình chìm đắm vào sự khiêu khích của anh. Lung vừa khóc vừa la, cô cũng đã quên đi sự tồn tại của tiểu bối bối. Nhậm quả quà giấu hổ rên rì mà che mặt lại. Cô không phải là một bảo mẫu tốt, làm sao bây giờ? như thế này có phải hay không là dạy hư trẻ nhỏ rồi. Đây chính là tội lỗi của Bách Nhiêu Tân nha. Nhậm quả quả tức tối, Đồ toàn bộ sai lầm lên người của Bách Nhiêu Tân. Cô mệt quá rồi, mệt đến mức chỉ muốn ngủ thôi nha. Nhưng người vừa ướt vừa dính khiến cô không ngủ được. Cô đành phải bò xuống giường, định vào phòng tắm thể rửa một chút. Hai chân rôn rẩy đứng vững, thì liền cảm thấy một thứ chất lòng chảy xuống đùi. Biết thứ này là gì? Thì mặt của nhậm quả quả hồng thấu hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn, vội vã tiến vào phòng tắm. Rửa mặt chai đầu đơn giản một chút, nhậm quả quả quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Đã tắm rửa nên tinh thần của cô tốt hơn, lại cảm thấy cái bụng thật là đói. Vốt vốt cái bụng, cô nhặt lấy cái váy ngủ đã bị bách nghiêu tân vứt ở trên đất mặc vào. Nhưng mà nội y, cô đưa mắt nhìn nội y nhăn nhúm, quyết định về phòng mình thay quần áo. Dù sao lần váy ngủ của cô dài tới bắp chân, không nhìn ra cô không mặc nội y nha nhưng cô không có cơ hội về phòng, bởi vì vừa bước ra khỏi cửa thì Bách Nghiêu Tân đã nhìn thấy cô. Viên cầu nhỏ đã được ăn no, ngồi trên ghế trẻ con của mình, ôm bình nước uống. Bách Nghiêu Tân thì làm bữa sáng cho cả hai người. Quay lại thì liền nhận thấy nhận quả quả đi ra, thấy mái tóc ướt trên vai cô thì anh nhíu mày. Lại đây, cô muốn trở về phòng. Thầy Bách Nghiêu Tân nhăn mày lại, thì nhậm quả quả không dám nói gì, ngoan ngoãn đi về phía phòng bếp. Nhậm quả quả, Tắm sạch rồi tại sao lại không lau khô tóc chứ? Bách Nhược Tần mất hứng mà mắng cô. Không sao mà. Nhậm qua quà định nói ra, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Bách Nhiêu Tân, cô đành thức thời mà đành nuốt lại. Anh hừ lạnh một tiếng, để cô ngồi lên chân ghế cao trước quầy ba. Mình thì vào phòng tắm lấy một cái khăn lông sạch, phủ lên đầu của nhậm quà quà mà lau tóc cho cô. Em đã bao nhiêu tuổi rồi, mà còn không biết chăm sóc mình chứ. Ngẫm lại, từ khi cô bắt đầu vào nhà thì anh toàn là người chăm sóc cho cô. giọng điệu của bách nhiêu tân rất là dữ nhưng động tác lau tóc cho cô rất là dịu dàng. nhậm qua qua quý đầu, môi nhịn không được mà cong lên len lén cười. cô rất thích được anh quan tâm như thế này. sao bách nhiêu tân không nhìn ra là cô đang cười trộm? thật là rõ. anh chịu không nổi mà lắc đầu, nhưng trong mắt chỉ có sự cương chiều thấp thoáng tràn qua. mà cô thì ngồi trên chân ghế cao, làn váy ngủ xốc lên, lướt qua là thấy cô không mặc nội y. Đồng tử của Bách Nghiêu Tân không khỏi trầm xuống. Anh không biết dục vọng của mình lại bị khơi lên dễ dàng như vậy. Từ trước tới nay anh luôn không phải là người dung túng, nhưng cô lại có thể khơi màu dục hỏa của anh một cách dễ dàng nhất. Phát hiện ra Bách Nghiêu Tân dừng lại động tác, nhậm quà quà nghi ngờ ngừng, ngừng đầu lên thì thấy ánh lửa toát ra trong mắt của anh. Thân thể nóng bỏng rõ ràng khiến cho người cô tê dại. Tối ngày hôm qua, cô cực kỳ am hiểu ánh mắt này của Bách Nghiêu Tân là đại biểu cho cái gì tiếng chuông cửa khiến động tác xâm lược của bách nghiêu tân dừng lại nhậm qua quà bắt lấy cơ hội này vội vàng thoát khỏi ma trường của bách nghiêu tân em đi ra mở cửa vừa nói cô vừa chạy tới ngưỡng cửa cho dù thân thể đau nhức cô cũng phát ra kháng nghị bởi vì hành động này nhưng nhậm qua quà cố gắng không đếm rỉa tới không trốn sao được chứ cô cũng không muốn bị bách nghiêu tân lôi trở lại giường một lần nữa nha bách nghiêu tân nhíu mày lại mà kệ cho nhậm quả quà chạy trốn dù sao chạy nhất thời cũng không chạy được cả một đời. hờ nữa ai tới tìm anh sớm như vậy chứ? Anh muốn xem là tên nào không thức thời, lại đi quấy rầy chuyện tốt của mình. Nhậm qua qua chạy tới cửa, thở ra một hơi rồi vỗ ngực mở cửa. Mỹ nhân đeo kính râm đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy cửa mở thì nhanh lập tức chào hỏi. Xin chào bác, đã lâu. Mỹ nhân gỡ kính râm, ngạc nhiên mà nhìn gậm quả quả. Cô là ai? Làm sao có thể ở trong nhà của bác chứ? Nhậm quả quả sững sờ nhìn Mỹ nhân, mang hai dòng máu ở trước mặt mà cô vĩnh viễn không quên được chính là bội cơ liên ân vị hôn thê trước của bách nhiêu tân bội cơ liên ân và bách nhiêu tân coi như là thanh mai trúc mã nhà họ liên ân cũng không nổi tiếng lắm trong giới kinh doanh nhưng ở anh cũng coi như là một công ty lớn có vài hợp đồng đối với đường thị hơn nữa nhà họ liên ân và nhà lớn của nhà họ đường cũng ở cùng một khu bách nhiêu tân thường tới nhà họ đường để ông ngoại dạy dỗ nên cũng rất quen thuộc với bội cơ liên ân cũng không phải ngay từ đầu bọn họ đã ở bên nhau. Trước khi ở bên nhau, bọn họ đã từng quen người khác. Nhưng đột nhiên vào một ngày, hai người nhìn vào mắt nhau liền kết sao. Bội cơ liên ân chính là loại phụ nữ bà Bách nhiều Tân thích. Mỹ lệ hào phóng tự chủ, rất là có chính kiến. Khi hai người kết giao thì mỗi người đều bận việc của mình, không dán lên đối phương, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn luôn luôn là không thể. Bách nhiều Tân phi thường hài lòng với bạn gái Thanh Mai Trúc Mã này. Cho nên lúc hai gia đình đề xuất đính hôn thì anh không phản đối. Bội cờ cũng vậy, cô rất thích bạn trai Bách Nghiêu Tân này mà cũng rất là hài lòng. Bọn họ đều xác định đối phương chính là một nửa hoàn mỹ của mình. Nhưng Bách Nghiêu Tân không ngờ trước khi kết hôn một tháng, vị hôn thê hoàn mỹ của mình lại nói rằng không muốn kết hôn với anh. Bởi vì cô đã gặp người yêu trong định mệnh của mình ở Paris. Bội cờ đi Paris để bàn bạc với nhà thiết kế áo cưới. Kết quả áo cưới còn chưa chuẩn bị tốt thì cô đã quen một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này không có điểm nào hơn Bách Nhiêu Tân cả. Không chỉ có mặt mày không sánh bằng, mà ngay cả gia cảnh cũng là thua kém. Bởi vì đối phương chỉ là một họa sĩ nghèo, phóng túng ở trên phố. Nhưng bội cơ liên ân lại yêu. Cô và họa sĩ kia quen nửa tháng, liền quyết định vứt bỏ mối quan hệ 7 năm với vị hôn phu chuẩn bị cưới, không một chút do dự. Đương nhiên, nhà họ liên ân phản đối. Vì sao họ sĩ kia so với Bách Nhiêu Tân được chứ? tất cả bọn họ đều là ngăn cản, muốn khiến con gái và họa sĩ đó tách ra. Nhưng bội cơ vô cùng kiên quyết, thậm chí chạy tới trước mặt Bách Nhiêu Tân, nói cho anh biết rằng cô đã yêu một người đàn ông khác sẽ không kết hôn với anh nữa. Bách Nhiêu Tân có kinh ngạc hay không? Dĩ nhiên, đặc biệt là lúc anh biết mình lại thua một họa sĩ đầu trường kém mình mọi mặt. Đúng lúc ấy chính là một đả kích đối với anh. Bách Nhiêu Tân có phẫn nộ hay không? Đúng là nói nhầm. Nghĩ tới chuyện sao không sớm cả một chút, tin tức kết hôn đã phát ra, toàn bộ thế giới đều đã biết. Vị hôn thê lại nói không kết hôn bởi vì cô yêu người khác. Đây quả thật là một vết nhơ trong kế hoạch đời người hoàn mỹ của anh. Nguyên nhân Khi đó, mặt của Bách Nghiêu Tân lạnh băng chỉ phun ra một câu này. Bội cơ liên ân cũng chỉ biết mình có lỗi với anh, nhưng khuôn mặt mỹ lệ vẫn kiên quyết. Bách à, anh ấy giúp em cảm nhận được tình cảm mãnh liệt. Lúc ở bên anh ấy, em cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc em sẽ không để ý đến hình tượng mà cười ha ha. Còn có thể cùng ăn đồ ăn trong quán về hè ven đường với anh ấy. Trước đây em không làm những việc như thế này. Anh ấy thua kém anh, nhưng anh ấy lại cho em có cảm giác yêu đương. Mà tình cảm của cô và Bách Nhiêu Tân thì lại lý trí như vậy. Bách Nhiêu Tân là người yêu tốt, cô cũng thích anh, nhưng cùng lắm chỉ là thích mà thôi. Bách à, anh ấy là một bất ngờ đối với em, cũng là một tai nạn lớn. Em cũng không ngờ sẽ vì anh ấy mà bương bỏ anh có lẽ sau này em sẽ hối hận nhưng mà bây giờ em muốn ở bên anh ấy chuyện hỷ hôn anh quyên bố đi anh có thể đổi hết trách nhiệm lên người của em quả thực là do em đã có lỗi với anh thấy ánh mắt nghiêm túc của bội cơ bạch nhiều tân vô cùng kinh ngạc đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vị hôn thê của mình bày ra vụ dạng này còn một chút lý trí nhưng rất kiên quyết nhưng bạch nhiều tân cũng không phải là người cố chấp dừa hái xanh thì không ngọt nếu như vị hôn phê yêu một người khác anh cũng sẽ không ép đối phương vai gà cho mình. Bách nhiều tân anh còn sợ sẽ không tìm được phụ nữ tốt hơn bội cơ sau. Vì vậy anh nhận lời đề xuất hủy hôn của bội cơ, đồng thời anh tuyên bố chuyện hủy hôn. Về phần nguyên nhân thì anh không nói. Không phải bởi vì bảo vệ bội cơ mà anh chỉ cảm thấy đây là chuyện riêng, không có gì hay mà phải bày ra cho mọi người đàm tiếu cả. Mà trước khi bội cơ rời đi, Bách Nhiều Tân chỉ nói một câu. Nếu như tên kia bắt nạt em, có lỗi với em thì có nói một tiếng, với tư cách Một thời là vị hôn phu Anh sẽ dạy dỗ anh ta cho em Tuy anh không thể lý giải được hành động của bội cơ Rõ ràng cô và anh đều là người cầu toàn Nhưng dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên Cho dù bội cơ hủy hôn Thì anh cũng sẽ không vì thế Mà ghét bỏ cô Có lẽ đúng như bội cô nói Hai người bọn họ đều rất là lý trí Về trước bội cơ yêu người khác Sự phẫn nộ của anh lớn hơn sự đau lòng Nghe Bách Nhiều Tân nói như vậy Thì bội cơ cười cười dường như không bất ngờ mà nói lời cảm ơn đối với sự bình tĩnh của bách nhiêu tân cô có thất vọng hay không có lẽ là có bởi vì thái độ của bách nhiêu tân khiến cô cảm thấy anh không yêu cô thật lòng nhưng lúc đó chẳng phải cô cũng thế hay sao trước khi rời đi bội cơ cười nói với bách nhiêu tân bách à em biết anh chắc chắn sẽ không thể nào lý giải được nhưng có một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người bất ngờ thì anh sẽ hiểu vừa dứt lời Cô tiêu sái vẫy tay với Bách Nhiêu Tân rồi đi đến Paris. Sau này Bách Nhiêu Tân mới biết, bội cơ vì để, tới với vị họa sĩ kia mà trở mặt với người nhà, không mang gì đi cả, vớt bỏ cuộc sống đại tiểu thư sau có một mình tới Paris. Từ sau lần đó, Bách Nhiêu Tân và bội cơ đã một năm không gặp, cũng không liên lạc, hơn nữa cũng không ai dám nhắc tới chuyện của bội cơ trước mặt của Bách Nhiêu Tân, chỉ sợ giải kích thích anh. Bạch Nhiêu Tân cũng chẳng muốn giải thích. Anh thích bội cơ nhưng không tới nỗi là không có được cô. Người khác muốn hiểu lầm như thế nào thì kể. Từ trước tới nay anh không luôn để ý tới ý nghĩa của người khác. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng không nghĩ tới bội cơ sẽ về. Trên thực tế, anh sắp đã quên mất vị hôn thê ngày trước đây rồi. Lúc thấy bội cơ thì anh rất là kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không giống với người trong ký ức của anh. Bội cơ trong trí nhớ, từ trước tới nay đều có điểm trang điểm rực rỡ trói lóa trên người luôn luôn là đồ công sở hàng hiệu. Bây giờ cô lại mặc quần trên áo thun, mà từ trước tới giờ sẽ không chạm vào. Da của cô đen lạnh, khí chất trên người cũng thay đổi, không hề giống với tin kim tiểu thư kiêu ngạo trước kia. Không chỉ Bách Nhiêu Tân, kinh ngạc, mà bội cơ liên ân cũng vậy. Cô không ngờ người mở cửa của nhà Bách Nhiêu Tân lại là một cô bé phương đông. Hơn nữa, cô thấy trên cổ cô bé toàn là dấu hôn. Dấu hôn nhỏ vụn lan tới cổ áo cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong lớp áo ngủ kia phấn kích tới cỡ nào. Lúc đầu vội cơ còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ, nếu không thì Bách Nghiêu Tân chuyển nhà, nhưng khả năng này không cao. Với hiểu biết của cô về Bách Nghiêu Tân thì anh rất là hài lòng với chỗ ổ này. Từ cách kết cấu tới cách trang trí đều là thiết kế mà anh yêu thích, mà với tính cách của anh thì trước và lúc ở tốn nhiều công như thế, làm sao có thể chuyển đi được, chuyện lãng phí như thế này anh chắc chắn sẽ không làm. Đang lúc bội cơ nghi hoặc Thì Bách Nhiêu Tân đi ra tới cửa Lúc hai người nhìn thẳng vào nhau Thì ngần cả người ra Bách Nhiêu Tân không ngờ vị thôn thầy trước sẽ xuất hiện ở cửa Còn bội cơ là ngạc nhiên Khi nhìn thấy Bách Nhiêu Tân Nửa trần người trên Vết cào trên ngực lại rất là rõ ràng Lại nhìn về vết hôn trên cổ của cô bé kia Vừa nhìn lên biết hai người đã làm chuyện gì Mà bây giờ ba người ngồi ở phòng khách Bách Nhiêu Tân đã mặc quần áo xong Nhậm qua quà cũng chạy về phòng thay phái ngủ rồi ôm viên cầu nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhìn thẳng vào bội cơ, không thể che giấu chủ ý thủ địch trong mắt một chút nào. Người phụ nữ trước mắt không chỉ là vị hôn thê trước đây của Bách Nhiêu Tân, mà còn là người đã làm anh tổn thương. Cô đã từng nghe năm đó hủy hôn là do người phụ nữ này có lỗi với anh. Đương nhiên cô đứng về phía Bách Nhiêu Tân rồi. Hơn nữa, thường thường vị hôn thê phản bội xuất hiện là vì cái gì? Nhất định là vì hợp lại, tỷ vì tiểu thuyết đều có tình tiết này nha. Làm sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Bây giờ cô là bạn gái của Bách Nhiêu Tân rồi. Cô muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh bị người phụ nữ hư hỏng này ăn hiếp. Bội cô nhìn thấy ánh mắt căm thù của nhậm quà quà đầy thú vị, lại nhìn viên cầu nhỏ, được cô ôm trong lòng, nhìn một bộ dáng dán sát vào người của Bách Nhiêu Tân của cô. Cảnh tượng trước mặt thoạt nhìn rất giống một nhà ba người. Bách à, sở thích của anh thay đổi từ lúc nào vậy chứ? Bội cơ tràn đầy tò mò, cô bé trước mắt căn bản không phải là loại bách Newton tân sẽ thích nhưng anh lại bày ra chưa thế tìm hiểu với cô bé này chứ chưa hề nói gì bội cờ đã từng qua lại với bách Newton, tân nên cô vô cùng rõ ràng rằng anh đối xử rất tốt với người phụ nữ của mình chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt thì anh sẽ hoàn toàn là nuông chiều chính cô cũng là người từng được hưởng đặc quyền này nhưng lúc ấy cô nhìn ánh mắt của bách Newton tân nhìn cô bé này thì lại phát hiện ra rằng anh không giống trước đây anh không dùng ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều như thế này để mà nhìn cô. Bội cơ không khỏi nhớ mày mà nhìn về phía nhậm quà quà. Mà nhậm quà quà cũng nhìn chằm chằm lại bội cơ. Đồng tử tròn xe, như còn là con chuột nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình vậy. Thật là đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc cô vậy. Cô nhóc ngây ngô này, là có gì tốt chứ? Bội cơ kéo mái tóc dài, bắt chéo hai chân lên, hơi nâng bộ ngực trêu người lên. Cho dù chỉ là áo thun quần trên bình thường, nhưng cũng không thể che giấu được hết vẻ phong tình của người phụ nữ trưởng thành này. Nhậm quả quả trừng bội cơ, đừng tưởng rằng cô không hiểu người phụ nữ này, đang ám chỉ là cô không có dáng người. Đúng rồi, dáng người của cô không tốt, nhưng mà... Nhậm quả quả nhìn bộ ngực như sân bay của mình, không cam lòng yếu thế mà nói. Tôi như thế này, gọi là nhỏ mà có võ. Hơn nữa cô mới có 21 tuổi, uống giờ xanh còn kịp nha. Mà chị gì... Nhìn bộ ngực của bội cơ, Cô hừ một tiếng rồi nói tiếp. Cẩn thận, bị sẽ xuống đó thưa gì. Vậy mà dám gọi cô là cô nhóc sao? Bội cơ chấp chấp mắt không thể tin được mà hỏi. Em gọi chị là gì ư? Sau đó, cô chỉ vào bách Nhiêu tân. Chị bằng tuổi anh ấy đấy. Em gọi chị là gì? Vậy thì gọi anh ấy là gì hả? Nhậm quả quả không một chút nghĩ ngợi mà nói. Chú, cô vội vàng che miệng lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Bách Nhiêu tân đã lạnh mặt xuống. Nhậm quả quả. Người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú sao? về mặt của nhậm quả quả đau khổ. Em, em không có ý. Đều là tại chị ấy cả. Là chị ấy gài bẫy em. Cô chỉ vào người phụ nữ hư hỏng để mà lên án. Rõ ràng là mình không có đầu óc. Bạch Nghiêu Tân hờ lạnh. Cũng không trông cậy vào việc nhậm quả quả ngu ngốc này. Có thể đấu lại sự côn kéo của bụi cơ. Hơn nữa anh cũng có thể bắt nạt người phụ nữ của mình. Nhưng không cho phép người khác đùa dẫn cô. Bạch Nghiêu Tân lạnh lùng nhìn bụi cơ rồi hờ lạnh. Em tới để làm gì? Hẳn không phải là bò rơi mà tới đây khóc lóc kề lệ đó chứ. Còn ánh mắt, bắn lại thì rất rõ ràng, đừng có bắt nạt người phụ nữ của anh. Quen nhau nhiều năm, nên làm sao bồi cơ không biết Bách Nghiêu Tân bao che khuyết điểm. Cô cũng biết phải có chừng mực, nhưng với lời nói hào khắc của Bách Nghiêu Tân, cô trực tiếp đáp lại bằng cái trường mắt. Ít rồi em đi, em rất là hạnh phúc. Hơn nửa tháng sau em sẽ kết hôn, hôm nay tới là để đưa thiệp. Cô lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới tinh xảo rồi sau đó nhìn về phía nhậm quả quà. Vừa may, em lại thiếu bạn gái. Cô nhắc à, em làm phù dâu của chị đi. Cô chỉ định không một chút khách khí. Nhậm quả quà ngần càng người. Không ngờ như vậy mà người phụ nữ hư hỏng này lại không tới để tranh bách Nhô tân với cô, mà là tới để đưa thiệp cưới. Nhưng người phụ nữ hư hỏng này sắp kết hôn thì liên quan gì tới cô? Làm sao cô phải làm phù dâu của chị ta chứ? Làm sao tôi phải... Chẳng lẽ em không muốn biết chuyện của Bách Nhiêu Tân sao? chị biết rất nhiều bí mật của anh ấy đó bội cơ cất lời cám dỗ cô cái này thì nhậm quà quả là động lòng rồi bạch nhiều tần nhíu mày lại người phụ nữ bội cơ này là định làm gì anh có muốn nhậm quả quả bị xảy hư bội cơ à Bách à không phải anh định từ chối yêu cầu nhỏ của một người phụ nữ có thai đó chứ bội cơ vuốt vuốt vụn quân mặt mỹ lệ nhất thời dịu dàng liền bộc hộ ra sự mẫu tính bạch nhiều tần tất thần ngạc nhìn nhìn bội cơ rồi nhìn chăm chăm vào cái cái bụng bằng phẳng của cô. Em, nếu không anh nghĩ sao, người nhà của em lại đồng ý chứ. Cứ quyết định như vậy đi. Cô nhóc à, ngày mai theo chị đi thử áo cưới nha. bội cô nở ra một nụ cười, mà cái ý nguyện của hai người, lời phụ nữ có thai chính là lớn nhất. Cho nên nhậm quà quà, tới cửa phòng áo cưới, còn Bách Nghiêu Tân thì tới công ty, tối mới gặp lại. Nghĩ đến chuyện nhậm quả quà và bội cơ ở cùng với nhau, Bách Nghiêu Tân liền trở nên lo lắng. Ai biết bội cơ có bán đứng anh không? Trước khi rời đi anh vẫn dặn dò nhậm quả quả Muốn cô cố gắng hết sức đừng nói chuyện với bội cơ kia Lời bội cơ nói thì chỉ nghe thôi Ngàn vạn lần đừng coi là thật Nhậm quả quả ngoan ngoãn gật đầu Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này của cô Bách Nhiều Tân nên cảm thấy thật là nguy hiểm Anh nghĩ anh nên hoàn thành công việc nhanh một chút Rồi mau chóng tới cửa hàng áo cưới thì có vẻ an toàn hơn Về phần nhậm quả quả Thực ra cô không hiểu Bách Nghiêu Tân đang căng thẳng cái gì. Cô không phải là trẻ con, hay là anh và bội cơ có bí mật gì đó, không dám nói cho cô biết chứ. Nghĩ tới khả năng này, thì trong lòng nhậm quả quả liền trầu rĩ mất hứng. Cho nên tới cửa hàng áo cưới đối mặt với bội cơ, khuôn mặt của nhậm quả quả hoàn toàn đen lại. Tuy rằng bội cơ có thai, nhưng bụng vẫn còn chưa nổi rõ. Cô đang thử áo cưới hở vai màu trắng, theo rất nhiều hoa hồng. Làn váy chấm đất như là đo hoa nở rộ dây thắt lưng dưới bụng vừa khéo léo che lại cái bụng của cô tôn lên đường cong lung linh một cách khéo léo tuy rằng nhậm quà quà ghét bội cơ nhưng không thể thừa nhận rằng dáng người phụ nữ hư hồng này rất là đẹp bội cơ nhìn quà quà qua gương rồi mỉm cười hỏi có đẹp không ừ tuy rằng mặt của nhậm quà quà đen thui nhưng vẫn gật đầu rất là thành thực làm sao bội cơ không nhận ra nhậm quà quà không vui chứ cô bé trước mắt này đơn thuần nên không che giấu cảm xúc Cô để tiểu tư sờ sang lại áo cưới, rời đi trước rồi nói mới nhậm quà quà. Em rất là ghét chị sao? Ừ. Nhậm quà quà gật đầu, thừa nhận vô cùng là thành thật. Cô suy nghĩ một chút, rồi chuyển cái ghế dựa bên cạnh đến trước mặt bội cơ. Chị là phụ nữ có thai, đừng đứng lâu. Hành động của nhậm quà quà khiến bội cơ ngần cả người. Cảm thấy cô nhóc này thực là thú vị. Ngồi xuống ghế cô tò mò hỏi. Chẳng phải em ghét chị sao? Vì sao còn đối xử tốt với chị như thế? Nhậm quả quả dâng cầm nhỏ lên Ghét là một chuyện Còn chị mang thai lại là một chuyện khác Tôi không phải là loại phụ nữ hư hỏng Bắt nạt phụ nữ có thai Sau đó cô lại biểu môi Còn cực kỳ nhấn mạnh ba chữ phụ nữ hư hỏng Bội cơ nghe tới đây thì cô suy nghĩ rồi nói Em nghĩ là chị vất bỏ bách nhiêu tân sao Đúng vậy Nhậm quà quả gật đầu thật mạnh Nhìn bội cơ bằng ánh mắt như thể Chị là phụ nữ hư hỏng Bội cơ cố ý nói Là bách nhiêu tân nói với em sao Mới là không phải bách nhiêu tân mới không phải là người như thế anh ấy không nói gì cả là tôi nghe người ta nói làm sao chị lại không cần bách nhiêu tân chứ chị phải gả cho người tốt hơn bách nhiêu tân sao cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi việc này ở trong mắt mọi người anh ấy tuyệt đối không hơn bách nhiêu tân bội cơ cười cười cất lời vậy thì tại sao là vì chị yêu anh ấy ở trong mắt chị anh ấy tốt hơn bất cứ người đàn ông nào bội cơ nhìn nhậm quả quả vẻ mặt dịu dàng mà kiên định Nhậm quả quả kinh ngạc mà nhìn bội cơ. Lúc nhắc tới người đàn ông của mình thì bội cơ trói mắt như thế, lại hạnh phúc như thế. Trong giấc mắt này, cô cảm thấy dường như mình cũng không ghét người phụ nữ hư hỏng này lắm. Cô nhịn không được mà hỏi bội cơ. Yêu là gì vậy? Không ngờ nhậm quả quà sẽ hỏi mình như vậy. Bội cơ dưỡng dù một chút rồi hỏi lại. Em không yêu Bách Nhiêu Tân sao? Yêu Bách Nhiêu Tân ư? Nhậm quả quà lắc đầu. Tôi chưa nghĩ tới. Hả? Chưa nghĩ tới ư? Bội cờ không ngờ được lại nghe được một câu trả lời như vậy. Vậy thì tại sao em lại ở bên cạnh Bách Nhiêu Tân? Bởi vì anh em muốn tôi trở thành bạn gái. Lúc nói những lời này thì Nhậm quà quà nhếch miệng có ý tứ đắc ý, đôi mắt cong cong lộ ra sự vui sướng của một cô bé. Rõ ràng cười vui vẻ đến thế lại còn nói, còn nghĩ tới là yêu Bách Nhiêu Tân hay không? Bội cờ bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với Thanh Mai trúc mãi nhà mình. Nói vậy là em bị ép buộc sao? Làm sao có thể chứ? Tôi thích Bách Nhiêu Tân cơ mà. Nhậm qua qua trường bội cơ Sao người phụ nữ này luôn bôi nhọ Bách Nghiêu Tân thế nhỉ Vậy thèm thích Bách Nghiêu Tân ở chỗ nào chứ Bách cũng không giống những gì viết ở bên ngoài Trông sống vanh ấy chẳng hay một chút nào cả Nhiều quý củ lại nhiều yêu cầu nữa Bội cơ tò mò hỏi Rắc rối, chuyên chế Tính tình kém lại còn thích hương dỗ với người khác Nhậm qua qua nói tiếp Kéo kéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhếch lên Chuyện này tôi biết chị không cần phải nói đâu Cũng không phải chỉ mình cô hiểu Bách Nghiêu Tân thích hùng dữ với người khác ư? Bội cơ nhíu mày, làm sao cô không biết Bách sẽ hung dữ với người khác nhỉ? Bách có nhiều khuyết điểm như vậy, vì sao em còn thích anh ấy chứ? Nhậm quả quả nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu trả lời một cách đương nhiên. Bởi vì anh ấy là Bách Nghêu Tân. Họ nữa cho dù có nhiều khuyết điểm thì sao chứ? Anh ấy vẫn là Bách Nghêu Tân. Bách Nghêu Tân mà tôi biết chính là như thế. Hơn nữa cô lại không ghét những khuyết điểm nhỏ này của anh. Khi nói ra những lời này thì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt rất là nghiêm túc bày ra vẻ cô cho là như thế. Cô không cho người ta nói Bách nhiều tần không tốt, cô sẽ bảo vệ anh. Anh có khuyết điểm, nhưng cô thích anh cứ như thế đó. Bội cơn nâng cảm lên trời cười khẽ. Thảo nào Bách lại thích em. Cô bé đáng yêu như vậy, có chút suy nghĩ của mình. Cô nhìn thế giới rất là đơn giản, không có một chút phức tạp nào. Xem ra thanh mai trúc mã của cô, thật đúng là nhặt được báu vật trời. Cô nhóc à, em có muốn biết chuyện của Bách hay không? Đương nhiên là muốn rồi, nhưng nhậm quả quả mới không muốn thừa nhận Cô nghiêm mặt ra vẻ kinh thường mà nhìn bội cơ Chị nói thì tôi sẽ nghe Giọng điệu thực là miễn cưỡng Nhưng sự hưng phấn trong mắt lại bán đứng cô Bội cơ nhịn cười mà không vạch trần Anh ấy à Đối xử với, với bạn gái tốt lắm Tuy không phải là tốt vô cùng Nhưng cũng là phi thường luôn chiều Hơn nữa còn rất trung tình với bạn gái Cho tới bây giờ luôn là một với một Tuyệt đối sẽ không ăn vùng Điều này không cần cô nói cũng biết mọi người đều biết Bách Tân trung tình. Nhưng Bách có thể bao dung bất cứ khuyết điểm nào của bạn gái. Chỉ có một điều là anh ấy sẽ không dễ dàng tha thứ. Là điều gì chứ? Nhậm quả quả nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Chính là nói dối. Anh ấy ghét nhất là bị người khác lừa dối. Nên em ngàn vạn lần đừng lừa anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ rất là tức giận. Về chuyện này, nhậm quả quả có cảm giác mình bị lừa gạt tức giận mà nhìn bội cơ. Đương nhiên, chị sẽ không lừa gạt em. Bội cơ cười cười. Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng cô cũng nhìn ra được bản chất đơn thuần của nhậm quả quả. Còn thỏ đơn thuần như thế này, làm sao có thể lừa Bách Nghiêu Tân xào quyệt thâm trầm như sói được? Nhất định, nhậm quả quả đã bị Bách Nghiêu Tân nuốt trọn rồi. Hai người vừa dứt lời thì Bách Nghiêu Tân đã xuất hiện ở cửa hàng áo cưới. Sao anh có thể để cho nhậm quả quả ở một mình lâu với bội cơ được? Anh vội vàng xử lý khá khá công việc, tạm thời nhờ đi trông coi cháu gái muốn bà chăm sóc bé một chút, rồi nhân tiện truyền hết toàn bộ hành trình của anh sau đó. Về phần khuôn mặt kinh ngạc của Jody thì anh hoàn toàn không nhìn tới. Dù sao khi biết nhậm quà quà, cuộc sống quy luật của anh cũng sớm đã bị hủy hết rồi. Hai người đang nói chuyện gì thế? Bách Nhiều Tân vừa thấy hai người liền hỏi, nhìn về phía bội cơ bằng ánh mắt đề phòng. Bội cơ buồn cười nhìn Bạch Nhiêu Tân. Cô chưa từng thấy Thanh Mai Trúc Mã lại cẩn trương đối với một người như vậy. Một người đàn ông khác cũng vào sau Bách Nhiêu Tân Bội kia à Áo cưới đã thử được chưa Quà quà Người đàn ông ngạc nhiên mà nhìn qua quà quà Sao em lại ở đây Không phải em tới nhà học tì gì đó để chơi sao nhầm qua quà ngạc nhiên nhìn người đàn ông Anh, anh họ Làm sao anh lại ở đây Lời của hai người khiến cho Bách Nhiêu Tân và bội cơ cùng sừng sốt Bách Nhiêu Tân gặp được người đàn ông này Ở tiệm áo cưới Anh lướt mắt một cái là nhận ra đây chính là họa sĩ mà bội cơ yêu. Muốn anh có cảm tình với người đã cướp mất vị hôn thê của mình là điều không thể. Đâu có thể thuần túy là vấn đề tự ái của người đàn ông. Nên anh coi như không nhìn thấy người đàn ông này một mình đi vào tiệm áo cưới. Nhưng anh không ngờ được, người đàn ông này lại là anh họ của nhậm quà Quả. Hơn nữa, theo lời của người đàn ông này, thì cô tới nhà học tỷ chơi. Bánh nhiều tần nhạy bén phát hiện ra có chỗ bất thường. Anh từ từ nhớ mắt lại mà nhìn nhậm quà Quả. quả. Nhậm quả quả, lời anh ta là có ý gì? Tuy nhà họ nhậm có tiền, nhưng gia thế bên nhà mẹ đẻ cô rất là bình thường. Chỉ có thể miễn cưỡng gọi là thường thường bậc trung. May mà nhà họ nhậm không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Ông nhậm rất là tiến bộ, cảm thấy tính nét quan trọng hơn gia thế. Nên lúc mẹ nhậm quả quả cả vào nhà họ nhậm thì hoàn toàn là không bị ngăn cản. Hơn nữa còn sinh ra được nhậm quả quả là bảo bối của cả nhà, nên ông nhậm lại càng hài lòng hơn với cô con dâu này anh họ của nhậm quà quà cũng không có ở nhà anh thích vẽ tranh luôn đi lang thang khắp nơi không có chỗ ở cố định ngay cả nhậm quà quà cũng rất ít khi thấy anh có thể nào cô cũng không ngờ rằng người bội cơ lấy lại là anh cả họ trời ạ à, có phải là thực quá khéo hay không nói như vậy người này là trước cấp được bội cơ chính là anh họ sao nhậm quà quà trận tròn cả mắt nhưng cô trắng vắng chứ không phải là không ngốc khải ân nghe thấy bách Nhiêu tân chất vấn cô em họ nhỏ thì những mày lập tức. Anh hiển nhiên biết Bách Nhiêu Tân là ai, bởi vì anh hay xuất hiện ở trên các tạp chí. Họ nữa đây cũng là vị hôn phu trước của bội cơ, người vừa hay anh gặp được ở trước cửa tiệm áo cưới. Về phần Bách Nhiêu Tân làm như không thấy anh, Khải Ân cũng biết là nguyên nhân gì. Anh sờ sờ mũi, việc này không đáng lo, nhưng thấy Bách Nhiêu Tân chất vấn em họ nhỏ, thì anh không thể coi như là không có chuyện gì xảy ra. Khải Ân lập tức bước ra che chờ trước người của nhậu quả quả. Bách tiên sinh, anh có liên quan gì tới quả quả nhà chúng tôi? Quả quả nhà chúng tôi? Bốn chữ này khiến Bách Nghiêu Tân nghe thấy mà cảm thấy khó chịu. Cho dù người này là anh họ, theo lời của nhậm quả quả thì sao? Anh lạnh lùng nhìn. Anh họ nhậm ư? Hải ân sừng sốt. Đương nhiên là không phải. Vậy thì cút đi. Bách Nghiêu Tân nhìn nhậm quả quả được Hải ân trai chờ ở phía sau mà lạnh lùng nói. Nhậm quả quả, mau đi ra đây cho anh nhậm quả quả hoàn toàn không biết rõ tình huống là gì cô biết bách Nghiêu tân đang nổi giận chứ không hiểu nguyên nhân là tại sao chẳng lẽ là bởi vì anh họ cướp đi bối cơ nên anh mới tức giận ư nghĩ tới khả năng này nhậm quả quả nhịn không được mà nhíu mày nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh họ bách quả quả em đừng để ý tới anh ta khải ân kéo em họ lại rồi trừng mắt nhìn bách Nghiêu tân đầy khó chịu này họ bách kia giọng điệu của anh có thể tốt hơn một chút hay không hả Quả quả là bảo bối của nhà chúng tôi Ở nhà họ nhậm Cũng không ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với nó đâu Bạch Nhiều Tân đã chịu đủ việc Tên kia luôn chó miệng vào Anh dâm nét mặt xuống mà nhìn Khải Ân Tôi đang nói chuyện với bạn gái của tôi Có thể mời anh cầm miệng được hay không hả Khải Ân ngần càng người ra Anh nói cái gì Bạn gái ư Anh nhắc lại một lần nữa thì lập tức cả kinh Mà nhìn nhậm quả 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 à Em ở bên người này sao À, vâng ạ nhậm qua qua gật đầu. Chuyện này làm sao được chứ? Khải ân cơ hồ là rống lên đầy sợ hãi. Vì sao lại không thể? Nhậm quả quả muốn ở bên cạnh ai thì cần anh phải đồng ý sao? Bạch Ngưu Tân cất tiếng hừ lạnh. Tôi là anh họ của nó. Tôi... Khải Ân à, thân ái à, mau qua đây đi. Bội cơ đứng bên cạnh nhìn không được nữa. Cô vẫy tay Khải Ân. Thật là chuyện cô dâu mới nhà người ta. Anh lại xem náo nhiệt làm gì chứ? Bội cơ à, Khải Ân đưa mắt nhìn bạn gái rồi chỉ vào Bách Nhiêu Tân. Anh ta... Anh còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bộ cơ trợn mắt, thì anh liền biết vợ mình mất hứng. Hơn nữa vợ còn đang có thai, nên anh chỉ có thể hung hăng mặt trừng mắt nhìn Bách Nhiêu Tân, không cam lòng mà đi tới bên cạnh bội cơ. Người chứng mắt rốt cuộc cũng đã lăn đi. Bách Nhiêu Tân cho bội cơ một ánh mắt, ý bảo cô quản người của mình cho tốt, rồi nhìn về phía nhậm quả quả. Lời tên kia vừa nói là cái gì? Cái gì mà đi tới nhà học tỷ chơi? Chẳng lẽ người nhà em không biết chuyện em đi làm bảo mẫu hay sao? Lúc này Bách Nghiêu Tân mới cảm thấy anh không rõ ràng lắm chuyện về nhậm quà quà. Anh chỉ biết tên và tuổi, biết cô là sinh viên của trường sử cách quyên, còn tình hình trong nhà của cô có những ai thì anh hoàn toàn không biết. Lần đầu tiên anh không biết rõ về người mà anh quen, hơn nữa anh cũng hoàn toàn không muốn hỏi. Không phải anh không muốn biết về chuyện nhậm quà quà, mà anh tự cho là mình hiểu cô rất rõ. Cho tới bây giờ, bạch nhiều Tân mới phát hiện thật ra anh cũng không hiểu nhậm quả quà như là mình nghĩ hơn nữa cái tên trước mắt kia vừa nói cô là người có địa vị cao trong nhà một bảo bối được bảo vệ vì sao phải đi làm bảo mẫu chứ bảo mẫu ư quả quà làm sao em lại chạy đi làm bảo mẫu người nhà họ nhậm có biết hay không anh của em đâu tại sao cái tên nhậm du tuệ kia lại cho phép chứ khải ân đứng bên cạnh sợ hãi mà rống lên nhìn nhậm quả quà tràn đầy khó tin bốn anh ở trên nhậm quà quà đều là những người khống chế em gái. Nhậm tu dệ chính là người đứng đầu, vô cùng yêu thương che chở cho cô, cầu gì được nấy. Khải ân kia, anh mau cầm miệng lại cho em. Bội cơ không chịu nổi mà thò tay che miệng bạn trai lại. Nhưng nghe thấy Khải ân nói nhậm tu dệ là anh trai của cô nhóc kia, thì cô cũng ngạc nhiên. Nhậm tu duệ là người quản lý công ty nhậm thị. Tuy công ty nhậm thị kém tập đoàn đường thị, nhưng cũng là một công ty lớn. Cô nhóc này vậy là em gái của nhậm tu dễ ư. Hơn nữa tình hình thì Bách Nhiêu Tân lại hoàn toàn không biết chuyện này. Em là em gái của nhậm tu dễ. Bách Nhiêu Tân nhớ mày lại. Suốt cuộc nhớ ra nhà họ nhậm có một cô con gái nhỏ. Nhậm quà quà cũng họ nhậm nhưng anh chưa từng ghép nhậm quà quà với nhà họ nhậm vào nhau. Không chỉ vì cô ăn mặc rất là bình thường cũng không giống một thiên kim tiểu thư nào lại chạy đi làm bảo mẫu. Hơn nữa lúc trước Lúc anh dẫn cô đi mua quần áo, nhìn bộ dạng của cô rất là đau lòng, hoàn toàn không có tác phong của một thiên kim nhà giàu. Dạ vâng. Nhậm qua qua gật đầu khẳng định, cũng biết là có điều gì bất thường. Thấy sắc mặt của Bách Nhiều Tân rất là có xem, cô không hiểu mà kéo tay anh. Bách Nghiêu Tân à, anh đang giận cái gì vậy? Anh đang giận cái gì ư? Câu hỏi này rất là hay đó. Bách Nhiều Tần cũng muốn biết là mình đang tức giận cái gì. Anh là đang giận chuyện anh họ cướp đi bội cơ sao? Nhưng người sai là anh họ chứ không phải là em Anh không thể dẫn cá chém thất được Hơn nữa anh đã chia tay bội cơ rồi Vì sao còn có thể nhớ mãi không quên chị ấy chứ Nhậm qua qua cảm thấy thật là vô tội Cũng cảm thấy rất là oan ức Anh đã có bạn gái là cô Làm sao có thể như thế được Anh nhớ mãi không quên bội cơ vào lúc nào Căn bài không phải anh đang giận chuyện này có được hay không Tại sao em không nói về anh Em là người nhà họ nhậm hả Nếu không phải tên trướng mắt kia nói thì đến lúc nào cô mới nói chuyện này cho anh biết chứ Nhưng anh biết em họ nhậm mà Nhậm quả quả không hiểu ý anh Đúng Anh biết cô họ nhậm Nhưng chết tiệt chính là anh không nghĩ tới nhà họ nhậm kia Còn cho nhậm quả quả chỉ là một bảo mẫu Vì kiếm tiền học phí mới đi làm thê Thậm chí Anh còn nghĩ tới việc đưa học phí xử cách quyên Để cho cô khỏi phải đi làm việc nữa Để cho cô mãi mãi ở bên cạnh anh Anh nhét nhậm quả quả vào phạm vi của mình rất là tự nhiên Anh muốn che chở cho cô, muốn cô mãi đơn thuần vui vẻ như thế này. Trong bức vẽ cuộc đời của anh đã bắt đầu có cô. Nhưng bây giờ anh mới biết cô không hề như thế. Cô là công chúa nhỏ của nhà họ nhậm. Anh từng nghe anh nói, nhà họ nhậm che chờ cho cô như thế nào. Bọn đàn ông nhà họ nhậm bảo vệ cô em này ra sao? Căn bàn nhậm quà quà không cần anh phải bảo vệ. Bánh nghiêu tần nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy mình thật là nực cười. Nhậm quà quà, em khiến anh cảm thấy thật là mệt quá. Bỏ lại câu nói này, Bách Nghiêu Tân không hề nhìn cô mà xoay người rời đi. Nhậm quả quả hoàn toàn không hiểu vì sao Bách Nghiêu Tân lại tức giận. Tuy rằng anh thường nổi giận, nhưng cô biết lần này khác. Câu nói trước khi bỏ đi của anh khiến cô nghi ngờ, cũng khiến cô sợ hãi. Cô định đuổi theo anh không một chút nghĩ ngợi, nhưng anh họ lại kéo cô lại. Làm sao cũng không cho cô đi, thậm chí còn gọi điện thoại, báo cho người trong nhà. Kết quả là cô bị đưa về. Bây giờ không chỉ Bách Nghiêu Tân giận cô, mà người nhà cũng vậy. Người nhà giận cô như vậy lại nói dối. Cùng với ăn bối nhã lừa bọn họ, nói là tới nhà ăn bối nhã chơi, kết quả lại đi làm bạo mẫu, lại nói chuyện yêu đương với người ta, mà người nọ còn là Bách Nhiêu Tân nữa. Bách Nhiêu Tân nổi tiếng mãnh liệt nghiêm khắc ở trên thương trường. Đàn ông nhà họ nhậm cũng từng gặp anh, từng hợp tác, đánh giá anh ta không thể. Nhưng đây chỉ là hối tượng hợp tác, chứ không phải là bạn trai của bảo bối nhà mình. Đàn ông lạnh lùng hờ hứng như thế, làm sao hợp với quả quả chứ? Hơn nữa ngoài việc lạnh lùng, Bách Nghiêu Tân còn là người theo chủ nghĩa nam quyền tuyệt đối. Tính canh của quả của nhà bọn họ đơn thuần lại mềm mỏng, ở bên cạnh Bách Nghiêu Tân thì chỉ bị bắt nạt. Cho nên đàn ông trong nhà họ nhậm, hoàn toàn không cho phép bỏ bối nhà mình ở bên cạnh Bách Nghiêu Tân. Hơn nữa, cô còn nói dối, nên sau khi cô trở về nhà, thì bị cấm túc. Mà kệ cô nói như thế nào, cầu xin như thế nào, thì người nhà cũng không cho cô rời đi, bắt người hầu theo dõi nhất cử nhất động của cô cô đi tới đâu bọn họ cũng đi theo chỉ cho cô đi lại trong nhà chứ không được ra khỏi nhà nhậm quả quả cũng từng có ý định trốn đi nhưng vừa đến cổng đã bị tóm lại sau đó lại càng bị canh giữ nghiêm ngặt hơn một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua nhậm quả quả chính thức bạo phát cô tức giận nhậm quả quả tức giận không hề giống to mắng to mà chỉ rầu rĩ trốn ở trong phòng khóa cửa lại muốn tự bế không cho cô ra khỏi nhà sao được lắm vậy thì cô khỏi ra đi Cô làm tổ ở trên giường quấn chặt chăn không ăn gì cả. Bụng cô kêu ỏng ọc, nhưng ai gõ cửa cũng không lên tiếng, dùng sự im lặng để làm cách phản đối. Điều này đã dọa đến nhà họ nhậm. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng nhậm quả quả chỉ là cáo kình nên để mặc cho cô náo lặn. Nhưng một ngày trôi qua, bà bối nhà họ nhậm không ăn gì, điều này làm cho đám đàn ông lo lắng. Cả một ngày bà bối không ăn gì, nhất định thân thể sẽ hỏng mất. Các con nói xem phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ để cho con bé bị đói hay sao? Mặt của ông nhậm đầy sốt ruột mà cất tiếng hỏi. Đám đàn ông im lặng, không phải bọn họ không đem gì đó tới cho Nhậm Quả Quả ăn, nhưng bọn họ vừa lên tiếng thì cô liền bảo bọn họ đi đi, cô không muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Lời này hoàn toàn khiến cho trái tim của bọn họ bị tổn thương, cho tới bây giờ, bảo bối nhỏ bạn bọn họ chưa từng từ chối bọn họ như thế này. Tiểu Quả Quả thích cười, thích làm nũng bây giờ lại bày ra sắc mặt chỉ vì một người đàn ông, lại còn kém ghét bọn họ nữa thôi. Hài, nghĩ tới có khả năng quả quả sẽ ghét bọn họ, thì khuôn mặt của đám đàn ông nhà họ nhậm đều đen hết cả lại. Thế đám đàn ông mặt mày, trao lại, phụ nữ nhà họ nhậm cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã nói là quả quả lớn rồi, nó nên có không gian của mình, các con đừng quản nó chặt thế. Mẹ nhậm cất lời nói. Quả quả, mới 21 tuổi, nó vẫn còn nhỏ. Bà nhậm lập tức phản bác ông còn nhớ rõ bộ dáng lúc bảo bối vừa sinh nhò nhắn đáng yêu như thế ông che chở bảo bối của ông trưởng thành một cách cẩn thận như vậy mà lại bị cướp đi bảo ông làm sao cam lòng được chứ 21 tuổi em cũng gả cho anh rồi đó sao lúc đó không ngại là bà con nhỏ tuổi chứ làm sao mà giống nhau được bà nhậm nói thầm mẹ à không phải chúng con ngăn cản quà quà yêu đương trước kia nó yêu đương bọn con có ngăn cản hay không nhậm tu dậy nói không có ư Phụ nữ nhà họ nhậm nhìn anh Nhậm tu dệ khẽ ho một tiếng Ít nhất cũng không ngăn cản cơn rắn như thế này Dù sao trước kia quả quả Chưa từng nói chuyện yêu đương thành công Vốn bọn họ cũng không phải là quá mức đề phòng Nhưng Bách Nghiêu Tân thì khác Anh ta không giống với những tên nhóc Mà quả quả từng quen Coi như là nhậm tu dệ Rất là quen Bách Nghiêu Tân Anh biết rõ Bách Nghiêu Tân là người đàn ông như thế nào Nhìn Bách Nghiêu Tân có vẻ lạnh nhạt Nhưng tính cách rất là bá đạo Anh thích thì tuyệt đối phải có được có thể dùng mọi cách để mà đạt được. Nếu như không, thì không có thể bách chiến bách thắng trên thương trường được. Mà quả quả lại mới quen với Bách Nghiêu Tân. Quả quả chỉ là một cô nhóc đơn thuần, làm sao có thể đấu với Bách Nghiêu Tân được. Trong cảm nhận của nhậm thu dệ, Bách Nghiêu Tân là đối thủ đốt, cũng có thể làm bạn, nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng làm em rẻ tốt. Bách Nhậu Tân không hợp với nó. Nhậm Tu Dệ vừa nói ra những lời này, thì tất cả đàn ông nhà họ Nhậm đều gật đầu. Vậy thì các con cứ chờ quả quả ghét đi Mẹ nhậm nói nhỏ Lời này vừa nói ra Toàn bộ đàn ông nhà họ nhậm gặp phải sấm xét giữa trời quang Bị quả quả ghét ư Bọn họ không thể nào chấp nhận được ai, Thôi thì quên đi Ông nhậm đầu hàng đầu tiên Dù sao thì quả quả cũng không còn nhỏ Không biết ở bên bách nhiều tân kia Không tốt được bao lâu Chẳng phải trước kia quả quả cũng không yêu ai quá được một năm hay sao hả Cô nhóc luôn có mới nới cũ Ở trong tình yêu hơn nữa con dâu cũng nói đúng đó cho dù không phải là bách nhiêu tân thì cũng có một ngày qua quà và lập gia đình chúng ta không thể giữ nó cả đời được đây mới chính là nguyên nhân mà ông đầu hàng thấy những người khác vẫn còn ý muốn phản đối thì âm nhậm trường mày đừng âm ý nữa ông quyết định rồi ông cụ phát vi đám đàn ông nhà họ nhậm đành phải tâm không cam tình công nguyện mà nghe theo con dâu à đi lấy đồ ăn cho quả quà ăn đi nói về nó là không cấm túc nữa tùy nó. hay à, đói bụng là vì tưởng tổn thân thân thể mà. Nghĩ tới cháu gái bảo bối bị đói bụng một ngày, thì ông nhậm liền đau lòng. Mẹ nhậm cười vâng lời, bưng khai thức ăn tới phòng của nhậm quà quà. Vừa tới cửa phòng thì mẹ nhậm nói, quả quả mau mở cửa ra đi. Một lát sau không thấy phản ứng thì mẹ nhậm lại nói, sao hả, ngay cả mẹ cũng không cho vào ư. Không bao lâu mẹ nhậm nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, sau đó cửa phòng đang đóng chặt hơi hé ra. Mẹ nhậm cười cười bưng khai thức ăn vào. Nhậm quả quả mở cửa phòng xong thì lại làm tổ ở trên giường rồi tiếp tục kéo chăn ke che kín đầu. Mẹ nhậm lắc đầu để khai thức ăn trên bàn rồi thắt mạnh một cái lên cái chăn bông. Còn đó, giận thì giận, lại còn lấy thân thể của mình ra làm trò với cả nhà. Nhậm quả quả à, còn làm thế có đúng hay không hả? Nếu nói bà nhậm là cha hiền thì mẹ nhậm chính là mẹ nghiêm tiêu chuẩn, không còn cách nào. Đàn ông trong nhà đều cưng chiều con gái tới tận trời, nếu là mẹ mà không nghiêm khắc thì con gái cưng chiều sẽ điêu ngoa tùy hứng phải làm sao đây?" Nhậm Quả Quả đang cuốn thành con sâu giật giật, rốt cuộc cũng thỏ đầu ra rầu rĩ nói, "Mẹ ạ, à, xin lỗi." Bị mẹ nói như thế cô cũng cảm thấy áy náy, quả thật cô không nên dùng chiêu tuyệt thực này để mà uy hiếp người nhà. Không phải chỉ xin lỗi mẹ, mà lát nữa còn phải xin lỗi ông nội và mấy người kia, có biết hay không hả? Mẹ nhậm cất lời dụ dỗ Dạ vâng ạ à. Nhậm quả quả ngoan ngoãn gật đầu Thấy con gái biết sai thì mẹ nhậm Dần tha lòng sắc mặt Vậy thì mau dậy ăn cái gì đó đi Bà vương thay thức ăn đến bên giường Nhậm quả quả ngồi dậy cầm ly sữa uống một ngụm Rồi cầm lấy sandwich cắn một miếng Mẹ nhậm vuốt tóc con gái Rồi khẽ cất lời Còn thích bách nhiều tần đến vậy sao Khiến sáu năm qua con nhớ mãi không quên ư Mẹ, mẹ, mẹ à Làm sao mẹ biết nhậm quả quả bị sặc kinh ngạc mà nhìn mẹ mẹ nhầm nước mắt nhìn cô mẹ là mẹ của con làm sao con giấu được chứ cho rằng bà không phát hiện ra những quyển báo tạp chí về bách nêu tân trong ngăn tủ bị khóa của cô sao? vốn bà cũng cảm giác được điều gì đó nhưng cũng chỉ coi đó là đối tượng mà con gái nhà mình xuồng bái dù sao quả thực điều kiện của bách nêu tân tốt nhưng bà không ngờ rằng con gái sẽ lừa người nhà chạy đi làm bảo mẫu đã vậy lại còn nói chuyện yêu đương với bách nêu tân hơn nữa bà còn có thể nhìn ra được lần này con gái yêu đương nghiêm túc chứ không giống như là tình yêu trẻ con trước kia lúc trước con gái từng bị ngăn cản chuyện yêu đương nhưng chưa bao giờ bà thấy nó phản đối dữ dội như thế này mẹ nhậm vuốt ve mặt con gái nhìn cô một cách nghiêm túc rồi cất lời quả quả con yêu bách nhiêu Tân ở điểm đảo chứ qua quà rũ mắt xuống rồi cất lời con cũng không biết ạ à? cô chỉ yêu thôi Khác với loại tình yêu mờ mịt năm 15 tuổi, càng ở bên cạnh Bách Nghiêu Tân lâu thì trong lòng của cô lại càng chân thực các sâu trong trái tim hơn. Là yêu ư? Còn yêu cậu ta sao? Con gái bà biết yêu là gì sao? Nhưng lần này nhậm quà qua lại gật đầu. Yêu? Mẹ à, con yêu anh ấy. Cô ngước mắt nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Đúng vậy, cô yêu Bách Nghiêu Tân. Ở tiệm áo cưới khoảnh khắc khi anh xoay người rời đi, thì cô hốt hoảng nóng này thậm chí là sợ hãi. Cái câu kia của anh là có ý gì? Có phải là anh không cần cô nữa rồi không? Nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân sẽ không cần cô nữa, cô liền cảm thấy lòng mình nhói đau. Trong nháy mắt đó cô bỗng hiểu, cô luôn hồ đồ lờ mờ trong tình yêu, hóa ra nó đã sớm tồn tại. Nhưng cô không từng nghĩ sâu hơn, chờ đợi thì nhìn thấy ánh mắt thất vọng phẫn nộ của Bách Nghiêu Tân thì cô mới hiểu rõ. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Bách Nghiêu Tân đã không cần cô nữa. Nụ cười trên mặt quà quà, thoáng ảm đạm đi. Nhưng mà anh ấy còn cần con nữa. Anh ấy giận con, họ nữa còn rất là tức giận. Nhưng mà con không biết vì sao anh ấy giận. Cô là người của nhà họ nhậm thì có gì sai chứ? Không phải là cô cố ý giấu anh, và lại anh cũng không hỏi. Họ nói chẳng lúc lẽ giới thiệu mình cho người khác, thì cô phải nói mình là nhậm quà quà của nhà họ nhậm sao? Nhậm quà quà cảm thấy mình thật là oan ức mẹ nhậm thật không nỡ nhìn bộ dáng ủy oai này của con gái đang định hỏi cô nguyên nhân thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên nhậm tu dậy đứng ở cửa sắc mặt rất là có nhìn quả quả bạch nhiều tần tới tìm em đó nhậm quả quả mờ lớn mắt đầy kinh ngạc bạch nhiều tần tới tìm cô ư bạch nhiều tần tỉnh táo lại thì cũng hối hận anh giận quả quả là vì cái gì chứ hơn nữa nhất định cô bé ngốc kia cũng không biết nguyên nhân anh giận cô thật ra thì bạch Nghiêu tần cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao mình lại giận thay vì nói giận nhận quà quà thì chẳng bằng nói anh đang giận mình anh cho rằng mình hiểu rất rõ về cô nhưng lại phát hiện hoàn toàn là không phải thế mà ngoài sự tức giận thì một chút hoang mang cũng dâng lên trong lòng vậy có phải một ngày nào đó nhận quả quà không thích anh mà biến mất anh sẽ không tìm được cô không bởi vì anh vốn không hiểu cô hoàn toàn không hiểu gì về cô cả cho dù biết cô và an bối nhã là sinh viên của trường sử cách quyên thì sao chứ An bồi nhã có thể không nói cho anh, mà dựa vào bản lĩnh của nhà họ nhậm thì có thể xóa bỏ đi toàn bộ thông tin về nhậm quà quà. Nghĩ vậy, lần đầu tiên Bách Nhiêu Tân cảm thấy bối rối rồi sau đó là vô cùng kinh hãi. Bách Nhiêu Tân anh khẩn trương với một người phụ nữ như vậy từ khi nào? Ngay cả khi bội cơ yêu nhau với anh 7 năm, có mới nới cũ thì anh chỉ có sự phẫn nộ, cũng có thể chúc phúc cho bội cơ hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ tới khả năng nhậm quà quà không cần anh, anh có xúc động muốn nhốt cô lại, để cho cô không thể rời khỏi mình, mà anh lại bị xúc động này dọa sợ. Anh trở nên mất lý trí như thế từ khi nào? Rốt cuộc thì nhậm quả quả, có sức quyến rũ như thế nào lại khiến anh trở thành như vậy? Phẫn nộ và kinh ngạc cuốn sạch toàn bộ lý trí của anh, khiến anh trút giận lên người cô. Anh giận cô giấu anh, giận cô không nói gì với anh, thậm chí còn cảm thấy tự mình đa tình. Cho nên sau khi bỏ lại câu kia thì anh vẫn nộ rời đi. Có lẽ nên nói là anh trốn đi thì đúng hơn. Anh cho rằng nhậm quà quà sẽ đuổi theo anh, nhưng không hề. Cô cứ biến mất như vậy. Nhà anh đã không còn bóng dáng đảo lộn cuộc sống của anh nữa. Tiểu bối bối, còn đó, nhưng người chơi với nó đã không còn. Nhà anh dường như thiếu đi thứ gì đó. Lúc nấu cơm, anh quen làm hai phần, nhưng khi ngoảnh đầu lại, thì sẽ có người ngồi trên bàn cơm, cầm dao đĩa đã không còn. Cái nhà này bỗng dưng yên tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy không quen. Một ngày hai ngày rồi một tuần, Hôm nay trở về căn nhà vắng vẻ, anh không xuống xe mà ngồi ở đó, nhìn chăm chăm căn nhà chìm trong bóng tối. Anh bỗng nhiên không muốn vào, căn nhà đó quá mức yên tĩnh, thiếu đi tiếng ồn ào của ai đó, thiếu cặp mắt nhìn to của ai đó, thiếu khuôn mặt tươi cười của người nào đó, thiếu cô bé ngốc đáng yêu đó. Đến lúc này anh chợt phát hiện ra là mình rất là nhớ cô, vô cùng là nhớ. Viên cầu nhỏ ngồi ở ghế sau kêu lên, anh quay lại nhìn cháu gái ngón tay kẽ vút ve mặt của bé con cũng nhớ cô ấy sau viên cầu nhỏ phản vẹo a à a à. vậy thì chúng ta đi tìm cô ấy đi lúc nói ra những lời này anh cảm thấy thật là thoải mái có lẽ anh vẫn luôn cho mình nói ra câu nói này xem ra anh đã thật sự thua cô nhóc đó thật trời cho nên bách nhiêu tân xuất hiện tại nhà họ nhậm mà còn không hề bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của mình như là kẻ thù của đàn ông nhà họ nhậm nhưng họ đồng ý cho anh vào cửa đã khiến anh kinh ngạc anh vốn cho rằng mình sẽ bị chắn ở ngoài cửa, cho nên đối mặt với ánh mắt vẫn nộ bao quanh mình, biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh. Ông nhậm nhìn viên cầu nhỏ trên tay anh. Bạch Nghiêu Tân nói ngay, đây là cháu gái của con, ông có muốn ôm nó không? Ông đường khai nhẹ một tiếng, không thể cáng cự lại bẻ con đáng yêu, cho nên tuy ra sầm nét mặt nhưng vẫn vươn tay với Bạch Nghiêu Tân. Bách Nghiêu Tân đặt viên cầu nhỏ vào tay ông nhậm. Viên cầu nhỏ hoàn toàn không sợ người lạ, Đôi đồng tử màu lam nhìn chằm chằm vào ông cụ rồi a a e e. Bé vươn bàn tay nhỏ kéo râu của ông cụ rồi bật cười khanh khách. Ông nhậm bị kéo đau nhưng không giận, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của viên cầu nhỏ, khuôn mặt giả nua liền nở ra như là đóa hoa ngay lập tức. Bảo bối nhỏ thật là đáng yêu. Tốt rồi, đã giải quyết xong nhân vật quan trọng thì những người khác sẽ không thành vấn đề. Bạch Ngưu Tần nghĩ thầm. Quả nhiên ông nhậm lập tức nói với cháu trai lớn. Tôi dạy à, lên gọi quả quả xuống đi. Miệng thì dặn dò, nhưng ánh mắt nhìn viên cầu nhỏ chăm chăm đầy yêu thích. Nhậm tù dệ cực kỳ khó chịu, mà liếc mặt bách nghiêu tân. Bách nghiêu tân lại gật đầu với anh. Cái tên đáng chết này, đây là dùng viên cầu nhỏ để lấy lòng ông nhậm. Đây là tiếng lòng của đám đàn ông của nhà họ nhậm. Nhậm tù dệ tâm không cam tình công nguyện lên lầu, mà chỉ trong chốc lát sau thì nhậm quả quả liền chạy như bay xuống. Bách nghiêu tân. Mắt của nhậm quả quả sáng lên, hưng phấn đến mức nhào vào trong lòng của bách yêu thân. Nhưng cô nhớ lại anh đang giận mình nên vội vàng dừng lại động tác, mở to đôi mắt để nhìn anh đầy sợ hãi. Bách nghiêu thân cũng muốn ôm nhậm quả quả vào trong lòng, nhưng vì người nhà họ nhậm đang đứng ở đây. Mẹ nhậm đi theo quả quả xuống lầu, thấy bộ dạng của cô dâu nhỏ thì lắc đầu bầy đắc sĩ nói với mọi người. Chúng ta đi trước đi, để cho bọn nhỏ thâm sự với nhau. Biết đám đàn ông kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Thì mẹ nhậm lập tức hỏi ông nhậm. Bà, bà cảm thấy có được không ạ? Tầm tư của ông nhậm đã ở hết trên người của viên cầu nhỏ trong tay nên gật đầu không một chút nghĩ ngợi. Được rồi, chúng ta đi trước. Con dâu, lại đây nào. Làm vài thứ ngon ngon cho cô bé này ăn. Con nhìn này, nó đang yêu quá đi. Dạ vâng ạ. Mẹ nhậm cười tiết mắt, nhìn bọn đàn ông vẫn không di chuyển mà cất lời. Các con không nghe lời ông nói gì À? Lại còn đứng đó làm gì chứ? Không còn cách nào khác, bọn đàn ông phải nhanh chóng rời đi trong sự tức tối. Không còn ai ở trong phòng khách, Bạch Nhiều Tần mới lập tức kéo nhậm quà quà vào lòng, mà cúi đầu hôn mạnh lên cái miệng nhỏ. Nhậm quà quà bị hôn đến mức không thở được, chỉ lát sau đã mềm nhũn ở trong lòng của Bạch Nhiêu Tân. Tới khi anh buông cô ra, thì chân cô đã nhũn hết cả. Thở vi phò, cô hơi lặng người nhìn anh. Anh không giận em nữa sao? Nếu không thì tại sao có thể hôn cô được chứ? Nhưng sợ anh vẫn còn chưa hết giận cô vội vàng nói Em không cố ý giấu anh Bởi vì anh không hỏi nên em Ai không giận em Là tự giận mình Cái gì chứ Nhậm Qua quả không hiểu Bạch nhiều tần cất tiếng thở dài Anh giận mình đã quá quan tâm tới em Như thế thì không tốt sao Nhậm qua qua ngần người Quan tâm tới cô thì càng tốt cơ mà Bạch nhiều tần không coi bật cười Trước phản ứng thẳng thánh này của cô Đương nhiên là không tốt rồi nếu như ngày nào đó em không cần anh thì anh phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Làm sao lại không thể chứ? Em không yêu anh. Ai nói là em không yêu anh? Nhậm quả quả lớn tiếng phản bác. Lần này đổi lại là Bách Nhiêu Tân ngây ngần cả người. Thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Cô nhóc này không biết yêu là gì? Em nói em yêu anh sao? Ừ. Nhậm quả quả gật đầu thật mạnh mà ôm chặt lấy Bách Nhiêu Tân. Sáng vẻ của anh ngày đó ở tiệm áo cưới đã khiến cho em rất là sợ. Em lại còn biết anh đang giận cái gì. Anh cũng không nói gì mà để lại một câu rồi xoay người rời đi. Anh không biết là em đã buồn đến thế nào đâu. Nghĩ tới có thể anh cứ như vậy mà không cần em, thì em rất là khó chịu. Đời này em chưa từng khó chịu như vậy. Sau đó em biết rằng em không chỉ có yêu mến anh. Nhậm qua qua ngừng đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú mà trở nên nghiêm túc. Bạn nhiều tân à, em nghĩ rằng em đã yêu anh mất rồi. Bạch Nghiêu Tân nhúng mày lại. Nếu như được, có thể bỏ qua, ba chữ em nghĩ rằng đi có được hay không? Nhậm quả 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 nhiên rất là nghe lời. Bạch Nghiêu Tân à, em yêu anh. Cho dù anh không hoàn mỹ ư, rắc rối trên chế nóng này và hư hỏng sao? Ừ. Nhậm quả quả gật đầu, nở ra một nụ cười rạng rỡ với anh. Bởi vì anh chính là Bạch Nghiêu Tân. Chính là cái giọng điệu đương nhiên này. Chỉ vì với lời nói như vậy, đã hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông trong bách miêu tân ánh mắt của bách miêu tân tràn đầy dịu dàng dán lên trán cô vậy thì cả đời này em đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy được tại sao phải trốn chứ nhậm quả quả chớp mắt cô còn ước gì luôn được ở bên cạnh anh đúng là ngốc à bách miêu tân nở ra một nụ cười lại hôn lên miệng cô một lần nữa nụ hôn lần này dịu dàng tự như lòng anh đã bị lời của cô hòa than. vậy em sẽ làm anh mệt chết sao Nhậm qua quà nhìn anh, vô cùng để ý tới câu nói kia. Đương nhiên rồi, nhưng anh rất là sẵn lòng. Bạch Nhậu Tân nói có một chút xa dự, sau đó liền thấy mặt cô nhân lại khó chịu, anh nở ra nụ cười vươn tay nhéo mũi cô. Nhậm quả quả hơi hiểu, nhưng dường như lại không hiểu. Ý của anh là sao chứ? Nhưng miệng của cô đã bị chặn lại, ý của anh là anh vui vẻ để mà chịu đựng. Bạch Nhậu Tân phát hiện, điều cần nhất khi ở bên cạnh Nhậm quả quà không phải là bao dung cho sự ngốc nghếch của cô. Không ngốc thì làm sao gọi là nhập quà quà. Anh đã xem quen với điều này mà bọn đàn ông nhà họ nhậm cầm thủ anh, dùng ánh mắt lăng trì nhìn anh, dùng lời nói đà kích anh. Những thứ này Bách Nghiêu Tân còn có thể không thèm đếm dìa tới. Nhưng hẹn nhậm quả quả đi ăn cơm thì nhất định sẽ tình cờ gặp một người đàn ông nào đó của nhà họ nhậm. Sau đó cuộc hẹn của hai người sẽ biến thành ba người cùng ăn. Cầm nước xong thì sao? Bóng đèn trước mắt đó sẽ cười tít mắt mà nói. Sau đó anh ta cũng không có việc gì Tiện đường đưa quà quà về nhà Dù sao cũng sắp tới giờ đóng cổng rồi Đúng vậy Nhà nhậm quà quà có các cổng Họ nữa nhất định phải về nhà trước 5 giờ chiều Về mặt của nhậm quà quà cũng mờ mịt Với việc có các cổng này ngây ngốc mà cất tiếng hỏi Thật là kỳ lạ Sao trước kia không thấy có mà bây giờ lại có chứ Đúng là nói nhầm Đương nhiên là vậy vì đối phó với anh rồi Tất cả đàn ông nhà họ nhầm Đều nhìn bách nhiêu tân công vừa mắt nhưng cố tình ông nhậm lại tha qua nhậm quả quả, đồng ý để cho cô ở bên anh. Được, bọn họ không thể làm trái lệch ông cụ, nhưng bọn họ muốn phá hoại đó. Tuyệt đối là không để cho anh ta thấy bảo bối và bách nghiêu tân ở cùng với nhau quá lâu. Đàn ông là giói, nhậm quả quả bảo với nhà bọn họ, nhất bị sẽ bị nuốt vào trong bụng. Đã sớm ăn rồi có được hay không? Bạch Nghiêu Tân hư hừ nghĩ ở trong lòng khi đối mặt với ánh mắt, như là anh chính là hái hoa tập của đàn ông nhà họ nhậm. Nhưng đàn ông nhà họ nhậm có ngăn cản bằng cách nào thì bách nhiêu tân cũng thủ đoạn để phá được chứa ngại. điều quan trọng nhất bây giờ là nhậm quả quả bị kẹp ở giữa. nhậm quả quả trước giờ luôn chậm chạp nên hoàn toàn không phát hiện ra hai phe đang ngầm đấu đá. cô vẫn sống ngốc nghếch. ba ngày hai năm lại đi tìm bách nhiêu tân rồi sau đó bị người nhà dẫn về. lần trước lúc đang hôn bách nhiêu tân trong phòng làm việc của anh thì cả anh cả sông tới. khi đó cô đang giang chân ngồi trên đùi của bách nhiêu tân. nghe thấy có tiếng người vào lại còn là anh trai của mình. Nhậm quả quả sợ tới mức, định nhảy ra khỏi đuổi của Bách Nghiêu Tân, nhưng anh đã tính trước nên hôn mạnh lên môi cô. Sau khi bị hôn, nhậm quả quả đã sớm quên mất anh trai mình còn đứng ở đó, mềm mại ở trong lòng của Bách Nghiêu Tân, hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt như giết người của hai kẻ đàn ông. Bách Nghiêu Tân biết, chỉ cần bắt được nhậm quả quả thì anh sẽ thắng. Bởi vậy, một tuần trước khi nhậm quả quả tốt nghiệp, anh nói với cô để mừng cô tốt nghiệp anh đã xin nghỉ để dẫn cô đi dubai chơi nhậm quả quà không thể tin được bạch nhiều tần là người cuồng công việc vậy mà lại xin nghỉ phép vì cô còn nói muốn dẫn cô đi dubai thật sao anh muốn dẫn em đi chơi thật sao anh không có lừa em chứ nhậm quả quà cầm tay của bạch nhiều tần mở mắt thật to Lỡ em đi làm gì chứ em tốt nghiệp xong sẽ xuất phát nhưng mà chuyện này không thể được nói cho người nhà em biết có nghe không kể cả mẹ em cũng không được nói nhậm quả quà dứng sờ gật đầu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hỏi Bách Nhiêu Tân nguyên nhân. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện Bách Nhiêu Tân muốn dẫn cô đi chơi. Nghĩ tới chuyện có thể được luôn ở bên anh, cô vui đến mức mắt hiếp lại thành một đường. Cô đã thật lâu thật lâu, không được ở riêng với anh quá 2 giờ rồi. Cho nên cô làm theo hết những gì Bách Nhiêu Tân dặn. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến đán đàn ông nhà họ nhậm thống hận Bách Nhiêu Tân. Lời của anh chẳng khác gì thánh chỉ đối với cô cả. 3 giờ sáng, nhậm qua quán lên luyến ra khỏi nhà một mình. Bạch Nghiêu Tần nói bọn họ sẽ xuất phát vào lúc đêm hôm. Về phần hành lý thì khỏi cần phải mang theo, tới nơi mua cũng được. Nhưng nhậm quả quả là bé ngoan. Cô có để lại thư ở trong phòng, nói cô đi chơi với Bách Nghiêu Tân. Về phần đi đâu thì cô không nói rõ. Cô nhớ là anh không được nói cho tất cả mọi người, nên cô sẽ nghe theo. Bạch Nghiêu Tân dừng xe ở trước cổng đời. Anh dựa vào xe buồn cười nhìn nhậm quả quả, nhón chân mà chuồn ra, lại còn che miệng như là một tên trộm ra tới trước cửa thì cô cúi đầu bước như là chạy vừa tới bạch nhơ tân thì mắt của nhậm quả quản sáng lên bạch Nhiều tân à em không có bị phát hiện nha cô khoe với anh làm rất là khá bạch nhơ tân thường cho cô bằng cách sờ đầu cô rồi đưa cô lên xe vừa lên xe cô cất tiếng hỏi ngay chúng ta phải ra sân bay bay mấy giờ anh xin nghỉ mấy ngày định dẫn em đi chơi mấy ngày hả bạch Nhiều tân trả lời từng câu hỏi của cô bọn họ lên máy bay riêng của anh làm sao anh có thể để cho bọn đàn ông nhà họ nhậm có cơ hội tra ra được anh đưa nhậm quà quà đi Dubai chứ? Còn chơi mấy ngày? Mấy ngày này vừa kéo là thời kỳ trụng trứng của nhậm quà quà. Lung lái xe đi, bạch nhiều tần hững hờ nhìn nhà họ nhậm, khỏe môi khẽ nhích lên như một con hồ ly xào quyệt. Lung nhìn tới cô bé ngốc, đang hưng phấn ở bên cạnh, thì ánh mắt của anh không khỏi trở nên dịu dàng. Có cô ở đây, thế giới của anh không hề yên tĩnh yên ả nhưng anh thấy mình không hối hận một chút nào cả, thậm chí còn bằng lòng để cô ồn ào bên cạnh anh cả đời. Nhậm quả quả à? Sao thế? Nhậm quả quả ngước mắt nhìn anh. Bạch Nghiều Tân tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng giọng điệu vẫn rất là bình thản. Vĩnh viễn em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh mà đi. Nhậm quả quả gật đầu rồi cười ôm lấy anh. Thế chính là tốt nhất nha. Cô vốn cũng không nghĩ tới chuyện bỏ anh. Cô yêu anh, cho dù anh không hoàn mỹ, nhưng cô chính là yêu anh như vậy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng tài tài trừ hôn ước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện hẹn ngôn tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.